Đông Hoàng Như Ảnh mặt giãn ra cười khẽ, trong lúc vô tình bộc lộ phong tình làm cho tinh thần người ta chập chờn. Nàng dương nhẹ đầu ngón tay, rót đầy chén trà cho Khương Phàm, động tác thành thạo lộ ra mỹ cảm ưu nhã. Bằng hữu bình thường, cũng là bằng hữu. Khương Phàm cười nói, vẫn không có đụng đến chén trà của Đông Hoàng Như Ảnh. Thưởng thức thì thưởng thức, hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ cảnh giác đối với nữ tử này. Nếu là bằng hữu, có thể hỏi ngươi những năm này đều đi đâu một chút hay không? Đông Hoàng Như Ảnh vì tiện xem thấu cảnh giới của Khương Phàm, linh hồn cảnh thất trọng thiên. Lúc trước khi Khương Phàm rời khỏi Cổ Hoa Hoàng Thành, chỉ là linh hồn cảnh nhất trọng thiên, 7 năm sau trở lại, tiến vào linh hồn cảnh thất trọng thiên, nhìn tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng nàng rất rõ ràng, sau khi Khương Phàm rời khỏi nửa năm, đã tiến vào tứ trọng thiên. Dựa theo tốc độ Khương Phàm, bây giờ đến sinh tử cảnh đều không đủ. Mà, con mắt còn mù. Hắn ở trong địa ngục đã gặp cái gì? Vi Nhi chết rồi, khổ sở trong lòng, ra ngoài đi mấy năm. Khương Phàm lắc đầu than nhẹ, cố ý thể hiện bi thương. Đông Hoàng Như Ảnh rất bất đắc dĩ, người này mở miệng thật có thể nói dối đến thế, còn mặt không đỏ tim không đập. Người khổ sở. Người lúc đó ở luân hồi bí cảnh huyên náo so với ai khác đều vui mừng. Nàng thậm chí còn nhận được tin tức, Kiều Vi Nhi các nàng còn giống như không chết, mà bị Khương Phàm giấu đến Thánh Địa Nam Bộ. Đông Hoàng Như Ảnh cũng không tiện phá một chút, chỉ có thể bồi tiếp diễn kịch. Bất chi bất giác, đã 7 năm, thảm kịch đêm đó còn rõ mồn một trước mắt. Người chết không thể nào phục sinh, xin mời Khương công tử nén bi thương. Tuy nhiên Vi Nhi đã qua đời, các người lúc ấy cũng không thành thân, còn có thể lại về Kiều gia thăm viếng. Có thể thấy được Nghị công tử là một người trọng tình. Vi Nhi mặc dù qua đời, nhưng Kiều gia vĩnh viễn là nhà của ta. Lần này trở về, cũng là muốn ở thêm một thời gian. Ngươi muốn ở? Đông Hoàng Như Ảnh đang muốn khách khí vài câu, đôi mắt mỹ lệ thâm thúy đột nhiên ngưng tụ, tiếp cận Khương Phàm. Khương Phàm âm thầm cảnh giác, đại tỷ này là thế nào? Thiên phẩm. Đông Hoàng Như Ảnh khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng cũng che không được vẻ khiếp sợ nổi lên bên trong. Cái gì thiên phẩm? Sắc mặt Khương Phàm thay đổi. Mặt nạ của hắn không chỉ có che khuất mắt phải, còn che khuất hơn phân nửa linh văn, hơn nữa còn vận dụng mắt phải áp chế năng lượng linh văn. Theo lý thuyết, trừ phi hắn biểu hiện ra toàn diện năng lượng linh văn, nếu không thì không thể bị phát hiện được. Tuy nhiên, phát hiện thì phát hiện, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Linh văn của ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh không dám tin. Linh văn của Khương Phàm biến thành thiên phẩm rồi. Thánh phẩm làm sao có thể biến thành thiên phẩm? Đây quả thực là kỳ tích. Mặc dù một ít thú linh văn đặc biệt, tồn tại tỷ lệ phát sinh dị biến, nhưng nhất định phải là yêu thú, cực kỳ đặc thù, lại thức tỉnh chảy huyết mạch còn cường đại hơn. Dù vậy, tình huống đó cũng cực kỳ hiếm thấy. Khương Phàm, rốt cuộc là linh văn gì? Lại hoặc là Khương Phàm ở trong địa ngục đạt được huyền hoàng thạch hay tuyệt thế linh bảo rồi. Khương Phàm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hôm nay ta tới ngoại trừ bái phỏng lão bằng hữu, còn muốn xin mời Như Ảnh cô nương giúp một chút. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, linh văn của ngươi biến thành thiên phẩm rồi. Đông Hoàng Như Ảnh chưa từng kinh ngạc qua giống như bây giờ. Làm sao có thể, đừng bắt ta làm trò cười. Hôm nay ta tới, hy vọng Như Ảnh cô nương. Ngươi chính là thiên phẩm thú linh văn. Khương Phàm, ngươi đã làm cái gì? Cái này không quan trọng, ta hôm nay. Cái này không quan trọng, ngươi đã thăng hoa đến thiên phẩm. Đông Hoàng Như Ảnh khó mà bình tĩnh, lặp đi lặp lại nói thiên phẩm linh văn. Từ thánh phẩm bước lên thiên phẩm, mang ý nghĩa tiềm lực Khương Phàm sẽ được phóng đại vô hạn, rất có thể đạt tới thánh linh cảnh. Nói cách khác, tên cuồng nhân chiến đấu nguy hiểm Khương Phàm này lại biến thành thánh nhân. Mặc dù thần giáo từ đầu đến cuối vẫn đang chăm chú Khương Phàm, nhưng theo như những gì nàng hiểu, hẳn là Khương Phàm đã dính đến bí mật nào đó, mà không phải tiềm lực Khương Phàm. Nhưng bây giờ, linh văn của Khương Phàm biến đổi, tiềm lực đã tăng nhiều, thần giáo nơi đó chỉ sợ là muốn chân chính coi trọng Khương Phàm. Thiên phẩm, linh văn mà hoàng tộc mới có thể sinh ra. Khương Phàm chỉ là một tiểu tử thánh địa, vậy mà lại thức tỉnh thiên phẩm. Giờ khắc này, ánh mắt Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Phàm đều đã thay đổi. Trước đó luôn có mấy phần nghiêm nghị, cao cao tại thượng, dù sao mấy năm mười mấy năm sau,
chênh lệch hai bên sẽ không thể vượt qua. Vậy mà bây giờ, lần đầu nàng cho rằng Khương Phàm là đồng loại. Như ảnh cô nương thân ở thiên cung, cũng coi là kiến thức rộng rãi, chút chuyện nhỏ này không đáng ngạc nhiên. Chút chuyện nhỏ này, ta muốn xin mời Như ảnh cô nương giúp một chút, tìm kiếm cho ta tập những dược liệu này. Khương Phàm liệt kê ra những tương đối loại khó tìm trong phương thuốc kia lên trên giấy. Là ngươi cần, hay là Kiều gia cần? Đông Hoàng Như ảnh vẫn nhìn chằm chằm Khương Phàm, khó mà bình tĩnh. Đây đều là dược liệu luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, chỉ cần các ngươi có thể tìm hết cho ta, ta có thể cho các ngươi hai viên thiên nhân đan. Khương Phàm cần nhất vẫn là thánh huyết, đây là dược liệu mấu chốt nhất để luyện chế thiên nhân đan. Tương đối mà nói, những dược liệu khác để luyện thiên nhân đan coi như đơn giản, duy chỉ có thánh huyết là quá khan hiếm. Hai viên thiên nhân đan. Đông Hoàng Như ảnh nhận lấy danh sách dược liệu. Hai viên, cam đoan chất lượng. Ta thử một chút. Làm phiền. Khương Phàm đứng dậy muốn rời khỏi. Nghỉ công tử, không ngồi nhiều. Cô nương bề bộn nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy. Ta bây giờ có chút nhàn rỗi. Vậy liền nghỉ ngơi nhiều một chút, ta thấy mắt cô nương cũng có chút quầng thâm. Đông Hoàng Như ảnh ngạc nhiên, mắt có quầng thâm. Khương Phàm kéo cửa phòng ra liền muốn rời khỏi, Đông Hoàng Như ảnh chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Hoàng thất tiếp cận Kiều gia. Bước chân Khương Phàm vừa ra khỏi cửa đã chợt ngừng lại, mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái, lại rụt trở về, thuận tay đóng cửa phòng. Kiều gia an phận thủ thường, tôn trọng hoàng thất, Như ảnh cô nương nhìn, chằm chằm, thế này là có ý gì? Ta muốn biết ngươi tại sao muốn trở về trước, vì Kiều gia, hay là vì bản thân mình? Đông Hoàng Như ảnh không còn đi vòng vèo cùng loại trai thẳng Khương Phàm này. Nam Bộ không có tin tức Khương Phàm đã trở về, Vương quốc Hắc Ám cũng không biết Khương Phàm còn sống, nói cách khác, sau khi Khương Phàm chạy ra khỏi địa ngục thì đã đi thẳng tới Kiều gia. Nơi này có cái gì hấp dẫn Khương Phàm? Khương Phàm sốt ruột trở về, ngày đầu tiên là đi tìm đan dược, lại là vì sao? Hơn 7 năm, ta tưởng niệm Kiều gia, trở lại thăm một chút, không làm gì khác. Chẳng lẽ Nghị công tử đã quên, thần giáo chúng ta tại Nam Bộ cũng có thiên cung. Theo ta được biết, ngươi đã chết. Đông Hoàng Như ảnh nhẹ giọng một câu, nhìn thẳng mắt Khương Phàm. Khương Phàm có chút nhíu mày, nhẹ giọng cười một tiếng. Không phải ta đang sống rất tốt sao? Cho nên ta hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể sống tốt? Dù sao, ngươi cũng đã chết. Đông Hoàng Như ảnh đứng dậy, đi ra thạch đình. Vòng eo tinh tế như mỹ nhân xà vặn vẹo để cho người ta miên man bất định. Hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, dường như được ông trời tỉ mỉ tạo ra, hoàn mỹ làm nổi bật lên dáng người nàng. Một đôi chân ngọc như ẩn như hiện ở dưới váy dài, trắng nõn kiều nộn, ngón chân óng ánh, hoàn mỹ không một tì vết, có từng điểm ánh ngọc đang nháy hiện. Khương Phàm nhìn Đông Hoàng Như ảnh đi tới. Cửu Thiên Thần Giáo là hoàng đạo trung vực cao cao tại thượng. Hẳn là chú ý chuyện lớn của các đại nhân vật cấp bậc hoàng tộc, tại sao phải cảm thấy hứng thú đối với một tiểu nhân vật là ta tại một nơi nhỏ như vậy? Đông Hoàng Như ảnh không còn cùng Khương Phàm diễn kịch, chủ động làm rõ. Ngươi cũng không phải tiểu nhân vật. Cái chết của ta, Vô Hồi Thánh Địa không thể nào lại trắng trợn tuyên truyền với bên ngoài. Các ngươi có thể được đến tin tức này, hoặc là bởi vì sắp xếp người đặc biệt đang chăm chú nhìn ta, hoặc là chính là... Là cái gì? Như ảnh cô nương, người có biết Đông Hoàng Như Yên? Ánh mắt Khương Phàm có chút run lên. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Như ảnh di chuyển, chỉ là nhìn Khương Phàm, không nói gì. Lòng Khương Phàm lại nhấc lên. Đông Hoàng Như Yên. Đông Hoàng Như ảnh. Năm đó cùng Đông Hoàng Như Yên tiếp xúc một chút, không có để lại ấn tượng sâu, cũng xác thực không có nghĩ tới nơi đó. Nhưng, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảnh giác. Mặc dù người trong thiên hạ trùng tên nhiều không kể xiết, huống chi các nàng chỉ là cùng họ mà không cùng tên, nhưng Đông Hoàng Như Yên là không gian thụ văn, Đông Hoàng Như ảnh là không gian linh văn, hai người này rất có thể có liên quan đặc biệt. Mà cái chết của hắn hẳn là được thánh địa giữ bí mật, thiên cung lại là phân bộ các nơi của Cửu Thiên Thần Giáo, hẳn là chú ý tới các sự kiện lớn, mà không phải hài tử trong đất hoang thánh bên cạnh. Cho nên, Nguyệt Hoa Thiên Bảo thuộc về Cửu Thiên Thần Giáo. Khương Phàm hít một ngụm khí lạnh, nhưng bây giờ khó mà tiếp nhận. Cửu Thiên Thần Giáo là hoàng đạo trung vực, là một trong tứ đại thiên tôn hoàng đạo của Thương Huyền,
cũng là một trong những kẻ thống trị Thương Huyền chân chính sau khi Vạn Thế Thần Triều diệt vong, vậy mà sau này lại phát hiện Vương quốc Hắc Ám, cam nguyện ở nơi đó làm bán hàng. Lấy thực lực của bọn hắn, đừng nói khống chế nơi đó, coi như một lần nữa khai sáng một cái Vương quốc Hắc Ám cũng đều có thể. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra, tiếng kích động kêu to nương theo làn gió thơm nồng đậm, vọt vào gian phòng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Khương Phàm trở về rồi. Hắn thật từ địa ngục trở về rồi. Muội đã nói tên điên kia. A! Đông Hoàng Như Yên kêu lên đầy sợ hãi, quay đầu chạy ra ngoài, khép cửa phòng lại. Gian phòng an tĩnh, Đông Hoàng Như Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt Khương Phàm lại trở nên lăng lệ. Như Ảnh cô nương, chơi vui không? Khương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Như Ảnh. Nương môn nhi này năm đó đã biết thân phận của hắn. Những hoang ngôn năm đó của hắn kia, chẳng phải tất cả đều là trò cười. Là Nghị công tử nhất định phải chơi, Như Ảnh chỉ có thể bồi tiếp. Đông Hoàng Như Ảnh không nóng không lạnh, dịu dàng khẽ nói. Nếu các ngươi đã phát hiện Vương quốc Hắc Ám, vì sao không khống chế lại? Khương Phàm cố gắng chấn định, trong lòng lại nhấc lên từng trận sóng cả, khó mà bình tĩnh được. Cửu Thiên Thần Giáo là khinh thường khống chế loại như nơi kia, hay là còn có mục đích gì khác? Chờ chút. Vương quốc Hắc Ám, Vô Hồi Thánh Địa, Đại Hoang. Rốt cuộc bọn hắn là tập trung vào Vương quốc Hắc Ám, hay là tập trung vào Đại Hoang Thâm Uyên? Người khác nhìn trộm không đến bí mật vực sâu, nhưng lấy thực lực Cửu Thiên Thần Giáo lại hoàn toàn có thể. Nói cách khác, Cửu Thiên Thần Giáo biết Liệp Thần Thương ở đâu. Khương Phàm càng nghĩ càng có khả năng. Lúc đó khi phát hiện Liệp Thần Thương liền từng có qua hoài nghi, vì sao nó có thể an toàn cất giữ ở nơi đó ngàn năm. Dù sao hung danh của Liệp Thần Thương quá lớn, sau khi biến mất khẳng định sẽ khiến cho các phương truy tra. Ngoại trừ may mắn, cùng bình chứng bản thân Liệp Thần Thương ra, rất có thể tồn tại nguyên nhân khác. Thế nhưng, nếu thần giáo đã phát hiện, vì sao không trực tiếp mang đi? Là đang bí mật chờ đợi ma hoàng trùng sinh, hay là có mục đích khác? Sắc mặt Khương Phàm càng ngày càng khó coi, bởi vì còn nghĩ tới một chuyện khác, Đại Hoang Tù Thiên Trận. Vô Hồi Thánh Chủ chỉ nói lấy được từ bên trong Vương quốc Hắc Ám, chưa hề nói tình huống cặn kẽ. Nhưng trải qua dung hợp phần thiên ấn, tổ kiến Tù Thiên Trận, hắn đã ý thức được sự đặc biệt của bộ pháp trận này. Pháp trận cường hãn lại đặc thù như vậy, tại sao muốn bán cho Vô Hồi Thánh Địa? Chẳng lẽ, đây cũng là Cửu Thiên Thần Giáo bí mật bố trí? Tâm tư Khương Phàm nhanh chóng quay ngược trở lại, sắc mặt, tâm tình thay đổi, bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn mắng chửi người khác. Khi chúng ta phát hiện nơi đó, Vương quốc Hắc Ám đã có quy tắc riêng, nơi đó cần chính là cân bằng vi diệu, mà không phải khống chế hoàn toàn. Đông Hoàng Như Ảnh giải thích đơn giản. Chỉ là, nàng không biết thời khắc này Khương Phàm đang liên tưởng ra nhiều bí mật như vậy, càng không biết Cửu Thiên Thần Giáo ở nơi đó có bố trí đặc thù. Người phụ trách Nguyệt Hoa Thiên Bảo là ai? Khương Phàm hô hấp trở nên dồn dập lên, độc nhãn kia lóe ra huyết quang đáng sợ. Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc trước bộ dáng Khương Phàm, cần thiết hay không? Phụ thân ta, Đông Hoàng Thánh Kiệt, cũng là cung chủ Thiên Cung thứ 9. Nghị công tử yên tâm, chúng ta không có ác ý đối với ngươi. Khương Phàm gian nan nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên Lộc từng nói qua, Vương quốc Hắc Ám là một vị thánh nhân nào đó đi ngang qua khai sáng không gian, cảm giác thú vị là ở chỗ này tạo dựng được Vương quốc không gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, đi ngang qua. Cái này tám phần chính là do Cửu Thiên Thần Giáo khai sáng. Giọng Khương Phàm đều đang run rẩy. Tất cả các trận chiến đấu của ta tại Vương quốc Hắc Ám, các ngươi đều chú ý qua. Từng có chú ý. Cũng có ghi chép. Nghị công tử, hình như ngươi rất khẩn trương. Khương Phàm chỉ miệng mình, nói với Đông Hoàng Như Ảnh. Xin mời Như Ảnh cô nương cẩn thận quan sát hình miệng ta. Ta, mẹ, tổ tông, ngươi. Khương Phàm miệng mở lớn, làm ra hình miệng khoa trương. Như Ảnh nhìn không hiểu. Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng tĩnh mỹ, ngay cả mắng chửi người khác cũng không biết, thật là không biết hình miệng này là có ý gì. Phụ thân ngươi đâu? Khương Phàm chau mày, cắn răng khắc chế sự tức giận muốn dâng lên. Tại Vương quốc Hắc Ám, Đông Hoàng Như Ảnh lại càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn làm sao thế? Là sợ hãi, hay là khẩn trương? Chẳng lẽ, hắn thật sự có bí mật đặc biệt nào đó,
mà biết rõ bí mật của mình nghiêm trọng đến mức nào. Hắn ở nơi đó làm gì? Ta nói chờ ngươi trở về, ngươi tin không? Khương Phàm cắn răng nhắm mắt lại, bình phục lại tâm tình. Nếu như bây giờ ta muốn hỏi một chút, Đại Tự Tại Điện là thế lực phương nào, ngươi có nói cho ta biết không? Đông Hoàng Như Ảnh không có giấu giếm. Một trong Hoàng Đạo Bát Bộ, Vạn Đạo Thần Giáo. Ngọa Tào, ngươi. Khương Phàm nhúc nhích khóe miệng, cố gắng kiềm chế xúc động mắng chửi người. Thật bất ngờ sao? Khóe miệng Đông Hoàng Như Ảnh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, ngươi muốn hủy diệt Huyền Nguyệt, kết quả, ngược lại còn giao nó cho Hoàng Đạo Tây Bắc. Khương Phàm vừa mới bình phục tâm tình lại nổi lên gợn sóng, chửi ầm lên. Mẹ kiếp, đương nhiên là ngoài ý muốn. Vô cùng ngoài ý muốn. 10.000 cái 100 triệu lần ngoài ý muốn. Vương quốc Hắc Ám chỉ là một cái bí cảnh không gian mà thôi, các ngươi. Điên ư, các ngươi có cần thiết hay không? Không có chuyện gì làm sao? Hai đại thần giáo Thương Huyền, Nhàn, Đan, đau không? Đông Hoàng Như Ảnh ngây ngẩn cả người, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm đang gào thét dữ tợn. Hắn, là đang mắng người sao? Hắn, ở ngay trước mặt ta, đang mắng người. Còn là mắng thần giáo. Đông Hoàng Như Ảnh đã lớn như vậy, quay xung quanh bên cạnh tất cả đều là công tử khiêm nhường, khiêm tốn, mỗi người đều cực lực biểu hiện mình nho nhã ưu tú, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ nghe thấy hơn phân nửa câu thô tục. Khương Phàm bỗng nhiên có một cảm giác xúc động mãnh liệt, phong bế vương quốc Hắc Ám, triệt để phong tỏa nơi đó, thậm chí là trực tiếp hủy nơi đó. Vương quốc Hắc Ám đang ở vực sâu, nói cách khác, hai đại thần giáo trực tiếp xử đến cửa nhà hắn rồi. Còn đến mức nào? Nghị công tử, người tỉnh táo lại trước, chúng ta chỉ là có hiếu kỳ đối với ngươi, không có ác ý. Khốn kiếp, ngươi thì biết cái rắm gì? Ngươi! Nghiệp chướng! Khương Phàm quay người, đóng sập cửa rời khỏi. Thật thô lỗ! Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Biết hắn nóng nảy, nhưng ở trước mặt nữ tử, ít nhất phải giả bộ một chút chứ. Tỷ tỷ, hắn đi rồi. Không gian vặn vẹo. Con đường nhỏ được cành lá tươi non bện ra vô cùng tinh mỹ, Đông Hoàng Như Yên ngó giáo giác đi ra. Đi rồi, phát ra tính tình xong đi rồi. Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ xoay vòng eo, dẫm lên phiến đá ướt át đi trở về thạch đình. Phát tính tình gì, hắc, lại có người ở trước mặt tỷ tỷ phát cáu. Đông Hoàng Như Ảnh yên lặng ngồi xuống, hồi tưởng đến biểu hiện kích động của Khương Phàm. Thần giáo biết Khương Phàm có bí mật. Mà Khương Phàm hiển nhiên cũng biết mình có bí mật. Phía sau kích động và tức giận, hẳn là Khương Phàm sẽ khẩn trương cùng sợ hãi. Rốt cuộc là bí mật gì? Mà Khương Phàm giống như rất kiêng kỵ chuyện mình bị ghi chép chiến đấu lại. Đông Hoàng Như Yên hiếu kỳ hỏi. Hắn trở về lúc nào? Sao hắn không có đi vương quốc Hắc Ám? Hắn có cái gì thay đổi sao? Đông Hoàng Như Ảnh thuận miệng nói. Hẳn là vừa trở về liền trực tiếp chạy tới Kiều Gia. Mắt phải hắn bị mù, cũng đã lên thiên văn. Đông Hoàng Như Yên kinh hô. Thiên văn, tỷ tỷ, tỷ khẳng định sao? Đông Hoàng Như Ảnh nhíu mày nhìn nàng một chút. Ta phái người đi thông báo phụ thân, sao muội chạy lại trở về? Đều đã trở về, hắn tới chống đỡ tìm hiểu tình huống. Muội là sốt ruột, liền chạy tới nơi này. Sao hắn lại ở đây? Ta đi gặp phụ thân. Đông Hoàng Như Ảnh đứng dậy. Khương Phàm biết mình bị phát hiện, việc này cần thông báo phụ thân, càng cần phụ thân thông báo thần giáo hơn. A, à, chỗ rừng sâu, quanh quẩn tức giận lại kiềm chế tiếng gào thét. Khương Phàm giữ tợn, hai tay nắm chặt. Hắn có một trực giác mãnh liệt, cửu thiên thần giáo hẳn là đã phát xuất hiện phận của hắn, mà còn là từ thật lâu trước đó. Nhưng, vì sao không có động thủ? Là không có xác định được, hay là đang chờ hắn trưởng thành? Sau khi hóa thân chu tước lại vụng trộm bắt nuốt. Lão tổ tông bây giờ của cửu thiên thần giáo là ai? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Còn có vạn đạo thần giáo. Đại tự tại điện lại là vạn đạo thần giáo. Nếu bọn hắn phụ trách giám sát, tại sao muốn nhúng tay ngăn cản tại thời khắc cuối cùng? Trách không được Tiêu Lạc Lê có thể cùng nơi đó làm thông gia, nói không chừng nơi đó đã sớm chuẩn bị xong. Tiện nhân hướng vãn tình kia. Dám lừa ta. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là vạn đạo thần giáo có phát hiện thân phận của hắn hay không. Vạn đạo thần giáo, cửu thiên thần giáo, hai đại đỉnh cấp thần giáo Thương Huyền, hai thần giáo cấp Hoàng Đạo, toàn bộ đều có liên lụy cùng hắn.
chuyện đã trở nên khó giải quyết cũng biến thành phức tạp lại nguy hiểm. Xem ra đây là thời điểm tìm tới Thiên Hậu. Hắn cần Thiên Hậu làm bạn, cần Thiên Hậu trợ giúp. Xảy ra chuyện gì? Khương Diễm từ trong rừng rậm đi tới, An Minh Hề yêu mị đi theo phía sau. Cửu Thiên Thần Giáo đã phát hiện ra thân phận ta. Sắc mặt Khương Phàm âm trầm như nước. Phát hiện lúc nào? Vẻ mặt Khương Diễm và An Minh Hề siết chặt, Cửu Thiên Thần Giáo là thế lực cấp hoàng đạo, lại còn là cấp cao nhất trong đám thương huyền kia, nếu như đã bị phát hiện, chẳng phải là nguy hiểm. Hẳn là được một khoảng thời gian rồi, còn có Vương quốc Hắc Ám, Đại Hoang Thâm Uyên. Bọn hắn đang chờ cái gì? Khó mà nói được. Khương Phàm hận không thể lại về Thiên Cung, cùng Đông Hoàng Thánh Kiệt nói chuyện, nhưng vẫn nhịn được xúc động. Trong chuyện này, chỉ sợ Đông Hoàng Thánh Kiệt đều không làm chủ được, chỉ có thể là những lão quái vật bên trong thần giáo kia. Cần chúng ta làm cái gì không? Khương Diễm nghiêm trọng, chuyện này nếu so sánh với cổ hoa thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Khương Phàm lắc đầu, nói. Trước tiên phải xử lý chuyện ở cổ hoa này. Cổ hoa hoàng thất đã tiếp cận ác nhân cốc, nhưng còn không có xác định kiều gia. Thời điểm năm đó chúng ta hành động, đa số là lấy ác nhân cốc làm chủ, kiều gia làm phụ, chính là vì nếu như sau này bại lộ, ác nhân cốc cũng sẽ đứng mũi chịu sào, hấp dẫn lực chú ý. Các ngươi có an toàn không? Hoàng thất hẳn là đã an bài tai mắt, mà số lượng còn rất nhiều. Trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó tái phát khởi hành động. Khương Diễm không dám mạo hiểm, lại không dám tiếp tục đảo loạn cổ hoa. Ác nhân cốc trung quy vẫn thế lực hắc ám, hoàng thất muốn xử lý cũng không có nhiều lo lắng như vậy. Nếu như bọn hắn lại có bất cứ hành động khiêu khích gì, không khác nào đưa đầu tới trước mặt hoàng thất. Đến lúc đó, hoàng thất là chặt đầu hay là bắt lấy, lại là lúc nào chặt, hoàn toàn dựa vào ý nguyện của nhân hoàng. Nếu như là cổ hoa trước đó, chúng ta đảo loạn lại đi, nếu cổ hoa đã một lần nữa khống chế trong tay hoàng thất, chúng ta phải học được buông tay. Ý của ngươi là, bọn hắn muốn điều tra, vậy thì cứ từ từ điều tra. Chúng ta, rút lui. Lúc nào, ta cho các ngươi 2 tháng chuẩn bị, có thể mang đi toàn bộ thì mang đi, làm tốt lộ tuyến thoát khỏi. Nhưng ở đâu trước đó không được lộ ra, cũng thông báo các huyết sát khác, Bắc bộ ngoại trừ lưu lại 5 phân bộ quan trọng nhất, còn lại rút lui toàn bộ. 2 tháng, Khương Diễm cùng An Minh Hề trao đổi ánh mắt, đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy được tinh mang. Cái này thật là có chút ngoài ý muốn. Nhưng, bọn hắn đều đã cảm thấy ngoài ý muốn, hoàng thất nơi đó càng không khả năng có chuẩn bị. Sau 2 tháng, ta sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn ánh mắt toàn thành, kiềm chế lực chú ý của hoàng thất. Đến lúc đó, ác nhân cốc và kiều gia chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ rút lui. Khương Phàm không cần thiết lại chấp nhất đảo loạn cổ hoa, càng không thể cứu chữa kiều hình ở bên trong hoàn cảnh nguy hiểm. Chúng ta đi đâu? An Minh Hề đã làm tốt chuẩn bị rời khỏi, nhưng mong muốn là 1 năm sau, giờ khắc này quá đột nhiên, nàng bỗng nhiên có chút không nỡ rời khỏi nơi này. Nam Bộ, Đại Hoang, nơi đó có thể hỗ trợ chúng ta phát triển bước đầu. Chúng ta sẽ trở về chuẩn bị. Còn có, cái gì? Ngươi cùng Kiều Vô Hối thương lượng chiến thuật săn giết thánh nhân. Khương Phàm dùng sức trà sát mặt, lại dùng sức lắc lắc đầu, ép buộc mình khôi phục tỉnh táo. Ngươi có dùng máu trong di cốt không? Dùng 3 giọt, nhưng di cốt vô cùng sao động, ta không dám dùng nhiều. Khương Diễm lắc đầu, rất rung động cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ là 3 giọt mà thôi liền mang cho hắn bột rửa giống như biến đổi. Cái kia dù sao cũng là máu của thần linh, xác thực mà nói là máu sắp đụng vào đế cảnh, càng quan trọng hơn là nó còn đồng căn đồng nguyên với hắn. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nếu như có thể thống khoái lại dùng thêm mấy giọt, thật có khả năng kích phát tiềm lực huyết mạch tầng sâu, biến đổi đến thiên phẩm linh văn. Thời điểm Khương Phàm trở lại kiều gia, phía trước đã đứng đầy người. Bên trong có rất nhiều người quen, Đường Tư Đồ, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi. Đã lâu không gặp, đây là đang hoan nghênh ta sao? Khương Phàm đảo ánh mắt qua đám người, tốc độ phát triển đều rất nhanh, đều từ ngũ trọng thiên đến thất trọng thiên. Nếu như chỉ là tu luyện bình thường, không có cơ duyên đặc biệt, muốn trong thời gian 7 năm từ nhất trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên, thật sự là vô cùng khó khăn. Nhất là lục trọng thiên vượt qua đến thất trọng thiên, bình thường đều cần 3 đến 5 năm tích lũy. Xem ra lúc trước các gia tộc đều bị kích thích,
nên đều đã bỏ ra nhiều tài nguyên hơn đến trên thân những truyền nhân bọn hắn đây. Vừa đi chính là 7 năm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa. Đường Tư Đồ nghênh tiếp Khương Phàm đầu tiên. Những năm này hắn đều bỏ tinh lực vào trên việc tu luyện, gia tộc càng là toàn lực phối hợp, hiện nay, hắn đã là chí tôn thánh phẩm, còn bước lên thất trọng thiên. Hắn, đã không còn là hắn năm đó nữa. Khương Phàm thật sự là thất trọng thiên rồi. Sắc mặt đám người Đường Nguyên Bá đều rất phức tạp. 7 năm đã từ nhất trọng thiên bước lên thất trọng thiên rồi. Đưa mắt nhìn đại tân sinh khắp cổ hoa hoàng thành này, chỉ có 5 người mới có thể làm được, lại còn là phải được các gia tộc xuất ra tài nguyên quan trọng tiến hành bồi dưỡng. Mà Khương Phàm lại tự mình lang thang bên ngoài 7 năm, vậy mà đều đã bước vào linh hồn cảnh cao giai, thực sự khiến cho người rất bất ngờ. Khương Phàm cười nhạt nói. Không phải không trở lại, là sư phụ kéo ta đi luyện đan, chậm trễ. Đám người cùng nhau nhíu mày, cảm giác bị mạo phạm. Người có thể tới thất trọng thiên đã để người khó mà tiếp nhận, còn có thể dành thời gian đi luyện đan. Con mắt của ngươi chính là do luyện đan luyện mù. Hay là khoác lác quá lớn bị móng trâu đá mù. Đường Tư Đồ cười lạnh. Còn luyện đan, quá làm cho mình dài mặt. Có thể đột phá đến thất trọng thiên khẳng định là khổ tu không biết ngày đêm, làm sao có thời giờ luyện đan dược. Cũng không phải, là chính ta tự lấy nó ra. Ha ha, mấy năm không gặp, thật hài hước. Gặp đều đã gặp, tản đi đi. Chờ ta làm xong, mời các ngươi uống rượu. Khương Phàm muốn đi lên phía trước, lại bị Đường Tư Đồ ngăn lại. Khó mà gặp mặt, tỉ thí một chút. Nếu đã khó gặp mặt, gặp liền muốn đánh. Để cho ta nhìn xem những năm này ngươi trưởng thành như thế nào. Trong ánh mắt Đường Tư Đồ lộ ra chiến ý cường đại. Hắn điên cuồng khổ tu, tăng lên cảnh giới, thăng hoa linh văn, chính là muốn vào cái ngày gặp lại Khương Phàm đó, hắn sẽ tự tay đánh bại đối phương. Sau đó mang theo tự tin to lớn, chuẩn bị cho sinh tử cảnh. Tâm tình ta hôm nay không tốt lắm, vẫn là thôi đi. Khương Phàm muốn lách qua Đường Tư Đồ, lại bị Đường Tư Đồ thô lỗ nắm lấy bả vai. Đường Tư Đồ cùng nhìn chằm chằm Khương Phàm, toàn thân nhấc lên khí lạnh thấu xương. Tất cả mọi người đang nhìn, đừng không biết xấu hổ. Khương Phàm lắc đầu. Ta nói, tâm tình ta không tốt. Tâm tình ta rất tốt. Ngươi không sợ ta đấm một phát chết tươi ngươi. Ha ha, nếu ngươi có thể đánh chết ta, ta chết đi đều. Đường Tư Đồ ngưng tụ con ngươi, quả quyết rút lui về phía sau, bởi vì Khương Phàm đột nhiên vung lên nắm đấm, đánh tới mặt hắn. Khương Phàm, trận chiến này, ta đã đợi 7 năm. Đường Tư Đồ tránh khỏi nắm đấm, bay lên không trăm mét, chí tôn thánh văn toàn diện thức tỉnh, khí lạnh thấu xương mãnh liệt lao ra. Tiếng tạch tạch vang vọng bầu trời, phảng phất đóng băng không gian. Cao giai linh hồn cảnh, linh nguyên cơ bản đã cùng linh hồn dung hợp, đối với khống chế linh lực, cùng ngưng tụ võ pháp, đã hoàn toàn biến đổi. Đám người xung quanh nhanh chóng lui ra, có người còn rời khỏi mấy ngàn mét. Bọn hắn hết sức chăm chú, vừa khẩn trương lại càng chờ mong. Thời gian qua đi 7 năm, Khương Phàm tái chiến thiên kiêu cổ hoa. Lại còn là linh hồn cảnh thất trọng thiên quyết đấu, khẳng định không phải tầm thường. Nhưng, không đợi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đợi Đường Tư Đồ ngưng tụ võ pháp, toàn thân Khương Phàm đã kịch liệt nổ vang, cuồn cuộn liệt diễm kéo lên giữa trời cao, giống như một ngọn núi lửa to lớn đột nhiên phun trào. Sóng nhiệt ngập trời, liệt diễm như thủy triều. Ngọn lửa màu vàng óng bao phủ cả khung trời, tùy tiện xua tán đi hàn băng đang ngưng tụ. Linh văn của Khương Phàm biến đổi đến thiên phẩm, liệt diễm chính thức biến đổi đến chu tước yêu hỏa, từ thánh hỏa biến thành thiên hỏa, nhiệt độ đã cực kỳ nóng bỏng, hỏa diễm càng là ẩn chứa yêu khí bá đạo. Đường Tư Đồ lập tức phát giác được nguy hiểm, lấy cực hàn băng phách khống chế khí lạnh, vậy mà lại bị tùy tiện xua tán đi. Hắn quả quyết kích thích linh lực toàn thân, lấy địa thế đầu gần như điên cuồng đánh ra luồng không khí lạnh, muốn mạnh mẽ áp chế liệt diễm. Nhưng, Khương Phàm đưa tay chỉ lên trời, bỗng nhiên nắm lại. Cuồn cuộn liệt diễm ngập trời đột nhiên bạo động kịch liệt. Phần thiên quyết, hoắc loạn thiên hạ. Từng luồng lực lượng hủy diệt ầm vang bộc phát ở sâu trong liệt diễm, còn hỗn tạp thêm vô số đóa hoa sen vàng, theo năng lượng hoắc loạn phóng thích, lít nha lít nhít dẫn bạo. Ầm ầm. Cả mảnh trời đều giống như đang sôi trào lên, không gian đều bị bóp méo, cùng với tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, tất cả luồng không khí lạnh đều bị chôn vùi.
Đường Tư Đồ bị đánh đến máu thịt be bét, rơi xuống ở trên đồng cỏ. Ta nói, hôm nay, tâm tình ta không tốt, ra tay hơi nặng, còn xin bỏ qua cho. Khương Phàm đi qua bên cạnh Đường Tư Đồ. Ngươi là thánh phẩm, ta là thiên phẩm. Ngươi là hàn băng, ta là hỏa diễm. Khiêu chiến ta. Muốn chết. Toàn trường yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt. Tình huống đây là như thế nào? Còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Nói đùa sao? Đường Tư Đồ khổ tu 7 năm, bước lên cao giai linh hồn cảnh trước tất cả đại tân sinh bọn hắn, càng triệt để dung hợp cực hàn tinh phách, thăng hoa phẩm cấp linh văn, thực lực cường đại, đã có tư thái dẫn dắt toàn thành. Sự cường đại của hắn đã xâm nhập lòng người. Làm sao có thể gánh không được một kích tùy ý của Khương Phàm? Ngay cả Kiều Linh Vận đứng trước cửa phủ đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm đang đi tới. Dễ dàng như vậy sao? Nàng đã cùng Đường Tư Đồ đọ sức qua rất nhiều lần, đều là thế lực ngang nhau, nàng biết rõ Đường Tư Đồ cường đại, làm sao có thể đánh không lại một chiêu của Khương Phàm. Bên ngoài đỉnh núi hơn 30 dặm, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đứng ở chỗ này. Bọn hắn kích thích Đường Tư Đồ khiêu chiến Khương Phàm, là muốn nhìn Khương Phàm trưởng thành ra sao, sau khi đánh xong thuận tiện nghĩ cách xem mục đích hắn trở về. Kết quả, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thấy rõ ràng chưa? Tam hoàng tử khó có thể tin, đây chính là Đường Tư Đồ. Sau khi bọn người hoàng phủ chính thiên, Tô Cao Nghĩa chết, hắn đã trở thành nhân vật thủ lĩnh trong đại tân sinh, làm sao có thể bị một chiêu đánh bại? Đại hoàng tử chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Đừng nói thấy rõ ràng, hắn đều chưa có bắt đầu chăm chú nhìn đây. Có phải hắn đã dùng vũ khí gì hay không? Tam hoàng tử cảm giác khẳng định có vấn đề. Ta đi chiếu cố hắn. Đại hoàng tử ngăn cản nói. Tình thế hoàng thành bây giờ, chúng ta không nên nhúng tay bất cứ chuyện gì ở giữa các đại gia tộc. Thế nhưng, xem tiếp đi. Trước cửa phủ, hoàng phủ Nguyệt Thiền kịp phản ứng, chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Khương Phàm, ngươi là tên gia hỏa hèn hạ, ngươi giở trò lừa bịp. Quá không biết xấu hổ. Vậy mà dám ở ngay trước mặt nhiều người bọn hắn như vậy, vận dụng sát khí. Đây là coi bọn họ là đồ đần sao? Mục Vân Phi cũng liên tiếp hoàn hồn. Giở trò lừa bịp. Khương Phàm dùng vũ khí đặc thù nào đó sao? Không sai, khẳng định là như thế. Mục Vân Hải ho nhẹ vài tiếng. Khương huynh, chúng ta không oán không thù, vì sao lại coi chúng ta là thiểu năng trí tuệ? Có vấn đề gì không? Khương Phàm đi đến trước cửa phủ, quay người giằng co với các đệ tử hoàng thành. Đường Nguyên Bá tra xét thương thế của Đường Tư Đồ, sắc mặt âm trầm. Chúng ta đặc biệt đến hoan nghênh ngươi, còn mời ngươi luận bàn võ pháp, cho ngươi đủ mặt mũi, vậy mà ngươi vụng trộm sử dụng vũ khí, có phải quá phận rồi hay không? Khương Phàm ha ha cười. Tay của ta, chính là vũ khí của ta, toàn thân ta cũng đều là vũ khí. Chẳng lẽ còn muốn ta đứng bất động đấy, mặc cho các ngươi đánh? Ta đánh với ngươi, đường đường chính chính, quang minh chính đại đánh. Đường Nguyên Bá đứng dậy, thân thể hùng tráng dần dần phồng lên, linh văn thức tỉnh, hấp thu thổ nguyên lực cùng hỏa nguyên lực mênh mông. Hắn bây giờ là một trong năm vị trí tôn thánh phẩm của đại tân sinh cổ hoa. Có thể trước 30 tuổi đạt tới trình độ này, thật đúng là nên cảm tạ Khương Phàm. Nếu như không phải Khương Phàm biểu hiện phách lối tại thi đấu bài vị, tài nguyên đường ra chuẩn bị đầu tiên đều sẽ trút xuống đến trên thân Đường Tư Đồ. Mà sẽ không giống như bây giờ, tận hết sức lực bồi dưỡng hai người bọn họ. Hắn cũng không có để trong tộc thất vọng, thành công biến đổi trước 30 tuổi. Khương Phàm, tiếp chiến. Đường Nguyên Bá hét to. Cao giai linh hồn cảnh, chí tôn thánh phẩm, nguyên tố linh văn của hắn đã trở nên cường đại chưa từng có. Giờ khắc này cướp đoạt nguyên lực vậy mà lại có thể tác động đến mấy ngàn thước dưới mặt đất, ảnh hưởng đến đám cháy dưới mặt đất Kiều gia. Mênh mông thổ nguyên lực mãnh liệt lao tới, hỏa nguyên lực sao động từ đám cháy dưới đất sông ra. Hai nguồn năng lượng giống như con sông lao nhanh, không ngừng liên tục tràn vào thân thể Đường Nguyên Bá. Cơ thể Đường Nguyên Bá phồng lên, kịch liệt vặn vẹo, hai loại năng lượng còn đang bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành dung nham, treo đầy khắp người, càng ngày càng dày nặng. Rất nhanh, Đường Nguyên Bá đã hóa thân người dung nham khổng lồ 20 mét, ầm vang đứng dậy. Cùng hỏa nguyên lực và thổ nguyên lực giữa thiên địa cộng minh mãnh liệt. Đánh! Đám người toàn bộ đều nhấc lên tinh thần, cao giọng la lên.
Đường gia bây giờ đã là gia tộc có tiềm lực nhất hoàng thành, hai đại chí tôn thánh văn để bọn hắn mở mày mở mặt, khí thế còn siêu việt hơn Kiều gia hay Hoàng phủ gia. Đại đa số người gắt gao tiếp cận Khương Phàm, muốn nhìn hắn dùng đã vũ khí đặc thù gì. Khương Phàm, tiếp ta một quyền. Đường Nguyên Bá phóng tới, đất rung núi chuyển, thanh thế kinh hồn, hắn mang theo quả đấm to lớn, năng lượng dung nham toàn thân đều hội tụ về nắm đấm, thân thể hùng tráng giống như là mô giới sâu chuỗi nắm đấm cùng đại địa. Khương Phàm mở hai tay ra, lù lù bất động. Cho đến khi Đường Nguyên Bá tới gần, trong chốc lát, liệt diễm từ dưới chân mãnh liệt phóng ra, xen lẫn thành pháp trận phức tạp, quét sạch hơn ngàn mét trước cửa Kiều gia. Pháp trận mạnh mẽ, kim quang ngập trời, bên trong tràn ngập từng tia huyết khí, diễn biến thành hình dáng chu tước. Sau một tiếng gáy to, pháp trận tăng vọt uy thế, khí lãng bao phủ Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá bằng vào chí tôn linh văn khống chế năng lượng cường thế, ngang nhiên xung kích về đằng trước. Nhưng, hắn rất nhanh đã phát giác được vấn đề, dung nham ngưng tụ toàn thân vậy mà lại nhanh chóng bốc hơi, mặc cho linh văn khống chế thế nào cũng đều không thể áp chế, không ngừng liên tục biến thành hỏa nguyên lực, thổ nguyên lực, hội tụ về pháp trận dưới chân Khương Phàm. Mà, pháp trận lại còn cắt đứt cảm ứng của hắn cùng linh lực đại địa, thật không thể tưởng tượng nổi. Thân thể cao hơn 20 mét của Đường Nguyên Bá nhanh chóng tan rã. Từ xa nhìn lại, tựa như là người dung nham khổng lồ đang nóng chảy. Tràng diện rung động để toàn trường ngây ra tại chỗ. A, à, Đường Nguyên Bá giãy giụa kịch liệt, nhưng cũng không có bối rối. Nếu không cách nào điều động năng lượng bên ngoài, vậy vận dụng linh lực khí hải càng tinh khiết hơn, càng cường hãn hơn. Ầm ầm, hai loại năng lượng va chạm vào nhau tại khí hải, mãnh liệt lao ra, ngưng tụ thành dung nham cường đại, một lần nữa bao trùm thân thể. Nhưng, uy thế pháp trận lại càng ngày càng mạnh, dung nham vừa mới ngưng tụ đảo mắt đã bị cướp đoạt. Không chỉ có như vậy, linh lực trong khí hải hắn đều giống như đang nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu không ngừng liên tục tuôn ra. Không thể nào, a a a, không thể nào. Đường Nguyên Bá chấn kinh, đây là lĩnh vực sao? So với hỏa táng lĩnh vực hắn nghiên cứu càng đáng sợ. Khương Phàm mở rộng thân thể, lù lù bất động. Chỉ có linh văn khống chế, chu tước quy nguyên thuật, cường thế cướp đoạt năng lượng của Đường Nguyên Bá. A à, Đường Nguyên Bá điên cuồng lao về phía trước, dậm chân phóng tới, mang theo nắm đấm hung hăng đánh tới Khương Phàm. Cự ly 100 mét, không xa không gần. Nhưng, Đường Nguyên Bá đang nhanh chóng, nóng chảy, hình thể càng ngày càng nhỏ, khí thế càng ngày càng yếu. Khi hắn xông qua 100 mét, linh lực toàn thân đã kịch liệt tiêu hao, cơ hồ không còn thừa bao nhiêu. Thân thể cao lớn, nhanh chóng khô quắt, trở lại hình dạng bình thường. Đường Nguyên Bá vung lên nắm đấm dung nham, trước khi chạm đến Khương Phàm liền triệt để dập tắt. Ầm ầm, pháp trận oanh minh, phóng lên tận trời, mang theo toàn bộ năng lượng thôn phệ, phóng lên trời. Sau đó dưới diễn dịch xoay tròn của pháp trận, ngưng tụ thành quả cầu năng lượng to như nắm tay, lẳng lặng lơ lửng ở trên không. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Vô số người gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu năng lượng cao vút. Chỉ có kích cỡ tương đương bàn tay, lại hội tụ toàn bộ linh lực linh hồn cảnh thất trọng thiên của Đường Nguyên Bá đây, lại còn là chí tôn thánh phẩm thất trọng thiên. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một khi quả bóng năng lượng như vậy dẫn bạo, sẽ có lực bạo tạc kinh khủng đến cỡ nào. Rất nhiều người không tự chủ được liền lui bước về sau. Đường Nguyên Bá dữ tợn, duy trì tư thế vung mạnh quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Nhưng, nắm đấm cuối cùng vẫn không có luân quá đi. Ta đứng không nhúc nhích, ngươi, còn giống như không được. Khương Phàm thản nhiên một câu, sau đó lại nhấc hai tay ngang chỉ lên trời vẩy một cái. Quả cầu năng lượng trên không trung ầm vang bạo tạc, giống như là trong chốc lát thả ra biển lửa đầy trời, quét sạch trời cao hơn 3.000 mét, hóa thành mưa lửa, đổ xuống trước cửa Kiều gia. Đây là lĩnh vực gì? Đường Nguyên Bá khó mà chấp nhận được. Chí tôn thánh phẩm, hắn chính là chí tôn thánh phẩm, lại có lực lượng lĩnh vực có thể không nhìn linh văn của hắn, tùy ý cướp đoạt năng lượng từ trong khí hải của hắn. So với ngươi thì mạnh hơn một chút. Khương Phàm nhìn đám tử đệ hoàng thành, nói. Ai còn muốn thử, nếu như không có thất trọng thiên, ngũ trọng thiên lục trọng thiên có thể cân nhắc cùng tiến lên. Một câu này lập tức chọc giận tâm cao khí ngạo của đám tử đệ hoàng tộc, nhưng Khương Phàm đánh bại hai vị đỉnh cấp thiên tài Đường gia như vậy dễ dàng. Quả thật đã làm cho bọn hắn chấn kinh.
Đây lại là vũ khí. Đây rõ ràng là võ pháp. Nhưng, hai vị chí tôn thánh phẩm, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Bọn hắn thật sự khó mà tiếp nhận được. Trong 7 năm qua Khương Phàm đều đã trải qua những gì, giống như so với trước đó càng mạnh hơn, càng cuồng hơn. Đùng, đùng đùng. Đại hoàng tử vỗ tay, từ đằng xa trong cánh rừng đi tới. Đại điện hạ. Đệ tử các tộc nhao nhao hành lễ, vẻ mặt rõ ràng đã nhiều hơn mấy phần kính sợ đã từng không có. Chúc mừng Khương công tử. Đại hoàng tử một mực vỗ tay, cũng nhìn chằm chằm vào Khương Phàm. Tam hoàng tử theo sát ở phía sau, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không phải đã nói yên lặng theo dõi sao, sao lại đột nhiên đi tới. Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt đại hoàng tử. Ta có gì để phải, ngược lại là ta hẳn nên chúc mừng đại hoàng tử, hiệp trợ nhân hoàng thành công ổn định cục diện cổ hoa, lại làm cho các tộc quy tâm. Là hoàng thất cổ hoa, ổn định cổ hoa chỉ là làm tận trách nhiệm, không đáng ca ngợi. Ngược lại là Khương công tử, thật cần mà chúc mừng một phen. Vì sao? Khương công tử rời khỏi 7 năm, vậy mà lại đã sáng tạo ra kỳ tích. Kỳ tích gì? Đệ tử các tộc đều kinh ngạc nhìn Khương Phàm, chẳng lẽ có bọn hắn không biết chuyện sao? Ngay cả Kiều Linh Vận và những người của Kiều gia đều nổi hứng tò mò. Khương Phàm cười nhạt. Đại điện hạ chú ý tới. Hổ thẹn, vừa mới chú ý tới. Vẻ mặt đại hoàng tử phức tạp. Đại ca, chuyện gì? Tam hoàng tử ở bên cạnh đều không hiểu thấu, chú ý tới cái gì rồi? Thiên phẩm. Cái gì thiên phẩm? Đại hoàng tử nói rất nhẹ, nhưng lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn trường. Thiên phẩm linh văn. Ai? Tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Chúc mừng Khương công tử, phá vỡ gông cùm xiềng xích đại đạo, lấy thánh phẩm tiến thiên phẩm. Kỳ tích như vậy, cổ kim hiếm thấy. Tại thời điểm Khương Phàm phóng thích pháp trận đại hoàng tử đã nhận ra vấn đề, trong quá trình đến gần, tra xét rõ ràng, rốt cuộc cũng đã xác định được. Cái tên nhà quê điên cuồng này đã biến đổi linh văn, từ thánh phẩm bước vào thiên phẩm. Thiên phẩm linh văn, bao gồm cả bọn người Kiều Linh Vận đang ở bên trong, đều hai mặt nhìn nhau, đầu tiên cảm giác là kinh ngạc, hoang đường, ngay sau đó thì là chấn kinh thật sâu. Thánh phẩm linh văn còn có thể biến đổi đến thiên phẩm linh văn. Không phải ở giữa phẩm cấp linh văn không cách nào vượt qua sao? Ban đầu thức tỉnh cái gì, cả đời chính là cái đó, không cách nào thay đổi được. Chỉ có thánh phẩm bởi vì quá phức tạp, nên mới chia làm ba vấn đề là càn nguyên, đại thừa, chí tôn, sẽ được các loại cơ duyên và tài nguyên trồng chất, thực hiện tăng lên nội bộ thánh phẩm, nhưng cũng chỉ có truyền nhân cường tộc đại phái đỉnh cấp mới có thể làm đến. Bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua ở giữa phẩm cấp khác nhau còn có thể vượt qua được. Cái này hoàn toàn đã lật đổ hết thảy nhận biết của bọn hắn. Khương Phàm giới thiệu sơ lược. Ngẫu nhiên lấy được cơ duyên, kích phát huyết mạch thú văn, lấy huyết mạch kích thích linh văn, thực hiện biến đổi. Ha ha, rất may mắn. Đây cũng không phải là may mắn, đây là được ông trời chiếu cố. Đại hoàng tử đã được Khương Phàm khẳng định, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Chính là bởi vì hắn cũng là thiên phẩm nên mới biết được chênh lệch giữa thánh phẩm cùng thiên phẩm. Cùng loại gông cùng xiềng xích không thể vượt qua kia. Thiên phẩm linh văn thậm chí là biểu tượng hoàng quyền chí tôn cấp trong hoàng triều. Người chỉ có thức tỉnh thiên phẩm linh văn mới có thể được ước vạn con dân tán thành, được bọn họ cung phụng như thánh linh, có tư cách dẫn dắt hoàng triều phát triển, uy hiếp trong ngoài hoàng triều. Khương Phàm, vậy mà lại nghịch tập đến thiên phẩm, cái này không khác nào nghịch thiên cải mệnh. Đường Nguyên Bá cùng Đường Tư Đồ gian nan thức tỉnh đều trầm mặc. Thánh phẩm khiêu chiến thiên phẩm, không khác nào tự rước lấy nhục, cho dù bọn họ có là chí tôn thánh phẩm. Trong 7 năm, bọn hắn đều điên cuồng tu luyện, đều nghĩ có thể siêu việt hơn Khương Phàm, không nghĩ tới khi gặp lại lần nữa, bọn hắn thậm chí ngay cả tư cách khiêu chiến Khương Phàm cũng không có. Loại cảm giác bị thất bại này để bọn hắn đột nhiên có sự vô lực không cách nào nói rõ. Khương Phàm nói, ta vừa trở về, còn có chút chuyện phải xử lý. Hôm nào đến hoàng cung bái phỏng đại điện hạ. Hẹn thời gian. Đại hoàng tử thật muốn cùng Khương Phàm giao lưu một phen. 2 tháng sau. Lâu như vậy. 2 tháng này cần phối hợp Kiều gia luyện đan. Vậy liền 2 tháng sau. Sau khi đại hoàng tử và đám người rời khỏi, tin tức Khương Phàm, nghịch thiên cải mệnh, thánh phẩm biến đổi đến thiên phẩm, nhanh chóng truyền khắp hoàng thành, gây nên oanh động to lớn.
Loại chuyện này mặc dù không đến mức hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy. Bây giờ lại xuất hiện ở bên cạnh họ, mà còn phát sinh ở thời đại này. Khương Phàm tiến vào thiên phẩm, mang ý nghĩa tương lai cực hạn sẽ đạt tới cảnh giới thánh linh, cũng mang ý nghĩa Kiều gia sẽ ngồi ổn tại vị trí đầu tiên của cửu đại gia cổ Hoa. Bọn hắn thật sự quá rung động, quả nhiên là nhân vật phong vân, vừa mới trở về mà đã liền náo ra oanh động lớn như vậy. Nội bộ Kiều gia cũng càng oanh động kịch liệt, người con rể này mang đến cho chúng ta vinh quang vô tận, sau đi 7 năm, lần nữa sáng tạo kỳ tích, chấn hưng uy thế Kiều gia. Ngay cả bọn người Kiều Vạn Niên đều phấn chấn không thôi, trước tiên muốn tìm Khương Phàm hỏi thăm tình huống, càng muốn làm đại hội ăn mừng. Chỉ là sau khi Khương Phàm trở lại Kiều gia liền mình nhốt vào trong tổ tư. Hình nhi, ta đã trở về. Khương Phàm nắm lấy hoàn hồn thạch, lặp đi lặp lại gọi tên linh hồn đã mệt mỏi của nàng. Kiều Hinh bây giờ khẳng định là đã đến cực hạn, linh hồn cũng đều đang phiêu hốt suy yếu. Khương Phàm nhất định phải cho nàng cổ vũ, cho nàng hy vọng, để nàng có thể kiên trì xuống. Đợi thêm 2 tháng, ta sẽ mang nàng rời khỏi. Chúng ta đến phương Nam, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. 2 tháng, rất nhanh, rất nhanh. Nhìn thêm. Trước khi đi, ta sẽ để cho cổ Hoa Hoàng Thành mất hết thể diện ở trước mặt toàn bộ quần hùng phương Bắc, trả lại nỗi khuất nhục bị buộc chịu chết ngàn năm trước cho nàng. Trước khi đi, ta sẽ chuẩn bị một món lễ lớn cho cổ Hoa Hoàng Thành. Đốt 300 dặm cung điện đó, bồi thường cho nàng nỗi khổ ngàn năm trong quan tài thủy tinh. Trước khi đi, ta sẽ giết một thánh nhân, lấy thánh huyết tế thiên, vì nàng, tiễn đưa đề phương Nam. Khương Phàm thì thào khẽ nói, cẩn thận từng ly từng tí sửa sang tóc dài khô cạn của Kiều Hinh. Sau mười mấy ngày đã tập hợp đủ vật liệu thiên địa tạo hóa đan. Khương Phàm khai đỉnh luyện đan ở trong u cốc. Thiên địa tạo hóa đan có thể siêu việt hơn đa số đan dược lục phẩm. Đứng hàng chuẩn thánh phẩm, chủ yếu là bởi vì nó có một công hiệu vô cùng bá đạo, kích phát tiềm lực. Có thể trong thời gian rất ngắn kích phát tiềm lực đến cực hạn, từ thể chất, linh văn, linh nguyên, thậm chí linh hồn, tăng lên toàn diện, để cho người đó có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cảnh giới lên. Bởi vì hiệu quả quá mạnh, chỉ có thể thích hợp với linh hồn cảnh hậu kỳ, là lựa chọn tuyệt hảo để linh hồn cảnh lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên. Về sau sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng linh hồn cảnh bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên trưởng thành, hơn nữa còn sẽ không để lại bất cứ một mảnh tai họa ngầm nào. Mà viên đan dược chuẩn thánh phẩm thứ 5, Kim Dương Cửu Huyền Đan là loại đan dược luyện thể. Đối với thú linh văn, võ giả loại huyết mạch tử phủ này, Kim Dương Cửu Huyền Đan tuyệt đối là đan dược tha thiết ước mơ. Bởi vì nó có thể cải thiện thể chất cực lớn, khỏe mạnh gân cốt. Sau khi ăn vào, toàn thân tựa như là bị rơi vào trong lò nung. Cái gọi là cửu huyền, chính là 9 lần dung luyện. Dược hiệu một lần so với một lần lại càng mãnh liệt, càng khủng bố hơn. Vượt qua một lần, thể chất tăng lên một tầng, vượt qua 9 lần, thể chất tăng lên gấp 9. Nhưng dược hiệu của Kim Dương Cửu Huyền Đan quá mãnh liệt, nếu như ý chí không kiên định, hoặc là thể chất bản thân quá yếu, khả năng người đó gánh không được mấy lần dược hiệu liền sẽ tự bạo mà chết. Cho nên, muốn dùng Kim Dương Cửu Huyền Đan, cần thỏa mãn 3 điều kiện, đầu tiên là thú linh văn, thứ hai là cao giai linh hồn cảnh, thứ ba là có thể tùy tiện đánh ra trăm vạn cực cảnh, điều kiện càng phù hợp, hy vọng kiên trì đến cuối cùng càng lớn. Khương Phàm hết sức chăm chú, trầm tâm tĩnh khí, cẩn thận khống chế đỉnh lô. Đan Hoàng làm bạn toàn bộ hành trình, tùy thời giải đáp nghi vấn của Khương Phàm, trợ giúp hắn giải quyết các loại ngoài ý muốn trong quá trình luyện chế, tích lũy kinh nghiệm. Khương Phàm cố gắng luyện chế đan dược, nhưng không có nóng lòng cầu thành, càng để ý quá trình, không hề từ bỏ thời khắc xử lý bất cứ chỗ ngoài ý muốn nào. Có Đan Hoàng chỉ đạo, Khương Phàm luyện chế một viên đan dược, kinh nghiệm tích lũy hoàn toàn có thể bù đắp được 3-4 viên mà người khác luyện. Trước sau 1 tháng, được Kiều gia cùng ác nhân cốc cố gắng siêu tập, tổng cộng tập hợp hoàn chỉnh vật liệu luyện 3 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Nhưng đây cũng là cực hạn, dù sao cũng là đan dược chuẩn thánh phẩm. Dược liệu đặc thù nào đó lại vô cùng hiếm thấy. Khương Phàm tìm tới Kiều Vạn Niên. Giải tin tức ra toàn thành, cùng các tộc phương Bắc cho ta. 1 tháng sau, cũng chính là ngày 18 tháng 6, ta sẽ ở diễn võ trường lớn nhất cổ Hoa, công khai luyện đan. Do các phương cung cấp dược liệu, ta tự mình luyện chế. Luyện chế cần có 3 điều kiện. Đầu tiên, ta chỉ tiếp thụ đan dược chuẩn thánh phẩm,
theo thứ tự là Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, cùng Thiên Địa Tạo Hóa Đan, Kim Dương Cửu Huyền Đan. Thứ hai, nếu như ta luyện thành, đan dược thuộc về ta. Nếu như ta thất bại, dùng một viên Cấm Nguyên Châu làm bồi thường. Thứ ba, nếu như ta thất bại vượt qua 5 lần, sẽ hướng toàn bộ phương Bắc, công bố phương thuốc đan dược Trường Sinh Đan cấp thánh phẩm, cùng với thuật luyện đan chính xác. Biểu hiện của Kiều Vạn Niên trở nên đặc sắc. Tiểu tổ, ngài luyện đan, chuẩn thánh phẩm, chính là ta, trong tay các gia tộc hẳn là còn có dược liệu, chỉ là bọn hắn không nguyện ý lấy ra. Dùng biện pháp này, hẳn là có thể có hiệu quả. Coi như bọn hắn không có, vì Cấm Nguyên Châu, cũng sẽ cố gắng siêu tập. Thế nhưng, dựa theo ta nói mà làm, huyên náo càng oanh động càng tốt. Thông báo tiếp Khương Diễm, thông qua thế giới dưới đất, tuyên truyền đến phương Bắc, nháo chuyện đến lớn nhất cho ta. Ngày 18 tháng 6 ấy, ta muốn tất cả ánh mắt, toàn bộ tụ tập đến trên người của ta. Khương Phàm muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhất là Hoàng Thất. Hắn muốn tập kết hơn phân nửa dược liệu phương Bắc, tiến hành hành động cướp đoạt đan dược, chuẩn thánh phẩm, một lần. Hắn muốn danh tiếng thiên phẩm luyện đan sư hắn, đánh về phương Bắc, hình thành uy hiếp. Hắn càng phải tại thời khắc náo động nhất, để ác nhân cốc và Kiều gia, toàn thể di chuyển. Tin tức vừa ra, đã đưa tới oanh động có thể nghĩ, ngay cả ác nhân cốc nơi đó đều liên tục phái người đến xác minh tin tức. Chết tiệt, ta đều đã quên, Khương Phàm vẫn là luyện đan sư. Đến thật sao, ta cho rằng hắn sau khi chơi với lửa, tùy tiện luyện một chút đan trang bức câu dẫn nữ hài tử để dùng, không nghĩ tới lại chơi ác đến như vậy. Nếu hắn là luyện đan sư liền hẳn phải biết độ khó của luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Chỉ với hắn là thật muốn luyện đan, hay có âm mưu gì khác? Ta biết vị tiểu gia này trở về thì sẽ rất náo nhiệt, nhưng ta quả thực không nghĩ tới, lại muốn luyện chế số lượng lớn đan dược chuẩn thánh phẩm như thế. Ta bội phục hắn có thể biến đổi đến thiên phẩm linh văn, nhưng chuyện luyện đan này, xác thực đã quá mức rồi. Toàn thành oanh động, tiếng nghị luận liên tiếp nổi lên khắp nơi, so với thời điểm truyền ra Khương Phàm là thiên phẩm linh văn trước đó còn muốn náo nhiệt hơn. Các gia tộc sau khi nhận được tin tức, đều cảm thấy hoang đường, ngay sau đó là hoài nghi trong này có âm mưu. Chuẩn thánh phẩm, còn luyện chế số lượng lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây không phải vô nghĩa sao? Trách không được thời tiết lại âm trầm, thì ra đầy trời đều là châu. Tuy nhiên, bọn hắn ngược lại cảm thấy rất hứng thú đối với Cấm Nguyên Châu. Mặc dù dược liệu cho đan dược chuẩn thánh phẩm vô cùng quý giá, đưa ra ngoài thực sự rất đáng tiếc, nhưng dược liệu lại có thể siêu tập, Cấm Nguyên Châu thì không phải lúc nào cũng có thể lấy được. Mà sau khi Tô gia biến mất, 5 viên Cấm Nguyên Châu trong tay Kiều gia kia liền thành tuyệt phẩm. Nếu Kiều gia nguyện ý lấy ra, bọn hắn sao có thể buông tha cơ hội? Cho nên, chuẩn bị dược liệu trước, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, Khương Phàm tuyên cáo như thế đã triệt để chọc giận các luyện đan sư trong Cổ Hoa Hoàng Thành. Bởi vì Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc, lại là tư thái trung lập, hoàn cảnh an toàn, cho nên nơi này tập kết số lượng lớn luyện đan sư. Trong đó đại cấp tông sư đừng đạt tới 53 vị, số lượng khá kinh người. Cấp bậc tông sư, hẳn là có 700-800 người. Chớ nói chi các luyện đan sư vấn đề khác. Hoang đường, sỉ nhục. Khương Phàm đây là đang mạo phạm luyện đan sư thần thánh. Đan dược chuẩn thánh phẩm là tiếp cận đan dược thánh đan, thần thánh, cường đại, nên rất được tôn trọng. Bọn hắn thảo phạt Khương Phàm tập thể, chẳng quan tâm ngươi là thiên phẩm linh văn, thánh phẩm linh văn gì, ngươi lăng mạ nghề nghiệp luyện đan sư này, chính là đối nghịch cùng luyện đan sư thiên hạ. Còn luyện chế số lượng lớn, đan thánh cũng không dám nói loại phách lối này đến không có giới hạn. Đan dược chuẩn thánh phẩm, không chỉ có dược liệu quý giá, rất khó tìm kiếm, mà quá trình luyện chế càng là khó khăn trùng điệp, mỗi viên đều cần chuẩn bị tỉ mỉ, thậm chí tắm rửa thay y phục, đốt hương tế trời. Nếu quả như thật dễ dàng luyện chế như vậy, đan dược chuẩn thánh phẩm tuyệt đối sẽ không bị nhao nhao đến giá trên trời. Càng cường tộc hơn thì đại tông sư càng sẽ không thể luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm mà coi là chân bảo. Khương Phàm nói ngoa luyện chế số lượng lớn, quả thực là đang đánh vào mặt của bọn hắn, nhục nhã thực lực của bọn hắn. Hoàng thất sau khi nhận được tin tức, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Có phải Khương Phàm có mục đích gì hay không? Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đi trong hoa huyền, thật sự rất khó hiểu.
Khương Phàm trước đó rất phách lối, khiến cho các phương mâu thuẫn, thật vất vả mới bởi vì thiên phẩm linh văn hình thành uy hiếp, mang theo kính sợ, kết quả lại náo lên sự kiện luyện đan, bị người khác xem như trò cười, bị luyện đan sư toàn thành chống lại. Rất nhiều luyện đan sư ngoan cố, bây giờ cũng đã đang vây lại trước cửa Kiều gia, phải giáo dục Khương Phàm thật tốt. Đại hoàng tử lắc đầu nói, ta không biết hắn mục đích gì, nhưng ta biết hắn cũng không phải người ngu. Nếu như hắn luyện đan thất bại, không, hắn khẳng định sẽ luyện đan thất bại. Đến lúc đó, chẳng phải là phải lấy ra toàn bộ cấm nguyên châu sao, còn phải công bố thuật luyện trường sinh đan. Tam hoàng tử cũng dao động ngẩng đầu lên. Đây rõ ràng chính là chuyện không thể nào, tại sao Khương Phàm lại phải làm, tại sao Kiều gia lại muốn phối hợp. Nếu như Khương Phàm không phải người ngu, hắn cảm giác hắn đều muốn thành đồ đần. Hấp dẫn lực chú ý. Trong đầu đại hoàng tử đột nhiên toát ra một suy nghĩ. Chuyện càng oanh động, các phương càng hiếu kỳ, đến lúc đó tụ tập càng nhiều người. Đại hoàng tử có thể tưởng tượng được, trải qua kích phát kéo dài một tháng, đến ngày 18 tháng 6 ấy, khẳng định toàn thành sẽ chú ý. Cũng tương đương với một mình Khương Phàm dắt lực chú ý toàn thành. Nếu như đến lúc đó Kiều gia, hoặc là ác nhân cốc, muốn làm chuyện gì, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt đại hoàng tử trở nên nghiêm trọng, càng nghĩ càng có khả năng. Cho ngươi thời gian một tháng, cần phải xúi dục Kiều Vạn Bình cho ta, lại an bài tai mắt tại ác nhân cốc, nhìn chằm chằm ác nhân vương. Đại ca, huynh nghĩ đến cái gì rồi? Rất có thể Kiều gia đang bí mật mưu đồ đại sự. Ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta đi gặp phụ hoàng trước. Thiên cung, cung chủ Đông Hoàng Thánh Kiệt, phó cung chủ Đông Hoàng Thánh Thương, đều đứng tại tầng cao nhất ở thiên cung, nhìn qua ngọn núi cao 5.000 mét, to lớn nguy nga của Kiều gia ở phương xa kia. Khương Phàm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt đã đưa tin tức của Đông Hoàng Như Ảnh đến thần giáo, nhưng một tháng trôi qua, nơi đó đến bây giờ vẫn đều không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn cũng lấy cung chủ thân phận liên hệ Nam Bộ Thiên Cung, muốn xác định phải chăng Khương Phàm có xuất hiện qua ở Nam Bộ, lấy được tin tức vô cùng khẳng định, không có. Khương Phàm chỉ đơn giản là hấp dẫn lực chú ý như thế thôi sao? Đông Hoàng Thánh Thương thông minh cơ trí, một mực giúp Đông Hoàng Thánh Kiệt chú ý cổ hoa, nhưng hôm nay lại bị một hài tử làm cho hồ đồ rồi. Loại cảm giác này lại tái hiện. Khương Phàm đang khống chế Kiều gia, Kiều gia đối với hắn nói gì nghe nấy. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhẹ giọng nói nhỏ. Nửa đời của hắn đều ở cổ hoa, đối với các đại gia tộc cổ hoa, nhất là gia chủ, đều vô cùng hiểu rõ. Kiều Vạn Niên là một người vô cùng kiêu ngạo, cũng rất khôn khéo, có lòng dạ, làm sao có thể tùy ý để Khương Phàm khống chế Kiều gia. Trong này vô cùng có khả năng có liên quan với bí mật thân phận Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm ơi Khương Phàm, rốt cuộc ngươi là ai? Thần giáo nơi đó cũng không thể cho một cái đáp án sao, cho dù là ám chỉ. Đông Hoàng Thánh Thương nói, Kiều gia cùng ác nhân cốc có thiên ti vạn lũ liên quan, chúng ta đều đã tra được, Hoàng thất hẳn là cũng tra được. Khương Phàm không kiêng nể gì mà gây nên oanh động như thế, rất dễ dàng để cho Hoàng thất phóng xuất ra tín hiệu nguy hiểm. Hắn không sợ biến khéo thành vụng. Thế cục cổ hoa đã bị nhân hoàng khống chế, lúc này gây sự không khác tự chịu diệt vong. Nếu như Khương Phàm không có kế hoạch khác, thì chính là ném Kiều gia tới trong hố lửa. Cần an bài Như Ảnh đến giám sát Khương Phàm không? Không nên mạo hiểm, ta luôn cảm giác Kiều gia nơi đó có một lực lượng thần bí. Vậy chúng ta sắp xếp người tiếp cận Kiều gia, cũng tiếp cận ác nhân cốc, từ hôm nay trở đi liền tiếp cận. Nếu như Khương Phàm thật muốn gây sự, chưa hẳn thật sự là tại ngày 18 tháng 6 ấy, có khả năng là sẽ sớm, cũng có khả năng sẽ chỉ hoãn. Trong u cốc, Kiều Vô Hối quỳ gối nơi thạch điện, tầm mắt buông xuống, vẻ mặt ảm đạm. Trước đó hắn đều là quỳ gối bồi tiếp bên cạnh quan tài thủy tinh của mẫu thân. Hắn không thể nào thay mẫu thân chia sẻ đau đớn, chính là sai lầm. Hắn không cách nào cứu vớt mẫu thân, càng là tội lớn. Hắn, chỉ có quỳ mới có thể để cho trong lòng dễ chịu hơn chút. Bây giờ phụ thân trở về, hắn lại yên lặng quỳ gối ở bên ngoài. Lão tổ, ngài tìm ta. Kiều Anh Tung đi đến trong u cốc, vừa muốn hành lễ, lại nhìn thấy lão tổ quỳ ở đó, hắn cũng cuống quýt quỳ xuống, lấy đầu chụp xuống đất. Cho ngươi thời gian một tháng, cẩn thận giải trừ phong ấn đám cháy dưới mặt đất. Mỗi ngày một chút, khống chế phân tắc,
không được gây nên bất cứ vấn đề nào. Giải trừ phong ấn, ba tượng đá dưới mặt đất kia. Ta nói chuyện, ngươi làm việc. Đúng đúng đúng. Kiều Anh Tung tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Ngươi có một hài tử, tên Kiều Vạn Bình. Vâng, ta, trưởng tử. Có người nói với ta, gần đây cảm xúc của hắn không quá ổn định. A, à, Kiều Anh Tung kinh ngạc ngẩng đầu. Lão Tổ Tông vậy mà lại quan tâm tới con của hắn rồi. Trong này có thâm ý gì sao? Ta sớm chào hỏi với ngươi. Phản bội gia tộc, tội chết, sau khi chết thu hồi họ Kiều, không được vào tổ từ, không được lập bài vị. Nếu vì gia tộc hy sinh, là trở thành anh linh, có thể nhập gia phả. Kiều Vô Hối bình thản nói một câu để mặt mũi Kiều Anh Tung lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Kiều Vạn Bình muốn phản bội gia tộc. Làm sao Lão Tổ Tông mà biết được? Kiều Anh Tung ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lão Tổ một chút, còn muốn hỏi thêm, nhưng do dự mãi, vẫn cung kính lui ra. Phụ thân! Kiều Vạn Bình từ trên giường bừng tỉnh, cuống quýt đứng dậy, rất cung kính thi lễ một cái đối với Kiều Anh Tung không biết xuất hiện từ lúc nào. Giữa ban ngày, uống rượu, còn uống tới như vậy. Kiều Anh Tung ngồi ở trong bóng tối, mặt không thay đổi nhìn Kiều Vạn Bình. Trong thương hội không có việc gì, nên ta cùng mấy bằng hữu tụ tập. Kiều Vạn Bình lộ ra nụ cười theo thói quen. Ngươi cũng là người tu võ, có thể hét thành như thế này, uống rượu. Ha ha! Kiều Vạn Bình cười theo, lại không nói nhiều. Kiều Anh Tung nhìn Kiều Vạn Bình vừa quen thuộc vừa xa lạ, ánh mắt lóe lên mấy phần phức tạp. Kiều Vạn Bình vẫn không nói lời nào, chỉ là đang ở kia mỉm cười. Nhìn thành thật, rất thuận theo, cũng rất giả dối. Sau một trận trầm mặc kiềm chế, Kiều Anh Tung nói. Qua 7 ngày nữa chính là ngày giỗ của mẫu thân ngươi. Nụ cười trên mặt Kiều Vạn Bình có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chính ta sẽ thu xếp tốt, không làm phiền phụ thân. Kiều Anh Tung nói. Hận ta không? Kiều Vạn Bình trừng mắt lên nhìn, lại tranh thủ thời gian rủ xuống. Phụ thân nói quá lời, ta sao có thể hận phụ thân? Hận Kiều gia không? Phụ thân đang nói gì vậy chứ? Nếu như không phải tộc trưởng Khai Ân, mời ta trở về, còn để cho ta tiếp quản thương hội Kiều gia, khả năng bây giờ ta còn ở bên ngoài lang thang, chỉ sợ sống cũng không bằng một con chó. Kiều Vạn Bình mỉm cười nói xong, trong lòng lại bổ sung câu, ta bây giờ rất tốt. Sống tựa như một con chó. Khai Ân, một con chó. Kiều Anh Tung lắc đầu, từng câu từng chữ đều lộ ra bất mãn. Vạn Bình, ta tình nguyện nghe được ngươi nói hận Kiều gia. Hận ta năm đó vứt bỏ mẫu thân ngươi, hận quá lâu mới mời ngươi về. Mẫu thân ngươi chết, để cho ngươi trở thành cô nhi, lưu lạc ở bên ngoài hơn 10 năm, nhận hết trắc trở. Ngươi về tới đây, lại trở thành trò cười của gia tộc, bị người trong bóng tối đâm cột sống. Hưởng thụ địa vị nhìn như cao quý, nhưng lại trải qua cuộc sống sợ đầu sợ đuôi. Ngươi hận tất cả mọi người nơi này, hận hết thảy mọi thứ ở nơi này. Đáy mắt Kiều Vạn Bình hiện lên từng tia sắt lạnh, nhưng vẫn lộ ra thể hiện sợ hãi, quỳ trên mặt đất. Phụ thân, ngài hiểu lầm ta rồi, Kiều Vạn Bình ta chưa từng hận qua bất cứ kẻ nào. Trong lòng ngươi có hận, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi thật không nên hận tất cả mọi người, bao gồm cả ta. Mẫu thân ngươi khi đó chọn rời khỏi là lựa chọn sáng suốt nhất. Xuất thân của ngươi, cùng linh văn của ngươi nhất định không thể nào quá mạnh, nếu như ở lại nơi này, sẽ chỉ nhận chỉ trích, bị người khác nhục nhã, sự phát triển của ngươi cũng sẽ trở nên phức tạp. Đây là phiền não của đại gia tộc. Mẫu thân ngươi rời khỏi, là vì cho ngươi một hoàn cảnh sinh sống an toàn lại thoải mái. Ta thả mẫu thân ngươi rời khỏi là đã cùng mẫu thân ngươi làm ước định, chờ ngươi không buồn không lo. Sau khi trưởng thành đến 10 tuổi, lại về Kiều gia. Ta không tiếp tục đi tìm mẫu thân ngươi là bởi vì ta ở bên ngoài đã an trí gia nghiệp cho các ngươi, an bài 12 vị thị vệ. Những tiền tài kia, đầy đủ các ngươi sinh sống giàu có, những thị vệ kia càng biết ở trong bóng tối bảo vệ các ngươi. Nhưng trận ngoài ý muốn kia tới quá đột ngột, mẫu thân ngươi chết rồi, thị vệ cũng đã chết. Ta lúc ấy cũng cho rằng ngươi cũng đã chết, sau khi Kiều Vạn Niên ngươi tìm trở về. Không hề có ý tứ nhục nhã, hắn bình thường đối với ngươi là tôn trọng, cũng không phải làm ra vẻ. Ngươi đã ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, nếu như ngay cả cái này cũng đều không thấy rõ, thì thực sự không nên. Phụ thân, ngài thật hiểu lầm ta. Kiều Vạn Bình sợ hãi run rẩy. Chỉ là, hắn không có giải thích nhiều,
trên khuôn mặt càng hiện ra sự tàn nhẫn. An trí gia nghiệp, phái người bảo vệ. Ta trước đó còn tin tưởng lý do thoái thác này, nhưng ta từ nơi khác lấy được tin tức, căn bản không phải như vậy. Kiều Anh Tung đứng dậy, nhìn Kiều Vạn Bình quỳ trên mặt đất. Kiều Vạn Bình cúi đầu thật sâu, mặt cơ hồ đụng phải sàn nhà, không dám thở mạnh. Kiều Anh Tung nói, ta là thẹn với mẫu thân ngươi, cũng thẹn với ngươi. Nhưng nơi này là Kiều gia, là đại gia tộc trong hoàng tộc, có quá nhiều quy củ. Thân phận của ngươi, linh văn của ngươi, nhất định ngươi chỉ có thể hưởng thụ phú quý, không chiếm được những thứ khác. Nếu như ngươi thỏa mãn, cũng không có dã tâm gì, có thể hưởng thụ cuộc sống ở nơi này, an an ổn ổn qua hết cả đời này. Nếu như ngươi có dã tâm, cũng khát vọng địa vị càng cao hơn, nên cố gắng tăng thực lực của mình lên. Không có thực lực, có thể tăng quản lý năng lực, thay Kiều gia quản lý tất cả thương hội, dùng thực lực của mình để thắng được tôn trọng. Ngươi còn có thể vận dụng trí tuệ của ngươi, thay Kiều Vạn Niên bày mưu tính kế, trở thành tâm phúc, hắn khẳng định sẽ ngươi mang theo trên người, xem như có thể tin lại cố vấn. Địa vị là tranh thủ mà tới, không phải do người khác bố thí. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Kiều Anh Tung rời khỏi, trong phòng lờ mờ lại an tĩnh. Kiều Vạn Bình nằm dạp trên mặt đất, thật lâu không có đứng dậy. Từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra trên trán, thân thể đều trở nên giá lạnh. Bình thường không đến, vì sao bây giờ lại tới? Còn nói những lời này, nghe là đang giáo dục, nhưng thâm ý trong từng câu từng chữ đều mang ý nghĩa là gõ đầu cùng cảnh cáo. Chẳng lẽ, bọn hắn đã phát hiện ta đang điều tra chuyện năm đó sao? Kiều Anh Tung ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, lắc đầu rời khỏi. Lão Tổ Tông sớm mở lời, rõ ràng là muốn giết Kiều Vạn Bình. Nhưng nhắc đến hai chữ, hy sinh, cũng là hy vọng có thể cho Kiều Vạn Bình một cơ hội. Những gì nên nói, hắn đều đã nói rồi. Nếu như Kiều Vạn Bình thật rõ lý lẽ, hiểu ân nghĩa, hẳn là sẽ hiểu nên làm như thế nào. Nếu như Kiều Vạn Bình muốn vứt bỏ gia tộc, hắn chỉ có thể từ bỏ. Kiều Anh Tung rời khỏi không bao lâu, một bóng ma thừa dịp bóng đêm lặng yên bay vào gian phòng. Kiều Vạn Bình quỳ ở trong phòng, sắc mặt bối rối, tự mình lẩm bẩm. Hắn bình thường không chú ý ta, vì sao lúc này lại đột nhiên chú ý? Chuyện của ta làm rất bí mật, cũng không đến mức gây nên chú ý mới đúng. Trừ phi, Kiều gia bây giờ rất cảnh giác, đang bí mật giám sát tất cả mọi người. Tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ Kiều gia thật đang chuẩn bị cái gì sao? Kiều Vạn Bình chống người lên, ánh mắt lấp lóe. Rốt cuộc Kiều gia muốn làm gì, đều đã là gia tộc đệ nhất cổ hoa, còn có cái gì không vừa lòng? Không được, ta phải liên hệ đám người kia. Lấy tình thế hoàng thành, nếu quả thật Kiều gia muốn làm gì, khẳng định là tự chịu diệt vong, hắn phải bảo mệnh, liền phải. Kiều Vạn Bình vừa muốn quay người, đột nhiên phát hiện sau lưng có một cái bóng đen đang đứng đấy. Ngươi là ai? Ngươi, muốn phản bội Kiều gia? Không trách chúng ta được, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Giọng bóng đen khàn khàn trống rỗng, toàn thân đột nhiên dâng lên hắc khí. Chui vào trong thân thể Kiều Vạn Bình. Tiếng kêu đau đớn vang vọng gian phòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Kiều gia cao điệu tuyên bố, oanh động cổ hoa hoàng thành, cũng nhanh chóng khiến cho cường tộc đại phái phương Bắc chú ý. Bất luận là đại gia tộc cổ hoa, hay là thế lực bên ngoài, cũng bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Bọn hắn cũng muốn nhìn Khương Phàm náo lớn như vậy rốt cuộc là có thể luyện ra đan dược chuẩn thánh phẩm hay không, lại có thể luyện ra mấy viên. Nếu như Khương Phàm muốn lợi dụng bọn hắn làm chuyện gì, vậy thực sự đã cân nhắc một chút hậu quả. 10 ngày, 20 ngày. Mắt thấy thời gian đã vào tháng 6, càng ngày càng tới gần ngày 18 tháng 6. Cổ hoa Hoàng Thành bắt đầu náo nhiệt, số lượng lớn đại biểu cường tộc tiến vào Hoàng Thành. Bởi vì mang theo trong người dược liệu đan dược chuẩn thánh phẩm, bọn hắn đều an bài cường giả niết bàn cảnh áp trận. Thế cục bên trong náo nhiệt này khiến cổ hoa Hoàng Thành lộ ra mấy phần khẩn trương. Hoàng thất không thể không điều động số lượng lớn cường giả, giám sát đại biểu những thế lực này, nghiêm phòng xuất hiện hỗn loạn. Mà, từ tình thế trước mắt đến xem, trận oanh động luyện đan này đã đưa tới còn vượt qua thi đấu bài vị của bọn hắn. Bọn hắn là cảm thấy hứng thú đối với luyện đan? Hay là cảm thấy hứng thú đối với chuyện Khương Phàm biến đổi thiên phẩm linh văn? Lại hoặc là thánh đan trường sinh đan. Kiều gia có động tĩnh gì không? Nhân hoàng tiếp kiến đại hoàng tử,
bên trong vẻ uy nghiêm lộ ra mấy phần nghiêm trọng, đều đã đến thời gian, nhưng cái gì cũng đều không có tra được. Kiều gia nơi đó rất bình thường, ác nhân cốc cũng không có bất cứ phản ứng đặc biệt gì. Tiếp tục nhìn chằm chằm, không thể có bất cứ thư giãn gì. Chỉ là nhân thủ của chúng ta. Đại hoàng tử không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả phương Bắc tiến vào cổ hoa như vậy, chuyện này khiến bọn hắn không thể không điều đại bộ phận tinh lực đi trấn nhiếp. Ta đã hẹn nói chuyện với Hoàng Phủ Gia, Đường Gia, cùng Mục Gia, Tam Đại Gia bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta giám sát chủ yếu thế lực từ bên ngoài đến. Như thế này chúng ta có thể chống đi lực lượng, toàn lực chú ý Kiều Gia cùng ác nhân cốc. Phụ Hoàng Anh Minh, Kiều Vạn Bình nơi đó tiến triển thế nào? Nhân Hoàng Mét theo ánh mắt sắc bén tiếp cận Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử lập tức bước về phía trước nói. Nhi thần đã biên tạo kỹ càng chứng cứ, đã để Kiều Vạn Bình tin tưởng. Lúc trước chính là Kiều Anh Tung giết mẫu thân của hắn. Trải qua mấy tháng kích thích này, cũng khơi dậy oán hận trong hắn đối với Kiều gia. Nhân Hoàng đột nhiên cao giọng hơn. Thứ ta muốn là kết quả. Tam Hoàng Tử không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một nụ cười, kiêu ngạo nói. Kiều Vạn Bình đã bắt đầu giúp chúng ta sưu tập tình huống. Mặc dù Kiều gia vô cùng giữ bí mật chuyện của Khương Phàm, tuy nhiên hắn vẫn tra được một manh mối quan trọng, chính là ba người Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa, đều đối với Khương Phàm vô cùng tôn trọng. Là một loại tôn trọng mà người ngoài chúng ta không tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí còn tận mắt thấy, Kiều Vạn Niên cúi người đối với Khương Phàm. Chúng ta trong khoảng thời gian này sở dĩ không tra được Khương Phàm trốn ở nơi nào, lại đang làm gì, là bởi vì Khương Phàm tiến vào trong tổ tư. Ồ, sắc mặt Nhân Hoàng hơi chậm lại. Đây tuyệt đối là một tình báo cực kỳ quan trọng. Có thể đi đến tổ tư. Tên Khương Phàm này quả nhiên có thân phận đặc biệt. Tam Hoàng Tử tiếp tục nói. Kiều Vạn Bình còn để lộ ra một tin tức mà trước kia chúng ta không biết. Kiều gia, kỳ thật không có nhiều lão tổ tông như chúng ta phỏng đoán, nhiều nhất chính là hơn 200 tuổi. Nói cách khác, Kiều gia hẳn là còn tồn rất nhiều trường sinh đan. Phỏng đoán cẩn thận, 5 viên. Có thể xác định sao? Đáy mắt Nhân Hoàng rõ ràng nổi lên một tia sáng mạnh. Trường sinh đan là thánh đan chân chính, có thể kéo dài tuổi thọ trong thời gian rất lâu. Đối với hoàng thất bọn hắn mà nói, một viên trường sinh đan có thể bảo trụ một lão tổ tông sống rất nhiều năm, mà một lão tổ tông chính là một sức mạnh bảo vệ cường đại. Rất nhiều năm trước hắn đã phát hiện, còn nói nguyện ý dùng tính mệnh cam đoan. Tiếp tục, Kiều gia rất bình tĩnh, chưa từng xuất hiện bầu không khí khẩn trương chút nào, cũng không có phát hiện bọn hắn có đang chuẩn bị cái gì hay không. Cái này cũng có thể khẳng định. Hắn quanh năm quản lý thương hội, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đối với bầu không khí bắt rất mẫn cảm. Nếu như hắn nói bầu không khí bình thường, sẽ là không có vấn đề. Tuy nhiên, nhi thần sẽ còn tiếp tục chú ý từ vấn đề khác. Tiếp tục, tạm thời chỉ tra được nhiều như vậy. Tuy nhiên, Kiều Vạn Bình đã dựa theo sự phân phó của chúng ta, lấy lý do nếm thử đan dược làm tổn thương tới tâm mạch nên trở lại Kiều gia ở lâu. Nếu như phát hiện tình báo mới, hắn sẽ nghĩ biện pháp chuyển đi ra. Nhân Hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Ngàn vạn lần phải chú ý phân tắc, không được bị người phát hiện, càng không thể khiến cho Kiều gia chú ý. Trong lòng các ngươi phải xem Kiều gia như kẻ cầm đầu mưu hại Tô gia, đi nhìn chằm chằm, thăm dò, vận hành, nhưng hành động tuyệt đối không thể có bất cứ vấn đề nào, hiểu chưa? Nhi thần đã hiểu. Đại Hoàng Tử nghiêm nghị. Dù sao Kiều gia cũng là đệ nhất thế gia cổ hoa, không có chứng cứ trực tiếp cho thấy bọn hắn đã làm qua cái gì, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo phạm, nếu không sẽ dẫn phát hậu quả tương đối khó chịu. Mà, bất luận là hắn hay phụ hoàng hắn đều cảm giác Kiều gia không có lý do gì càng không có nhất định phải hủy diệt Tô gia, tính toán hoàng thất. Đây chính là tội chết, mà càng không thể nào vĩnh viễn giấu giếm được. Cũng chính là căn cứ cân nhắc vào vấn đề này mà bọn hắn chỉ luôn hoài nghi. Hoặc là chờ đợi, bàn tay phía sau màn là một người khác hoàn toàn. Nhân Hoàng vẫn không yên lòng, nhắc nhở bọn hắn. Mọi thứ phải làm đến dự tính xấu nhất, nếu như Kiều gia phát hiện Kiều Vạn Bình hoặc là thật có hành động gì, các ngươi xử lý như thế nào? Đại Hoàng Tử nói, vì để tránh cho xuất hiện sự kiện đột phát, Nhi Thần đã cho hắn 3 viên Ngọc Châu không gian, một khi phá toái, Nhi Thần sẽ có cảm ứng. Nếu như bóp nát một viên, nói rõ hắn bị phát hiện. Nếu như bóp nát 2 viên, nói rõ nội bộ Kiều gia có điều động khẩn cấp, cần chúng ta mật thiết chú ý.
Nếu như bóp nát ba viên, nói rõ chuyện vô cùng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải lập tức tiến về Kiều gia, khóa chặt toàn thành. Nhân hoàng chậm rãi gật đầu, làm không tệ. Theo thời gian tới gần, càng nhiều cường tộc đại phái đến cổ hoa hoàng thành. Thư viện mạnh nhất phương Bắc, Trục Lộc Thư viện, Tôn Chủ Thánh Địa phương Bắc, Thiên Lân Thánh Địa, Siêu Cấp Thương Hội phương Bắc, Bát Bảo Lưu Ly Tông, Đại Phái Luyện Đan phương Bắc, Đan Dương Cổ Địa. Còn có thế lực thế giới dưới đất tại phương Bắc có được danh uy kinh khủng, Tà Quân Phủ. Tính cả những bá chủ thế lực cấp bậc hoàng tộc này, tất cả cái tên có thể kêu lên, uy chấn thế lực địa vực một phương, cộng lại đạt đến hơn 30 thế lực. Hoàng thất càng cảm giác có vấn đề. Một trận nháo kịch mà thôi, coi như thật có đan thánh công khai luyện đan, cũng không thể để nhiều cường tộc chú ý tới như vậy. Bọn hắn rất muốn đóng cửa thành lại, khống chế số lượng, thế nhưng cổ hoa hoàng thành là thế lực trung lập, từ đầu đến cuối luôn cùng các phương giữ vững kết giao, loại thời điểm này thực sự không tốt để đóng cửa tiễn khách. Ngày 18 tháng 6, diễn võ trường Trung ương. Siêu cấp diễn võ trường này bình thường chỉ mở ra vì thi đấu bài vị, hôm nay lại đặc biệt mở ra vì Khương Phàm. Các đại biểu đến từ Trục Lộc Thư viện cùng các cường tộc, toàn bộ đều có mặt, được an bài đến tầng cao nhất. Mấy chục vạn dân chúng chen chúc tới đây, chật ních tất cả vị trí nhàn rỗi. Bởi vì nhân số quá nhiều, cơ hồ không ai có thể ngồi được, toàn bộ đều đứng ở nơi đó. Khương Phàm xuất phát. Nhân hoàng sớm chạy tới nơi này, uy nghiêm ngồi ở phía trên nhất, quan sát diễn võ trường oanh động náo nhiệt. Đại hoàng tử tại thời khắc luôn duy trì tình báo thông suốt, tự mình báo cáo với nhân hoàng. Khương Phàm đã ở trên đường, Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Vạn Hoa toàn bộ đều cùng đi, còn có 50 người tinh nhuệ trong chiến đội Liệp Kiêu làm thị vệ. Kiều gia không có động tĩnh khác thường. Rất an tĩnh, rất bình thường. Kiều Vạn Bình không có bóp nát không gian Ngọc Châu, thị và nữ thị vệ nhi thần đã an bài ở nơi đó, còn có đội ngũ quan sát ở bên ngoài, cũng đều truyền đến tin tức, Kiều gia rất bình thường. Ác nhân cốc thì thế nào? Ác nhân cốc nơi đó cùng tình huống bình thường cũng không có gì khác biệt. Nhân hoàng cảm thấy kỳ quái lại cảnh giác, rốt cuộc Kiều gia muốn làm gì, chẳng lẽ còn thật muốn tới luyện đan? Đây không phải hoang đường sao? Đại hoàng tử nói. Phụ hoàng chớ lo nghĩ, tam đệ tự mình nhìn chằm chằm ở bên ngoài Kiều gia, mà Kiều Vạn Niên lại đích thân đến diễn võ trường này, Kiều gia sẽ không có vấn đề gì. Nếu như Kiều gia không có vấn đề, vậy thì chúng ta liền có vấn đề lớn. Nhân hoàng lắc đầu, nếu như Kiều gia thật sự không có tính toán Tô gia, vậy cuộc điều tra mấy năm này của bọn hắn tương đương với việc bị người khác điều khiển. Khương Phàm sắp đến rồi. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Thánh Thương đều có mặt, đây không thể nghi ngờ là tràng diện hiếm thấy, cũng mang theo rất nhiều ánh mắt chú ý tới. Bọn hắn đến bây giờ đều không có rõ ràng, rốt cuộc Khương Phàm muốn làm gì. Bởi vì Kiều gia nơi đó từ đầu đến cuối đều rất an tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu chuẩn bị sự kiện lớn gì. Tỷ tỷ, tỷ có nghĩ đến cái gì không? Đông Hoàng Như Yên hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Không hiểu rõ. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Đều đã đến bây giờ, từ từ xem đi. Sau đó không lâu, bọn người Kiều Vạn Niên tự mình bồi tiếp Khương Phàm đi tới diễn võ trường. Mấy chục vạn người lập tức nhấc lên từng trận nghị luận, phảng phất núi rung biển động, quanh quẩn bên trong diễn võ trường không dứt. 7 năm trước, Khương Phàm chính là ở chỗ này nhất chiến thành danh, Kiều gia từ vị trí cửu tộc tăng lên tới đứng đầu cửu tộc. 7 năm sau, Khương Phàm lại lần nữa trở về, lấy kỳ tích thiên phẩm linh văn, oanh động toàn thành. Chỉ là chuyện Khương Phàm muốn luyện đan này, thật sự là có chút hoang đường. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Toàn trường tụ tập hơn vạn luyện đan sư, toàn bộ đều mang theo sắc mặt âm trầm, không che giấu chút nào, bọn hắn đối với Khương Phàm rất mâu thuẫn. Liền xem như phải dùng đan dược ngũ phẩm đến cược, bọn hắn đều cảm giác là khoa trương. Nhưng Khương Phàm lại muốn luyện chuẩn thánh phẩm. Cũng không sợ châu thổi nổ. Khương Phàm. Đại biểu các thế lực Thiên Lân Thánh Địa đều thông qua tinh bia lơ lửng giữa không trung, nhìn Khương Phàm. So với 7 năm trước, tướng mạo giống như không có thay đổi gì, nhưng khí chất rõ ràng có khác biệt. Thiếu đi mấy phần khinh cuồng, nhiều hơn mấy phần vững vàng. Chỉ là trong độc nhãn kia lóe lên ánh sáng dã tính, lại hình như đang nói rõ hắn vẫn không thay đổi. Một tên cuồng nhân chiến tranh như thế này, lại muốn luyện đan. Càng không thể tin hơn chính là, bọn hắn lại còn mơ mơ hồ hồ đến nơi này.
hắn thật là thiên phẩm sao? Gia chủ các đại gia tộc cổ Hoa vẫn không cách nào tiếp nhận được. Thánh phẩm biến đổi thiên phẩm, chỉ có dưới tình huống cực kỳ đặc thù mới có thể phát sinh. Đặc thù đến, cơ hồ là không. Loại này kỳ tích vậy mà lại xuất hiện ở trên thân đứa nhà quê này. Nhân hoàng. Kiều Vạn Niên đi đến đài cao, sau khi hành lễ với nhân hoàng thì ngồi xuống vị trí đầu tiên dưới tay trái nhân hoàng. Cấm Nguyên Châu cùng trường sinh đan đều đã chuẩn bị xong. Gia chủ Đường ra lãnh đạm chào hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, phải xem các ngươi có thể cầm đi hay không. Kiều Vạn Niên động thân ngồi ngay ngắn. Các nhà lắc đầu liên tục, làm giống như thật. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Khương Phàm muốn náo đến cái gì. Nếu như đùa nghịch bọn hắn, đùa nghịch các tộc phương Bắc, hôm nay cũng không kết thúc nổi. Khương Phàm nhìn quanh toàn trường, độc nhãn sáng tỏ đảo qua những đại biểu cường tộc trên tầng cao nhất kia. Bầu không khí náo nhiệt thoáng an tĩnh lại. Ta đi theo ân sư, bế quan 7 năm, tu võ pháp, tập đan thuật, bây giờ học thành trở về, đặc biệt mượn vùng đất cổ Hoa, hướng phương Bắc hiện ra đan thuật. Hôm nay, chỉ luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, bao gồm Đại La Xích Dương đan, Thiên Nhân đan, Thái Sơ Mệnh Hồn đan, Thiên Địa Tạo Hóa đan, Kim Dương Cửu Huyền đan. Giọng Khương Phàm cao vút, truyền khắp toàn trường. Xin mời tất cả thế lực đã chuẩn bị tốt dược liệu, đưa dược liệu lên phía trước. Mấy chục vạn đôi mắt sáng tỏ toàn bộ đều nhìn về chỗ cao, chờ đợi những đại tông đại phái kia ra tay. Đan dược chuẩn thánh phẩm, dược liệu đều là quá quý giá. Nhất là những thuốc dược liệu quan trọng giống như kíp nổ kia, không có giá trên trời thì cũng là chí bảo, cho dù có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được. Chỉ có đại tông đại phái có được tài lực hùng hậu cùng nội tình phong phú, mới có thể tập hợp đủ. Nhưng, đài cao vẫn an tĩnh, không có người nào ra tay. Rất nhiều thế lực xác thực đều đã mang theo dược liệu tới, nhưng bọn hắn siêu tập dược liệu không dễ dàng, há có thể nói lấy ra liền lấy ra. Đại biểu của Đan Dương cổ địa, đánh vỡ bầu không khí an tĩnh. Ta muốn cùng ngươi xác định một chuyện trước, ngươi hôm nay thật sự là đến luyện đan. Nếu không thì muốn như nào? Ha ha, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới đây, cũng không phải chơi trò chơi với ngươi, nếu thật là luyện đan, ngược lại cũng dễ nói, nếu như ngươi có mục đích đặc thù gì, ta chỉ sợ ngươi không kết thúc được. Ta nói luyện đan, chính là luyện đan. Dược liệu cho đan dược chuẩn thánh phẩm đều rất quý giá, coi như đan dương cổ địa chúng ta đều thu thập không dễ. Nếu như ngươi lãng phí thì thế nào? Ta đã nói xong, ta lãng phí một viên đan dược, trao đổi một viên cấm nguyên châu. Trong tay ngươi có bao nhiêu? 5 viên cấm nguyên châu. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, bọn người Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa, Kiều Linh Vận Hầu ở phía sau hắn lần lượt lấy ra hộp gấm, biểu hiện ra cấm nguyên châu với toàn trường. Trong này có 2 viên là lúc trước ở lại Kiều gia, có 1 viên là Khương Phàm còn lại, còn có 2 viên là cầm tới từ Tô gia nơi đó. Cấm Nguyên Châu. Bầu không khí toàn trường lập tức nóng lên, mấy chục vạn người trông mong nhìn ra xa. Đây là linh vật cấm kỵ có thể ngưng kết thời gian, có một số thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian. Là bảo vật tuyệt hảo để giữ mệnh. Có người thậm chí còn so sánh nó là áo giáp phòng ngự cứng rắn nhất trên đời. Thời khắc sống còn. Giam cầm thời gian, đủ để chống cự hết thảy, nghịch chuyển hết thảy. Trên đài cao, các cường tộc phương Bắc đều nhíu mày nhìn ra xa. Cấm Nguyên Châu không thể nghi ngờ chính là bảo vật truyền kỳ của phương Bắc, từng làm cho vô số thế lực ngấp nghé. Nếu như không phải bởi vì cổ Hoa Hoàng Thành có thực lực cường đại, cùng tư thái trung lập, chỉ sợ sớm đã dẫn phát chiến tranh rồi. Ngay cả các đại gia cổ Hoa đều lộ ra vẻ mặt tham lam. Tô gia biến mất. Mấy viên cấm nguyên châu này không thể nghi ngờ là tuyệt phẩm, giá trị còn cao hơn. Trận đại điển luyện đan này hôm nay là một trận đánh cược, ta đánh cược cùng cổ Hoa Hoàng Thành và các tộc phương Bắc. Dùng đan dược chuẩn thánh phẩm, đánh cược cấm nguyên châu. Nếu như ta luyện thành, đan dược thuộc về ta, nếu như ta thất bại, cấm nguyên châu thuộc về các ngươi. Nếu như số lần ta thất bại đạt tới 5 lần, Kiều gia sẽ còn hướng toàn bộ phương Bắc, công bố phương thuốc và thuật luyện trường sinh đan. Khương Phàm nói xong câu nói sau cùng, các thế lực đan dương cổ địa, bát bảo Lưu Ly Tông, cùng tà quân phủ mới chính thức lộ ra hứng thú. Mặc dù cấm nguyên châu vô cùng quý giá, nhưng bọn hắn là đang mong đợi trường sinh đan. Giống như cấm nguyên châu, trường sinh đan cũng là đan thuật cường đại để phương Bắc mơ ước.
Thánh đan vốn là hiếm thấy, mỗi viên đều cực kỳ quý giá, không phải là bị hoàng tộc nắm giữ thì chính là ở trong cực kỳ thế lực đặc thù, ví dụ như đan dương cổ địa, ly hỏa thánh địa các loại. Mà trường sinh đan trong thánh đan, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ đặc thù. Người có thực lực càng mạnh, càng là cần nó. Một lão nhân khô gầy bên trong Tà Quân phủ đứng lên, thanh âm khàn khàn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ta đề nghị đổi quy tắc. Điều kiện của ta còn chưa đủ mê người. Cấm Nguyên Châu, rất mê người. Trường sinh đan, cũng rất mê người. Tuy nhiên ta đề nghị tốt nhất là giao trường sinh đan cho thế lực nào đó, mà không phải là toàn bộ phương Bắc. Đề nghị của ông lão lập tức được các thế lực khác tán thành. Bởi vì trước khi bọn hắn đến, thế giới dưới đất đã lưu truyền thuyết pháp này. Trường sinh đan quá quý giá, giao cho phương Bắc, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó thì không có chút ý nghĩa nào nữa. Nếu như là bị thế lực nào đó đơn độc khống chế, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Như thế này mới có thể thể hiện giá trị chân chính. Giao cho thế lực nào? Khương Phàm muốn chính là cái hiệu quả này. Đây cũng là cái bẫy mà ác nhân cốc đã sớm làm ở thế giới dưới đất tại phương Bắc. Kích thích những cường tộc đại phái, triệu tập càng nhiều dược liệu. Nếu như dược liệu thế lực phương nào bị ngươi liên tục lãng phí hai lần, liền phải có Cấm Nguyên Châu lại giao cả trường sinh đan ra. Thành giao. Cứ như vậy thành giao. Lão nhân khô cằn cười vài tiếng, lần nữa ngồi xuống. Khương Phàm cao giọng nói. Bây giờ, thế lực muốn tham dự đánh cược, đưa dược liệu tới phía trước. Sau đó vẫn còn có thể lại đưa thêm, nhưng một khi đã buông xuống thì không thể lại rút về. Nhưng, trên đài cao vẫn không có ai ra mặt, đều đang quan sát tình huống. Chúng ta tới trước. Trong thiên cung truyền đến một giọng nói. Đông Hoàng Như Yên từ trên cao bước xuống, đi tới trên diễn võ trường, cầm một chiếc nhẫn, hiện ra trước toàn trường. Dược liệu cho thiên nhân đan. Có luyện đan sư lập tức chế diễu. Bên trong dược liệu thiên nhân đan có thánh huyết, phải là đỉnh lô vô cùng cường đại mới có thể tiếp nhận nguồn lực lượng kia. Mà để luyện chế thiên nhân đan, càng cần hơn 5 loại thánh hỏa khác nhau. Không biết vị Khương Phàm công tử này đã hiểu rõ sự thưởng thức này chưa? Ha ha! Trên đài cao truyền đến tiếng cười lạnh thưa thớt. Kiều Linh vận được Khương Phàm ra hiệu, cao giọng nói. Đánh cược bắt đầu, thiên nhân đan, đánh cược Cấm Nguyên Châu. Khương Phàm nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, ổn định trạng thái. Muốn bắt đầu, hắn phải dùng dược liệu phương Bắc, tôi luyện thuật luyện đan của hắn, bảo đảm có thể thuận lợi thành công luyện chế đan dược cứu mạng Kiều Hinh. Hắn càng phải mượn cơ hội này, cướp đoạt dược liệu đỉnh cấp của phương Bắc. Bắt đầu đi, làm cái gì vậy, ngủ thiếp đi sao? Rốt cuộc hắn có thể luyện đan hay không? Lại đang đùa nghịch chiêu trò gì sao? Đám người thoáng bạo động, có chút vội vã không nhịn nổi. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa trao đổi ánh mắt, trong lòng rất gấp, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Kỳ thật cho đến bây giờ, trong lòng bọn hắn đều không nắm chắc đối với Khương Phàm. Làm nửa thế gia luyện đan. Bọn hắn rất rõ đối với độ khó luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Khương Phàm không để ý đến bên ngoài càng ngày càng kịch liệt ồn ào, một mực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Khí hải lay động, đỉnh lô thức tỉnh. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn phóng lên tận trời, cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh tăng vọt đến hơn 50 mét. Đỉnh lô tràn ngập khí thế cổ lão uy nghiêm, uy thế cường đại cũng đè sập sự náo động trên lôi tràng. Trên đài cao, các luyện đan sư hơi biến sắc, lập tức nhận ra đỉnh lô phi phàm cường đại. Mấy người đại biểu đan dương cổ địa thậm chí còn cảm nhận được chính đỉnh lô trong khí hải bọn hắn đang run rẩy. Khương Phàm cầm nhẫn không gian của Đông Hoàng Như Yên qua trong tay, bay lên không đi tới đỉnh lô. Tay trái ngưng tụ chu tước yêu hỏa, tay phải dẫn dắt hỗn độn nguyên hỏa, một trái một phải rót vào đỉnh lô. Yêu hỏa màu vàng, nguyên hỏa hoa mỹ. Nhanh chóng đốt cháy đỉnh lô, nhấc lên tia sáng mãnh liệt. Uy thế đỉnh lô trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất một thánh linh cổ lão đang thức tỉnh, cảm giác kỳ diệu tràn ngập khắp diễn võ trường, đánh thẳng vào thần hồn của mấy chục vạn người. Bọn họ nhìn lên không trung, cứ như đây không phải là một cái đỉnh lô, mà là một thánh linh đáng sợ. Đỉnh lô tăng vọt ánh sáng, nhanh chóng giấy lên liệt diễm, cướp đoạt hỏa nguyên lực giữa đất trời mênh mông. Rất nhiều võ giả hỏa hệ cũng cảm giác khí hải của mình đang bạo động, linh lực giống như nếu không bị khống chế lại thì đã lao ra ngoài.
Khương Phàm nhận chủ với chiếc nhẫn, sau khi kiểm kê dược liệu bên trong, bắt đầu dẫn ra từng cây, cho bay vào đỉnh lô, cẩn thận cô đọng. Chỗ cao nhất trên diễn võ trường, Nhân Hoàng khẽ nhíu mày, gia chủ các đại gia tộc thể hiện đặc sắc. Trong óc của bọn hắn đồng thời dần hiện ra suy nghĩ tương tự nhau, hắn thật là đến luyện đan. Có ai nhận biết chiếc đỉnh kia lô không? Đỉnh lô có được uy thế như thế này, hẳn là sẽ xuất hiện bên trên, đan đỉnh bảng thương huyền. Chín vòng xoáy, chẳng lẽ đại biểu chín loại hỏa diễm? Đan đỉnh bảng thương huyền hình như không có đỉnh lô như thế này. Khương Phàm có thể khống chế hai loại hỏa diễm. Chỗ cổ áo hắn đó là cái gì vậy? Bên trong lại có thể không ngừng phóng thích hỏa diễm. Thiên nhân đan cần 5 loại hỏa diễm, vậy mà hắn muốn dùng 2 loại đi luyện chế. Đây là vô tri hay là tự tin? Khi Khương Phàm sau khi ra dáng, bắt đầu luyện đan, bầu không khí tại diễn võ trường đều trở nên quái dị. Bởi vì trước khi tới đây, bọn hắn đều nghĩ là Khương Phàm muốn đùa nghịch mánh khóe gì đó, kết quả hắn lại thật đến luyện đan dược. Kiều gia nơi đó còn không có động tĩnh. Nhân Hoàng thấp giọng hỏi Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử lắc đầu. Hết thảy đều bình thường, không có tình huống gì. Hắn thật sự là đến luyện đan. Nhân Hoàng âm thầm cảm thấy kỳ quái, lại liếc nhìn Kiều Vạn Niên ở trước mặt, chẳng lẽ đã trách oan Kiều gia rồi. Mặc dù luyện đan rất buồn tẻ, lại càng cần thời gian rất lâu, nhưng toàn trường mấy chục vạn người đều nhìn say sưa ngon lành. Mặc kệ là có thể luyện đan hay không, đều đang nhìn Khương Phàm, nghị luận tiến triển. Những luyện đan sư tôn quý kia là, bình luận chuyên nghiệp, cũng không ngừng liên tục khuếch tán đến toàn trường. Sau 5 tiếng, khi Khương Phàm đã dung luyện toàn bộ dược liệu thành dược dịch, toàn trường đã nhấc lên oanh động lần đầu tiên. Thiên nhân đan cần 5 loại thánh hỏa luyện chế, là bởi vì dược liệu bên trong rất phức tạp, phải dùng thánh viêm tương ứng đi luyện chế, nếu không sẽ phá hư dược liệu, không cách nào luyện thành dược dịch được. Nhưng, giống như, Khương Phàm đã làm được thật. Hai loại hỏa diễm, dung luyện toàn bộ dược liệu. Đây quả thực là kỳ tích. Ngay cả những luyện đan sư đại cấp tông sư kia đều lộ ra kinh sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau 7 tiếng, khi Khương Phàm ngưng tụ toàn bộ dược dịch lại cùng nhau, cũng triển khai bước dung luyện cuối cùng, rất nhiều người đều không thể tiếp tục bình tĩnh. Tên điên này không chỉ thật sự có thể luyện đan, còn giống như thật muốn thành công rồi. Sau 8 tiếng, đỉnh lô cháy hừng hực rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tiếng nghị luận trên toàn trường cũng theo đó mà dừng lại. Mấy chục vạn người đứng ở nơi đó, khẩn trương nhìn ra xa. Đan Dương cổ địa, Thiên Lân thánh địa và đại biểu các cường tộc cũng không lại cố kỵ mặt mũi, liên tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm nắp đỉnh lô nặng nề. Khương Phàm sau khi điều trị tinh thần mệt mỏi đơn giản, tiếp đó lại khống chế nắp đỉnh mở ra. Cường quang nương theo mùi thuốc nồng nặc dâng lên, tràn đầy không trung. Một viên đan dược sáng long lanh, lẳng lặng lơ lửng tại đỉnh lô. Tinh bia lơ lửng ở không trung liên tiếp chuyển động, tập trung rõ ràng vào đỉnh lô, phóng đại hình ảnh hoàn chỉnh hiện ra cho toàn trường xem. Xong rồi. Khương Phàm khẽ nói, đưa tay nắm đan dược, từ trên cao xuống tới. Đông Hoàng Như Yên kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi làm sao làm được? Khương Phàm giao đan dược cho nàng. Mang về, xin mời Thiên Cung kiểm tra. Ngươi thật có thể luyện đan, thiên nhân đan. Đông Hoàng Như Yên thực sự không cách nào bình tĩnh được. Có thể luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, không khác nào cấp bậc đại tông sư đỉnh cấp. Một tên con buôn chiến tranh, đổi nghề thành luyện đan rồi. Trong lúc này, sẽ có khoảng cách quá lớn hay không? Cái tên như thổ phỉ lưu manh này cải tà quy chính hay đầu bị lừa đá? Khương Phàm lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu, sau này ta sẽ cùng ngươi tính sổ sau, bây giờ làm chính sự trước. Chúng ta có chuyện gì để tính? Đông Hoàng Như Yên hừ một tiếng, tiếp nhận đan dược trở lại trên đài cao. Đông Hoàng Thánh Kiệt tiếp nhận đan dược, giao cho luyện đan sư của Thiên Cung ở bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Khương Phàm. Trên đài cao, tất cả mọi người đều cùng nhau trông qua, đang mong đợi kết quả. Vị luyện đan sư tóc trắng xóa kia cẩn thận kiểm tra đan dược, sau đó lại chau mày, tiếp theo lai nếm thử một chút mùi, gật đầu nói. Là thiên nhân đan, phẩm chất không tệ. Thật sự là thiên nhân đan, còn phẩm chất không tệ. Đài cao oanh động, nhanh chóng truyền khắp toàn trường. Xong rồi, hắn thật luyện thành thiên nhân đan. Ta XXX tổ tông nhà nó, tên điên này thật đổi nghề rồi.
Luyện đan sư có được thiên phẩm linh văn, thiên phẩm luyện đan sư. Hắn mới hơn 20 tuổi liền có thể luyện được đan dược chuẩn thánh phẩm, nếu qua thêm 8 năm, 10 năm, chẳng phải là có thể luyện thánh đan sao? Trách không được Kiều gia dám cầm Cấm Nguyên Châu cùng Trường Sinh Đan bồi Khương Phàm đánh cược, thì ra là thật sự có lòng tin. Võ, hắn dẫn dắt Kiều gia tấn thăng vị trí đầu tiên của cửu đại gia tộc cổ hoa, đan, hắn có thể luyện chuẩn thánh phẩm. Đây là tên quái tài gì? Toàn trường oanh động, ai cũng không cách nào bình tĩnh được. Bọn người Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn càng không cách nào bình tĩnh. Thuật luyện đan cùng võ pháp khác nhau, cái này không được là thật không được, không có khả năng cũng là thật không có khả năng, không phải ngươi cứ quyết tâm, cứ liều mạng liền có thể thay đổi kết quả được. Khương Phàm biến mất 7 năm này, thật sự khổ tu đan thuật rồi. Nhưng cảnh giới của hắn làm sao lại còn có thể đến thất trọng thiên? Đông Hoàng Như Yên mang theo thiên nhân đan trở lại đài diễn võ, giao cho Khương Phàm. Của ngươi. Khương Phàm cất kỹ thiên nhân đan, hướng về đài cao hô to. Còn ai muốn cược, các ngươi vạn dặm xa xôi tới đây, chính là ngồi không? Ngươi không nghỉ ngơi một chút. Kiều Linh Vận kinh hô, nói đùa cái gì vậy, nào có ai liên tục luyện đan, lại còn là chuẩn thánh phẩm. Rất nhiều người trên đài cao cũng sửng sốt một chút, tiếp tục. Mỗi ngày đánh cược hai trận, hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Khương Phàm cao giọng tuyên cáo. Hoa! Bầu không khí lập tức bạo động. Mỗi viên đan dược chuẩn thánh phẩm đều cần khoảng 10 giờ, nhanh nhất đều phải là muốn 7, 8 giờ. Nói cách khác, mỗi ngày Khương Phàm chỉ nghỉ ngơi hơn 4 giờ. Tên điên này quả nhiên là điên cuồng, luyện đan đều chơi kích thích như thế. Viên thứ hai, Bát Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tới. Đại biểu Bát Bảo Lưu Ly Tông lập tức đứng dậy, đây là một nam tử mặt đầy phúc hậu. Hắn cười ha hả ra hiệu với bên cạnh đi đưa dược liệu lên. Vốn cho rằng mỗi ngày chỉ luyện một viên, Khương Phàm lại muốn liên tục. Hắn cũng không khách khí. Đây là dược liệu của Đại La Xích Dương Đan. Sau khi thị vệ biểu hiện ra, lập tức giao nhẫn không gian cho Khương Phàm. Kiều Linh Vận hô to. Trận chiến đánh cược thứ hai, Đại La Xích Dương Đan. Đánh cược Cấm Nguyên Châu, bắt đầu. Khương Phàm dùng mấy viên đan dược, điều trị đơn giản, sau đó mang theo nhẫn không gian lên tới không trung, bắt đầu luyện chế viên đan dược thứ hai. Tên điên chính là tên điên, từ trong lòng lộ ra tới khí chất không thay đổi được, coi như trở thành luyện đan sư, làm việc cũng điên cuồng như vậy. Ta dám nói, luyện đan sư bên trong tất cả đại cấp bậc tông sư cổ hoa. Không có bất kỳ một người nào dám trong vòng một ngày liên tục luyện chế hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Có dám hay không, thật đúng là khó mà nói được, nhưng hẳn không có ai thử qua, bởi vì dược liệu đều thu thập không đủ. Bầu không khí tại diễn võ trường đã trở nên sốt ruột, lần đầu tiên cảm giác chuyện luyện đan khô khan như thế vậy mà lại kích thích hơn so với chém giết, càng có thể điều động người chờ mong. Các đại biểu cường tộc phương Bắc lại không có tâm tư nghị luận. Tất cả đều nhìn qua tinh bia chú ý tới biểu hiện Khương Phàm. Khương Phàm thể hiện bình tĩnh, trầm ổn chăm chú, không nhìn thấy bất kỳ bối rối hay gấp gáp nào, cùng với lần luyện đan đầu tiên cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn hắn thật sự đã bị kích thích. Bởi vì luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm tiêu hao rất nhiều tinh khí thần. Tình huống bình thường không chỉ cần phải chuẩn bị đầy đủ, cảnh giới càng phải từ linh hồn cảnh bát trọng thiên, hay thậm chí cao hơn nữa, đừng nói kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tên Khương Phàm này chỉ mới 20 mấy tuổi, cũng mới vừa đến linh hồn cảnh thất trọng thiên. Vậy mà hắn lại có thể liên tục luyện chế. Mấy lão đan sư cao ngạo đan dương cổ địa cũng bắt đầu so sánh, nếu như mình đứng ở nơi đó, có thể làm được càng tốt hơn hay không. Sắc trời dần tối, dáng chiều đổ đầy trời. Bầu không khí tại diễn võ trường tiếp tăng vọt, không có bất kỳ người nào có ý muốn rời khỏi. Khương Phàm bình tĩnh, thể hiện không có thay đổi. Khống chế hai loại hỏa diễm trong đỉnh lô dung luyện các loại dược liệu. Từ buổi chiều đến đêm khuya, lại đến rạng sáng. Liệt diễm rốt cuộc cũng ngừng lại, Khương Phàm cũng xốc đỉnh lô lên, lấy ra viên đan dược thứ hai, Đại La Xích Dương Đan. Xin mời kiểm tra. Khương Phàm thở ra một hơi thật dài, tinh thần vừa buông lỏng, mỏi mệt chợt giống như thủy triều lao tới. Thị vệ của Bát Bảo Lưu Ly Tông cầm đan dược đưa tới đài cao. Giao cho trong tay người phụ trách vẫn mang theo sắc mặt phức tạp. Sau khi người phụ trách cẩn thận kiểm tra, nhắm mắt nói. Là Đại La Xích Dương Đan, có chơi có chịu, thuộc về ngươi.
Diễn võ trường oanh động lập tức phá vỡ bình tĩnh lúc nửa đêm. Khương Phàm không chỉ có chứng minh được mình có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, mà còn không thể tưởng tượng nổi, một ngày hoàn thành hai viên. Hai trận đánh cược, bắt lấy hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Mọi người oanh động, càng bạo động. Chừng nào thì bắt đầu, đan dược chuẩn thánh phẩm cũng có thể như thế này luyện chế ra. Trong đám người mấy chục vạn người ở đây, 99% người cũng đều chưa thấy qua đan dược chuẩn thánh phẩm. Kiều gia không có động tĩnh. Nhân hoàng hỏi lại đại hoàng tử. Kiều gia, ác nhân cốc đều rất bình thường. Đại hoàng tử cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Khương Phàm thật sự là đến luyện đan. Bằng vào thuật luyện đan của mình, thắng đan dược cho Kiều gia, cũng mượn nhờ trận đánh cược này, tuyên cáo thực lực luyện đan của mình với toàn bộ phương Bắc. Trời tối người yên, các phương cũng dần tản ra. Khương Phàm xếp bằng ở trên diễn võ trường, vận chuyển đại diệu thiên kinh, điều trị thân thể mệt mỏi, cũng muốn trở về cùng đan hoàng nghiên cứu thảo luận một ít sai lầm trong quá trình luyện chế hôm nay để lấy kinh nghiệm. Ngày đầu tiên đạt được thành công lớn, mang đến cho hắn lòng tin to lớn. Nhưng, liên tục luyện chế hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm cũng đã mang đến kích thích cho toàn thành. Nhất là hoàng thất, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác chuyện bé xé ra to. Trước đó luôn cảm giác Kiều gia có tính toán gì đó, là bởi vì không tin Khương Phàm thật sự có thể luyện đan, mà bây giờ xem ra mục đích thực sự của Kiều gia chính là luyện đan. Sáng sớm ngày hôm sau, các phương đã sớm đuổi tới diễn võ trường. Nhưng sau khi đã lĩnh giáo thực lực của Khương Phàm, không có người nào tùy tiện mạo hiểm, càng không muốn làm kẻ đầu tiên. Dù sao bọn hắn sưu tập đan dược cũng không dễ dàng, nếu như không có nắm chắc Khương Phàm sẽ thất bại. Bọn hắn thật không nỡ lãng phí. Nếu các vị đại biểu không nỡ dược liệu của mình, vậy do chúng ta tới cược một trận. Đại biểu của một thế lực đứng dậy, dẫm lên thềm đá tự mình đi tới diễn võ trường. Vô Hoa Cung. Tổ chức sát thủ phương Bắc, Vô Hoa Cung. Bên trong Vô Hoa Cung đều là ngoan nhân. Trong diễn võ trường, rất nhiều người đều toát ra mấy phần sợ hãi. Tại thế giới dưới đất phương Bắc có một thuyết pháp, một phủ ba cốc năm cung. Một phủ dĩ nhiên là chỉ tà quân phủ, là vương giả tuyệt đối, thậm chí được xưng là kẻ thống trị thế giới dưới đất phương Bắc. Ba cốc là gần với tổ chức của bọn hắn, ác nhân cốc cổ Hoa Hoàng Thành chính là một trong số đó. Vô Hoa Cung thì là một trong năm cung. Đại biểu của Vô Hoa Cung là một nam tử thanh tú trắng nõn, thoạt nhìn như là thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng từ trong ra ngoài lại bộc lộ khí tức sát phạt cùng khí thế niết bàn cảnh cường đại đều để người khác không dám khinh thường. Ta. Phó cung chủ Vô Hoa Cung, Bạch Tai, ha ha, hân hạnh, đây là dược liệu thiên địa tạo hóa đan, chúng ta đã cất rất nhiều năm, vẫn luôn không tìm được người thích hợp để luyện chế, hôm nay liền làm phiền Khương Phàm tông sư. Nam tử duỗi ngón tay như bạch ngọc ra, phóng một chiếc nhẫn tới trên tay Khương Phàm, không để lại dấu vết, khẽ nói. Vô Căn Thảo, Khương Phàm cùng nam tử đụng đụng ánh mắt, giống như cái gì đều không có nghe thấy, cầm chiếc nhẫn phóng lên trời. Kiều Linh Vận cao giọng tuyên cáo. Trận đánh cược thứ ba, thiên địa tạo hóa đan đánh cược cấm Nguyên Châu, bắt đầu. Nam tử quan sát bầu trời, dẫm lên thềm đá một lần nữa về tới cao tầng. Hắn là Bạch Tai, một trong những phó cung chủ Vô Hoa Cung, càng là huyết sát của ác nhân cốc, đứng sau Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, cũng là đệ tử Kiều Vô Hối dạy dỗ lâu nhất. Chỉ là mấy chục vạn người toàn trường đều không có ai biết thân phận đặc biệt này của hắn. Lại bắt đầu. Từ biểu hiện hôm qua đến xem, rất có thể Khương Phàm sẽ thành công viên đan dược này. Chưa hẳn, luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm tồn tại rất nhiều biến cố. Mà đan dược khác nhau, luyện chế phương thức cũng khác nhau. Ta cũng cảm thấy như thế, nếu như hôm nay Khương Phàm luyện chế thiên nhân đan cùng Đại La Xích Dương đan như hôm qua, xác suất thành công sẽ còn lớn hơn, nhưng bây giờ lại luyện chế chuẩn thánh phẩm mới, sẽ có biến cố rất lớn. Đám người nghị luận. Thể hiện quan điểm của mình. Trên đài cao các luyện đan sư, nhất là luyện đan sư đại cấp tông sư đều nghiêm túc quan sát. Giờ đầu tiên, dung luyện dược liệu rất thuận lợi, các dược liệu được liên tiếp cho vào đỉnh lô, dưới sự va chạm của hai loại liệt diễm, dung luyện thành dược dịch tinh khiết. Thứ hai giờ, hơn phân nửa dược liệu đều được luyện hóa. Giờ thứ ba, thể hiện của Khương Phàm đột nhiên xuất hiện thay đổi, mày nhăn lại, gương mặt co rúm. Ngay cả hỏa diễm trong đỉnh lô đều lay động mãnh liệt. Sự thay đổi này rõ ràng phản chiếu trên tinh bia, truyền khắp toàn trường. Thế nào?
bầu không khí toàn trường bỗng nhiên biến đổi, rất nhiều người đều khẩn trương theo. Xảy ra chuyện gì? Kiều Vạn Niên đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cạnh đài cao. Kiều Vạn Niên, ngồi xuống. Tộc trưởng Hoàng Phủ ra ho khan vài tiếng. Kiều Vạn Niên làm bộ gấp gáp nhìn nhiều lần, sau đó lại do dự ngồi trở về. Hai cái tinh bia nhắm ngay Khương Phàm, rõ ràng thấy được biểu tình thay đổi. Mỗi một tinh bia đều cao tới 100 mét, đủ để biểu hiện ra với toàn trường. Khương Phàm thay đổi càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng đau đớn, đau khổ kiên trì sau nửa giờ, đỉnh lô đột nhiên lay động, dược khí bên trong lại bay ra ngoài, Khương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy cả máu. Thất bại rồi. Toàn trường kinh hãi. Vô Hoa Cung, các ngươi chơi xấu. Khương Phàm đột nhiên hô to. Xảy ra chuyện gì? Mấy chục vạn người bạo động. Dược liệu bên trong có thuốc giả. Khương Phàm nhìn hằm hằm đài cao. Bạch Tai cười lạnh, nói. Nghị công tử cũng đừng vu oan người khác. Dược liệu của Vô Hoa Cung chúng ta đều là từ bên ngoài ra giá cao mua về. Hàng thật giá thật. Kiều Vạn Niên vỗ bàn tức giận. Hỗn trướng, nơi này là đại điển luyện đan, tụ tập hơn phân nửa ánh mắt phương Bắc, vậy mà các ngươi lại làm ra chuyện ti tiện như vậy. Kiều gia chủ, nói chuyện thì phải có chứng cứ, nơi nào có thuốc giả, lấy ra điều tra thêm. Hắn đã luyện, luyện còn nói cái rắm. Ngươi, ta ngược lại thật ra rất hoài nghi, Khương Phàm là tự mình xuất hiện sai lầm, hay là cố ý vu oan giá họa. Nếu thật là như thế này, ha ha, Vô Hoa Cung chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Bạch Tai không nóng không lạnh nói. Khương Phàm thở hổn hển, nhìn hằm hằm Bạch Tai. Tuy nhiên ngụm máu này là chính hắn ép buộc đi ra. Tuồng vui này, cũng là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Cố ý trộn lẫn thuốc giả, náo ra phong ba, biến tướng kích thích thế lực khác, đừng có lại chơi trò gì. Ngoài ra, tạo nên thất bại đầu tiên, kích thích khác các tông tiếp tục tham dự. Ta chợt phát hiện, đại điển luyện đan hôm nay không có trọng tài. Bạch Tai cố ý nhìn xung quanh. Đại biểu các nơi trên đài cao đều thấp giọng nghị luận. Tình huống này của Khương Phàm xác thực khó mà nói rõ được, có khả năng thuốc thật hay giả, cũng có thể là do sai lầm sau đó cố ý di chuyển mục tiêu. Nhân Hoàng không thể không tự mình ra mặt. Trận đại điển luyện đan này để ta tới làm trọng tài, cũng mời Đan Dương Cổ Địa cùng Thiên Cung cùng một chỗ phán quyết, như thế nào? Thiên Cung tiếp nhận lời mời, Đan Dương Cổ Địa cũng tiếp nhận lời mời. Trận này, Khương Phàm thất bại. Nhân Hoàng cao giọng tuyên bố. Không có chứng cứ chứng minh là hãm hại, cũng chỉ có thể đánh giá sai lầm. Có chơi có chịu, cho hắn cấm Nguyên Châu. Khương Phàm nháy mắt với Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận không biết rõ tình hình, cắn răng, nghiêm mặt, trần chờ thật lâu, mới đi tới chỗ cao, ném cấm Nguyên Thụ tới trên tay Bạch Tai. Bạch Tai vuốt vuốt cấm Nguyên Châu, cố ý nói ra. Đây chính là cấm Nguyên Châu đấy. Không biết lãng phí nhiều như vậy dược liệu, có đáng giá hay không? Nhân Hoàng tự mình tuyên bố. Trận thứ hai hôm nay, còn có ai muốn cược? Chúng ta tới. Vẫn là để chúng ta tới đi. Thế lực khắp nơi nhao nhao đứng dậy, đều cướp ra tay. Khương Phàm thất bại, lòng tin bị đả kích, thân thể giống như cũng có nhận phải ảnh hưởng. Tỷ lệ thất bại của viên thứ hai gia tăng rất lớn, lúc này không đánh cược, còn chờ lúc nào? Các phương không nhượng bộ chút nào, mặt ngoài cười nói, nhưng đều ngầm phân cao thấp. Cuối cùng, do Nhân Hoàng quyết định, Thiên Lân Thánh Địa viên thứ hai, Đan Dương Cổ Địa viên thứ ba, Trục Lộc Thư Viện viên thứ tư, Tà Quân Phủ viên thứ năm. Một mực xếp tới trong vòng vài ngày sau. Nếu như hôm nay Khương Phàm thất bại viên thứ hai, khẳng định sẽ bị đả kích lớn, ngày mai luyện đan cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nếu như thất bại liền có thể tiếp tục thất bại xuống. Bọn hắn thắng chắc. Nhưng, Khương Phàm ổn định cảm xúc rất nhanh, hắn đã bắt đầu luyện chế viên thứ hai, đồng thời sau khi trời tối, thuận lợi hoàn thành. Ngày thứ hai, Khương Phàm tiếp nhận dược liệu của Đan Dương Cổ Địa, thành công luyện ra Kim Dương Cửu Huyền Đan. Tuy nhiên, tại ngày thứ hai, thời điểm luyện chế viên thứ hai, lại cố ý xuất hiện sai lầm, thua bởi Trục Lộc Thư Viện. Bọn hắn nhất định phải thua một viên cấm Nguyên Châu cho thế lực bên ngoài, nếu không sẽ dễ dàng nhận chất vấn. Mà, chỉ có lại thua viên thứ hai, mới có thể kích thích những phe khác tham dự đánh cược. Càng nghĩ, rất nhiều người của Trục Lộc Thư Viện đã từng bồi dưỡng cũng bảo hộ qua Kiều gia, liền thành lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy,
mặc dù Khương Phàm liên tiếp thành công chấn kinh một đám luyện đan sư, nhưng trước sau thất bại hai lần, vẫn kích thích cường tộc các phương liên tiếp đặt cược. Ngay cả hoàng thất đều lợi dụng đúng cơ hội, đánh cược một lần, kết quả còn cược thắng, kích thích nhân hoàng hào hứng cực lớn. Liên tiếp 8 ngày, Khương Phàm luyện chế thành công 13 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Bầu không khí tại cổ hoa bị thiêu đốt đến cực hạn. Không chỉ có mấy chục vạn người tụ tập trong diễn võ trường, ngoài diễn võ trường càng đầy ắp người. 8 ngày thất bại 3 lần, thành công 13 lần. Tất cả đều là đan dược chuẩn thánh phẩm. Xác suất thành công khoa trương đủ để oanh động hơn phân nửa phương Bắc. Mà, cho tới bây giờ, trong tay Khương Phàm cũng đã thành công có được 13 viên. 13 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, số lượng kinh người đến cỡ nào? Vô số người nhìn về phía Khương Phàm đỏ ngầu cả mắt. Ngày thứ 9. Hôm nay là ngày cuối cùng. Khương Phàm đứng dậy vào sáng sớm, thanh âm cao vút truyền khắp diễn võ trường. Trong tay của ta còn lại 2 viên cấm nguyên châu cuối cùng, hôm nay đánh cược 2 viên đan dược chuẩn thánh phẩm cuối cùng. Trước đó chính là nói, chỉ cần ta liên tục thua bởi ai 2 lần liền có thể giao ra trường sinh đan. Cho đến trước mắt, ta đã thua qua Vô Hoa Cung, Trục Lộc Thư Viện, còn có Cổ Hoa Hoàng Thất, hôm nay là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Khương Phàm nói xong, ba bên Vô Hoa Cung lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Chỉ là, Vô Hoa Cung không có dược liệu cho đan dược chuẩn thánh phẩm thứ 2. Trục Lộc Thư Viện cùng Cổ Hoa Hoàng Thất hơi suy nghĩ, đều đưa tay ra với nhau. Ở xa tới là khách, mời các ngươi trước. Nhân Hoàng đưa tay ra hiệu. Khương Phàm bây giờ tinh thần sung mãn, viên đầu tiên rất có thể sẽ thành công, hắn không nguyện ý lãng phí như thế. Nơi này là Cổ Hoa, vẫn nên mời Nhân Hoàng trước thôi. Trục Lộc Thư Viện cũng sẽ không mắc lừa. Nhân Hoàng đứng ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng không quá tốt bức người đến chỗ khó. Chúng ta tới viên đầu tiên trước. Đại Hoàng tử tự mình đi đến lôi tràng, giao dược liệu cho Khương Phàm. Dược liệu cho thiên địa tạo hóa đan, xin mời kiểm tra. Khương Phàm luồn ý thức vào nhẫn không gian, sau khi cẩn thận dò xét, không có vội vã luyện đan, mà là cao giọng hô. Mặc kệ kết quả hôm nay như thế nào, ta đều cảm tạ dược liệu của các vị. Ta sẽ tận lực kết thúc sớm, sau đó xin mời các vị đến Kiều gia làm khách. Nếu như hôm nay ta có thể thuận lợi luyện ra 2 viên đan dược, ngọ yến đêm nay, sẽ cử hành đại hội luận võ ở diễn võ trường Kiều gia. 2 viên đan dược này, chính là phần thưởng tỷ võ. Dùng đan dược chuẩn thánh phẩm làm phần thưởng, hào khí thật. Hắn đã có 13 viên, nên lấy ra mấy viên chia sẻ. Thật kích thích, xem hết luyện đan, còn có thể nhìn luận võ. Ta thấy các phương tới đều là đại nhân vật. Người kích động cái rắm, Kiều gia mời khẳng định là đại biểu các nơi, người có thể đi sao? Bầu không khí tại diễn võ trường tăng vọt. Đại hoàng tử nói, chuyện tối nay, đêm nay lại nói, bây giờ luyện đan dược trước. Đại điện hạ, cảm ơn dược liệu của ngài. Khương Phàm nắm nhẫn không gian phóng lên không trung. Kiều Linh Vận cao giọng tuyên bố. Trận đánh cược thứ 17, thiên địa tạo hóa đan đánh cược cấm Nguyên Châu, phụ tặng đan thuật trường sinh. Khi bầu không khí tại diễn võ trường lần nữa bị nhen lửa, khi ánh mắt toàn thành tề tụ lên diễn võ trường, Kiều gia cùng ác nhân cốc đã bắt đầu bí mật chuẩn bị. Tổ địa Kiều gia, Kiều Vô Hối đổi lại y phục mới tinh. Sau khi liên tục lễ bái với thạch điện, hắn lại đi đến trước quan tài thủy tinh. Mẫu thân, chúng ta phải rời khỏi. Đoạn đường này sẽ rất sóc nảy, nhưng chắc chắn ta sẽ dùng hết có khả năng, bảo vệ ngài chu toàn. Kiều Vô Hối cắn nát ngón tay, khắc xuống pháp trận trên quan tài thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Trong quan tài thủy tinh, trên khuôn mặt già nua của Kiều Hinh đã hiện ra nụ cười thản nhiên. Bởi vì thời điểm Khương Phàm tiến về diễn võ trường, linh hồn mệt mỏi của nàng rốt cuộc cũng nghe được âm thanh kêu gọi kia. Hắn, muốn cứu nàng. Nàng, muốn tỉnh. Nàng, sẽ lại được nhìn thấy hắn. Kiều Vô Hối đi ra thạch điện, cuối cùng nhìn nơi hắn ở quỳ lạy ngàn năm, dứt khoát rời khỏi. U cốc oanh minh, dần dần sụp đổ, hóa thành bụi, triệt để tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, trong các tổ từ phía sau núi, tất cả các lão tổ ngủ say toàn bộ đều thức tỉnh. Tuổi tác từ 80 tuổi đến 200 tuổi, cao nhất đạt tới 270 tuổi. Mặc dù chỉ hơn 30 người, nhưng lại là sức mạnh bảo vệ mạnh nhất của Kiều gia. Bọn hắn thu thập xong tất cả mọi thứ, làm lễ bái sau cùng đối với tổ từ,
dứt khoát rời khỏi, gom lại bên cạnh Kiều Vô Hối. Chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Vô Hối đứng trên đỉnh núi, nhìn về cổ Hoa Hoàng thành náo nhiệt nơi xa. Chúng ta sẽ liều chết một trận chiến, bảo hộ Kiều gia xuôi nam. Hơn 30 vị lão nhân cung kính hành lễ, khuôn mặt tang thương đều hiện lên khí tức sát phạt. Đám cháy dưới mặt đất. Nơi này cách mặt đất hơn 3.700 mét, là vùng dung nham. Sớm tại vạn năm trước, thời điểm cổ Hoa Hoàng triều vừa mới khai sáng, Kiều gia liền bị an trí đến nơi này. Hồ dung nham này có phạm vi khổng lồ, năng lượng táo bạo. Bọn hắn mới đầu chỉ là xem nơi này như năng lượng ban đầu, bảo đảm Kiều gia truyền thừa hỏa linh văn. Cho đến khi 7.000 năm trước, một trận vận động trong lòng đất đã phá vỡ hồ dung nham, xuyên suốt càng sâu dưới mặt đất tạo thành biển dung nham. Dung nham vô tận tràn ngập lao ra, cả ngọn núi cao sụp đổ, tác động đến hơn trăm dặm xung quanh. Sau đó Kiều gia liên hợp các đại gia tộc, thậm chí xin mời hoàng thất ra mặt, đánh chìm xuống 3 tòa tượng đá, trấn áp hồ dung nham, xây dựng lại gia tộc. 7.000 năm trước, Kiều gia ở chỗ này trùng sinh. 7.000 năm sau, Kiều gia cũng sẽ từ nơi này một lần nữa đi đến tân sinh. Kiều Anh Tung đứng bên trong đám cháy táo bạo, đáy mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, ánh mắt xuyên thấu vào hồ dung nham, tập trung vào 3 tôn tượng đá to lớn phía dưới. Bọn chúng đã ở nơi đó trấn áp 7.000 năm, mỗi cái đều trấn áp trên cái khe to lớn. Vết nứt lan tràn xuống gần vạn mét, chính là biển dung nham vô cùng mênh mông dưới mặt đất. Một khi giải trừ phong ấn, tai nạn 7.000 năm trước sẽ lần nữa tái diễn, mà sẽ còn mãnh liệt hơn, nóng nảy hơn. Đây là lễ vật bọn hắn để lại cho cổ hoa, cũng là chiến thuật dùng để kiềm chế tinh lực của cổ hoa. Ác nhân cốc. 12 huyết sát ngoại trừ Bạch Tai cùng Bách Lý Mạc Yêu đang ở phương Nam gia, toàn bộ đều đã tập kết đến nơi đây. Hoàng Lâm, Ngự Cung, Cẩm Tú, Lãnh Tuyền, các ngươi giống như Bạch Tai, tiếp tục ở lại phương Bắc. Sau này trừ phi chúng ta liên hệ các ngươi không cần cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ gì. Khương Diễm đứng ở phía trước cửa sổ tại lầu trên cùng, nhìn sơn lâm tràn ngập mây mù. Ác nhân cốc, cổ hoa hoàng thành, vĩnh biệt. Lần nữa trở về, chỉ sợ sẽ là chiến tranh rồi. Lĩnh mệnh. Bọn người Hoàng Lâm cảm thấy thật đáng tiếc khi không thể xuôi nam sông Sáo, nhưng bọn hắn biết rõ ý nghĩa mà mình phải ở lại. Chu Bất Dĩ, người đều nhìn kỹ rồi. Khương Diễm tà khí, khóe miệng theo thói quen hiện ra đường cong tàn nhẫn. Bên trong ác nhân cốc xác định hoàng thất có 19 tai mắt, hư hư thực thực có 73 người. Đêm xuống, mặc kệ xác định hay là hư thực, toàn bộ giết hết. Một tên cũng không được để lại. Ta sẽ đích thân xử lý. An Minh Hề, Kiều gia nơi đó giao cho ngươi xử lý, làm cho sạch sẽ một tí. An Minh Hề giọng dịu dàng cười nói. 9 ngày rồi, bọn hắn đã buông lỏng cảnh giác, ta cam đoan để bọn hắn ngay cả một tiếng cũng đều không kêu được. Khương Diễm thở sâu, đáy mắt hiện ra một vòng khí tức sát phạt. Đêm nay, chúng ta phải giết thánh nhân. Nếu như thuận lợi, chúng ta có thể chạy ra phương Bắc, nếu có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta chỉ sợ. Diễn võ trường luyện đan từ sáng sớm tiếp tục kéo dài đến đêm khuya. Khi Liệt Diễm đã triệt để bình tĩnh lại, viên đan dược Thái Sơ Mệnh Hồn đan thứ hai thuận lợi thành hình. Tận đánh cược hôm nay, Khương Phàm toàn thắng. Toàn trường đều đang hoan hô. Sắc mặt của tất cả luyện đan sư đều trở nên phức tạp. Trước sau 9 ngày, liên tục luyện đan, vậy mà hắn chỉ thất bại 3 lần, thành công 15 lần. Đưa mắt nhìn khắp các nơi thương huyền, thậm chí trung vực, chỉ sợ đều không có tiền lệ nào như vậy. Đầu tiên là không có người nào dám làm như thế, thứ hai là không có người nào có thể tập hợp đủ dược liệu quy mô thế này. Bây giờ đã không có người nào còn hoài nghi thuật luyện đan của Khương Phàm. Thậm chí không ai hoài nghi Khương Phàm có thể trở thành đan thánh. Mà, còn là trong tương lai không lâu, tại thời điểm hắn chân chính bước lên niết bàn cảnh. Một tên cuồng nhân võ đạo đã từng ngược chiến toàn bộ thiên tài cổ hoa, nếu như lại trở thành đan thánh, mà còn là đan thánh thiên phẩm linh văn, toàn bộ thiên kiêu nhân kiệt phương Bắc đều sẽ ảm đạm phai mờ ở trước mặt hắn. Cái tên điên này thật đáng sợ. Đông Hoàng Như Yên lại cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp từ trên người Khương Phàm. Tính cách điên cuồng của Khương Phàm ở bên trên luyện đan đều phát huy vô cùng tinh tế. Trận đánh cược này tương đương với việc Khương Phàm hướng hơn phân nửa phương Bắc, cướp đoạt 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Còn có ai có thể nghĩ ra trận đánh cược nào điên cuồng như vậy?
lại có ai có thể làm được như hắn cơ chứ? 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, 4 viên thiên nhân đan, 3 viên đại la xích dương đan, 3 viên thái sơ mệnh hồn đan, 3 viên tạo thiên địa hóa đan, 2 viên kim dương cửu huyền đan. Mỗi một viên đều giá trị liên thành, mỗi một viên đều để người người ngấp nghé. Không chỉ là 15 viên, trước lúc này, Kiều gia còn khơi dậy 3 loại dược liệu, chỉ sợ đều bị hắn luyện thành. 18 viên. Nếu như trước đó còn luyện qua thì sao? Đan dược chuẩn thánh phẩm trong tay hắn, chắc chắn từ 20 viên trở lên. T. Đông Hoàng Như Yên hít vào một hơi. Rốt cuộc vì sao hắn lại đi địa ngục? Đông Hoàng Như Ảnh đều không hiểu rõ. Khương Phàm ở địa ngục luyện đan. Thuật luyện đan như thế này không chỉ dựa vào thiên phú cùng kinh nghiệm thì có thể làm đến, càng cần có sư phụ chỉ đạo hơn. Chẳng lẽ, là linh hồn trong thân thể Khương Phàm kia? Luyện đan kết thúc, cảm tạ các vị khẳng khái. Tiếng cười cởi mở của Khương Phàm quanh quẩn diễn võ trường, để tất cả cường tộc bỏ ra dược liệu cảm nhận được mấy phần khuất nhục. Nhưng bất luận là bọn hắn, hay là những người bình thường kia, ánh mắt khi nhìn về phía Khương Phàm đều đã phát sinh thay đổi. Thiên phẩm yêu thú, thiên phẩm luyện đan sư, nam tử này, trong tương lai tuyệt đối sẽ danh chấn phương Bắc. Thực lực cường đại để hắn không sợ uy hiếp, thuật luyện đan siêu phàm càng cho hắn kết giao đến vô số bằng hữu. Cường nhân như vậy, ai dám gây? Chẳng lẽ đây chính là mục đích của Kiều gia? Nhân Hoàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Khương Phàm đại biểu Kiều gia náo ra oanh động lớn như vậy, chính là muốn tuyên cáo phương Bắc, bọn hắn không dễ chọc. Chờ khi Khương Phàm trở thành đan thánh, Kiều gia càng bởi vậy mà được các phương kính sợ, cũng sẽ có vô số cường giả lần lượt đến thăm, chủ động kết giao. Khương Phàm là muốn triệt để cho Kiều gia nắm chắc địa vị nhà đầu tiên tại cổ hoa sao? Đại hoàng tử đều lắc đầu rung động. Lấy tiềm lực của Khương Phàm, tương lai rất có thể sẽ bước lên thánh linh cảnh, lại phối hợp trường sinh đan của Kiều gia, tuổi thọ cũng có thể đạt tới 700 tương đương 800 tuổi. Có một siêu cấp lão tổ tông như thế này tỏa chấn, danh uy Kiều gia sẽ bỏ xa các đại gia tộc, chỉ sợ ngay cả hoàng thất đều phải tôn trọng. Khương Phàm lộ ra vẻ mặt tươi cười, hướng về chỗ Cao Kiều Vạn Niên đưa tay ra hiệu. Tha thứ cho chúng ta về nhà làm chuẩn bị trước, rượu ngon thức ăn ngon, nhất định chuẩn bị đủ tốt. Các vị chỉnh đốn sơ liền có thể đến Kiều gia dự tiệc. Ha ha! Kiều Vạn Niên cười lớn đứng dậy, hướng tộc trưởng các tộc bên cạnh, cùng Nhân Hoàng phát ra lời mời. Chúng ta chờ một lúc nữa lại gặp. Sắc mặt tộc trưởng các gia tộc rất khó coi, lại đều cố gắng gạt ra nụ cười. Giờ khắc này, bọn hắn thật không còn dám xem nhẹ Kiều Vạn Niên, xem nhẹ Kiều gia, thậm chí phải gìn giữ tôn trọng thích hợp. Ai, nhìn con rể nhà người ta. Mệnh quá tốt rồi. Các vị, chúng ta chờ một lúc lại gặp. Chúng ta khả năng còn chưa quen biết nhau, yến hội đêm nay sẽ làm sâu sắc thêm ấn tượng. Ha ha, đừng để ta đợi lâu, không gặp không về. Kiều Vạn Niên nhiệt tình mời các đại biểu Trục Lộc thư viện, loại nở rộ nụ cười từ trong lòng kia để đại biểu các nơi đều có chút ghen ghét, tuy nhiên cũng đều cố gắng lộ ra nụ cười, nhiệt tình đáp lại. Nếu như Khương Phàm trở thành đan thánh, bọn hắn xác thực hẳn là nên tôn trọng Kiều gia. Các vị, chúng ta không gặp không về. Kiều Vạn Sơn cố ý hô to, cười lớn nhảy xuống lôi đài, bồi tiếp Khương Phàm rời khỏi. Đắc chí thật. Tộc lão các nhà lắc đầu, tuy nhiên cũng hoàn toàn phục bọn họ. Mấy chục vạn người lần lượt tản ra, bầu không khí tăng vọt, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng còn chưa ăn cơm, tranh thủ thời gian tìm nơi ăn trực một bữa. Mặc dù không có cơ hội đến Kiều gia tham gia tiệc tối, nhưng bọn hắn có thể mình họp gặp nhau. Bên ngoài Kiều gia, Tam hoàng tử tiềm phục trong bóng tối, tiếp tục quan sát đến bên ngoài Kiều gia cách hơn 10 dặm. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đã không nhất định phải lại giám sát. Bởi vì mục đích chủ yếu của Kiều gia là luyện đan, bằng vào luyện đan đánh cược đan dược, cũng đánh ra thanh danh với phương Bắc. Buồn cười là bọn hắn lại còn nghĩ rằng Kiều gia muốn thừa cơ gây sự. Gây sự tại Hoàng Thành, không khác gì tự chịu diệt vong, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng làm sao trước đó lại nhận định Kiều gia muốn gây chuyện chứ? Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Rút lui đi, không có ý nghĩa gì nữa. Tam hoàng tử buồn bực lắc đầu, như đồ đần ngồi xổm ở chỗ này 9 ngày, còn không bằng đến diễn võ trường nơi đó xem kịch vui. Điện hạ, bây giờ chúng ta cứ rút lui. Trưởng thị vệ bên cạnh nhỏ giọng xin chỉ thị. Trước tiên không vội,
không phải ở diễn võ trường đã truyền đến tin tức nói, Kiều gia muốn đại yến tân khách sao? Chúng ta coi như tới tham gia yến hội, chờ một lúc nữa phụ hoàng tới, quang minh chính đại đi ra ngoài. Vậy chúng ta còn tiếp tục nhìn chằm chằm không? Phân phó, vẫn chú ý ẩn nấp, nhưng đừng kéo căng nữa, đều nghỉ ngơi một chút. Tam hoàng tử phất tay ra hiệu. Trưởng thị vệ lập tức đánh thủ thế với trong bóng tối, đám đội trưởng các nơi lần lượt đạt được chỉ lệnh, phân phó đội viên mình trầm tĩnh lại. Đêm nay màn đêm rất đẹp. Bầu trời đêm thâm thúy hắc ám, mặt trăng giống như khay bạc. Ánh trăng mát mẻ chiếu sáng hoàng thành rộng lớn, tất cả kiến trúc, cánh rừng, núi cao, đều giống như được ngân sa mỹ lệ bịt kín. Tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong lòng yên lặng tính toán, rốt cuộc Kiều gia có phải hung thủ hãm hại Tô gia hay không? Nếu như không phải, vấn đề xác thực còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì chuyện này tương đương với bàn tay phía sau màn đang thao túng quá trình điều tra của bọn hắn. Nếu như là vậy, tình huống bây giờ này, còn xử lý thế nào? A, à, Tam hoàng tử bỗng nhiên chú ý tới trong không khí phiêu đãng rất nhiều bụi. Giống như là mê vụ màu trắng, nhìn kỹ một chút, lại nhỏ xíu như là sợi bông. Khụ khụ, Tam hoàng tử cảm giác xoang mũi không thoải mái, tiếp theo yết hầu lại ngứa lên. Trong rừng cây cũng liên tiếp vang lên vài tiếng ho khan. Tam hoàng tử không để ý, tiếp tục suy nghĩ về tình huống Kiều gia. Thế nhưng, hắn cảm giác càng ngày càng khó chịu, lòng buồn bực, khí huyết không khoái, ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếng ho khan trong cánh rừng cũng liên tiếp kéo dài. Bất luận là trưởng thị vệ hay là thị vệ hoàng thất đang ẩn núp, cũng bắt đầu xuất hiện cùng triệu chứng, đầu tiên là xoang mũi, tiếp đó là yết hầu, sau đó thì toàn thân khó chịu. Cảnh giác! Tam hoàng tử lập tức hô to, thế nhưng rõ ràng đang há miệng ra, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Toàn thân hắn khó chịu, đau đớn lảo đảo mấy bước, bất chợt phun ra một ngụm máu tươi. Các thị vệ khác cũng đều đau đớn ôm lấy cổ, kéo lấy ngực, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể mất tự nhiên mà vặn vẹo, muốn la lên, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, muốn giãy giụa, kinh mạch toàn thân lại không bị khống chế. Ánh trăng như nước vẩy xuống rừng cây rậm rạp, xuyên thấu qua khe hở lá cây, giống như bỏ ra từng cột nước sáng rực. Một thân ảnh mềm mại đáng yêu đang lượn lờ, gót sen uyển chuyển, xuyên qua cây rừng, đi qua bụi cỏ, thẳng tới chỗ Tam hoàng tử. Thân thể mềm mại dịu dàng linh lung chập trùng, như ẩn như hiện trong chiếc váy dài tơ màu đỏ gần như trong suốt. Đường cong uyển chuyển, da thịt trắng nõn, làm cho người ta nhớ mãi không quên. Đây là một nữ tử vũ mị xinh đẹp, toàn thân tản ra khí chất cùng mị lực không cách nào kháng cự được. Phong tình vạn chủng, yêu kiều, mềm mại đáng yêu. Là ngươi, nữ tỳ của ác nhân vương. Tam hoàng tử muốn mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhận ra nữ tử này, chính là nữ tử làm bạn ở bên cạnh ác nhân vương kia. Tam hoàng tử, đêm đã khuya, vì sao ngài lại ở đây? Đôi môi nữ tử đỏ hồng, mỉm cười ở ư lộ ra hàm răng trắng tuyết như ngọc. Lông mi thật dài lại cong, vô cùng song mê người, còn người mang theo mị hoặc để cho người ta khó mà kháng cự. Nàng quá đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách, giống như là yêu tinh dưới đêm trăng. Nhưng, nơi nàng đi qua, tất cả thị vệ núp trong bóng tối đều đau đớn ngã xuống. Bọn hắn thể hiện đau đớn, thân thể vặn vẹo, cùng với tiếng răng rắc giòn vang, trong thân thể điên cuồng chui ra số lượng lớn trạc cây màu đen. Da thịt khô quắt, xương cốt vỡ nát. Rất nhanh liền biến thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng những mầm cây chui ra từ trong thân thể kia. À, trưởng thị vệ tức giận, giống như nổi điên phóng tới nữ tử, nhưng hai chân lại bất chợt vỡ nát, đầu gối vặn vẹo, cành cây tráng kiện lan tràn đi ra, hắn sống sờ sờ bị định ở nơi đó, ngay sau đó, da chóc thịt bong, cốt nhục tách rời, bị trạc cây xé nát. Hô, hô, ánh mắt Tam hoàng tử đầy hoảng sợ, lại không cử động được. Hắn cảm giác trong thân thể có thứ gì đó đang điên cuồng sinh trưởng, nội tạng xương cốt đều đang vỡ vụn. Đau đớn của cái chết để hắn tuyệt vọng. Nữ tử đi đến bên cạnh Tam hoàng tử, yêu mị cười yếu ớt. Tiểu nữ tử, An Minh Hề, ta, là, ma tộc. Răng rắc, trạc cây nhanh chóng lan tràn toàn thân Tam hoàng tử, xé rách toàn thân, phóng lên tận trời. Khanh khách, ha ha. Tiếng cười yêu mị khiếp người của An Minh Hề quanh quẩn trong rừng rậm thâm thúy. Tất cả trà cây mọc ra từ trong những thân thể kia nhanh chóng bị chôn vùi,
một lần nữa hóa thành bụi, gánh chịu lấy khí tức huyết nhục, khí tức linh hồn, không ngừng liên tục rót vào thân thể An Minh Hề. Nàng, ăn, 236 vị thị vệ hoàng thất. Sau khi xử lý sạch tam hoàng tử cùng bọn thị vệ, Kiều gia lập tức mở ra bình chướng bảo vệ. Kiều Anh Tung và các lão tổ Kiều gia toàn thể xuất hiện, tự thân làm cho Kim Kiêu vệ đội triển khai phong tỏa. Từ đỉnh núi 5.000 mét đến chỗ cửa phủ dưới chân núi, tất cả vật sống toàn bộ đều tập kết, ngay cả con chó cũng đều không có buông tha, sau đó từng nhóm tiến vào vũ khí không gian của đám người Kiều Anh Tung. Rất nhiều các tộc nhân Kiều gia đều không có hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền bị cất vào, bọc hành lý. Sau đó, trong vòng một giờ, ngọn núi cao 5.000 mét của Kiều gia triệt để an tĩnh. Bọn người Kiều Anh Tung mang theo vũ khí không gian tiến tới con đường dưới lòng đất, nhanh chóng di chuyển. Kim Kiêu vệ đội dựa theo phân phó của Kiều Anh Tung, bố trí đại điện trên đỉnh núi đơn giản, chờ sau khi bọn người Khương Phàm trở về, cũng cùng rời khỏi. Nửa đêm, khi hoàng thành dần dần lâm vào an tĩnh, Kiều gia lại nghênh đón thời khắc náo nhiệt nhất. Nhân hoàng, tộc lão hoàng thất, tộc trưởng các gia tộc cùng tộc đệ, các tộc lão của bọn hắn, còn có đại biểu các nơi tại phương Bắc, toàn bộ đều mặc trang phục lộng lẫy, từ bốn phương tám hướng tề tụ trước cửa Kiều gia. Đội hình hoành tráng chưa từng có. Bởi vì đã là nửa đêm, cho nên không có bất kỳ một phương nào đến trễ. Đêm nay có luận võ, có thể sẽ rất đặc sắc. Đông Hoàng Như Yên cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đi theo Đông Hoàng Thánh Kiệt đi đến Kiều gia. Khương Phàm hẳn là muốn hiện ra võ pháp tại đêm nay, mời tinh anh các phương luận bàn khiêu chiến. Đông Hoàng Như Ảnh cũng có chút chờ mong, Khương Phàm tiến vào thiên phẩm, thực lực hẳn là sẽ có biến đổi, cũng không biết võ pháp của hắn có theo được hay không. Nếu như chỉ là linh văn tăng lên tới thiên phẩm, võ pháp vẫn chỉ là thánh pháp, thực lực sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Các phương không có an bài thiên phẩm, hắn với ai đánh? Đại Hoàng Tử. Hắn muốn khiêu chiến Đại Hoàng Tử. Lấy tính cách Khương Phàm, đêm nay có khả năng sẽ khiêu chiến Đại Hoàng Tử. Nếu hắn lấy đan thuật chấn kinh thế nhân, cũng sẽ dùng võ pháp hiện ra tư thái. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ đưa ra suy đoán. Đại Hoàng Tử mấy năm này vội vàng xử lý sự vụ cổ hoa, cảnh giới xác thực không chút tăng lên, kẻ tại thất trọng thiên hơn 3 năm. Tuy nhiên, linh văn của hắn, võ pháp hắn tu luyện, còn có lắng động tại thất trọng thiên, thực lực hẳn là mạnh hơn so với Khương Phàm. Chờ mong một chút đi, ta luôn cảm giác đêm nay Khương Phàm sẽ mang cho chúng ta vui mừng. Đông Hoàng Như Ảnh theo phụ thân đến trước cửa phủ Kiều gia, lại phát hiện đại biểu các nơi đều tụ ở chỗ này, vậy mà không có đi vào bên trong. Xảy ra chuyện gì, Kiều gia không có sắp xếp người ra tiếp đãi sao? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn ra xa. Là lạ. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn qua ngọn núi nguy nga hùng vĩ phía trước, có một sự bất an mãnh liệt. Thật yên tĩnh. Đông Hoàng Thánh Thương nói nhỏ, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu qua bình chướng, quét mắt tới các nơi trên núi cao. Đại biểu các nơi đều tụ ở phía trước, kỳ quái nghị luận. Người của Kiều gia đều ngủ rồi sao, làm sao lại không an bài người đến đón đợi? Không phải đã nói chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon sao? Đây là nghi thức đặc biệt gì sao? Các phương đều không hiểu thấu, đêm hôm khuya khoát chạy đến nơi đây, vậy mà lại không có ai tiếp đãi, thực sự quá thất lễ. Nhân hoàng đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt nhẹ nhõm đã bắt đầu âm trầm xuống. Đại hoàng tử nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Trong y phục của hắn đã đổi lại nhuyễn giáp, trong nhẫn không gian cũng mang tới vũ khí, bởi vì dự đoán Khương Phàm sẽ khiêu chiến hắn, kết quả tình cảnh trước mắt để hắn có một loại bất an mãnh liệt. Tam hoàng tử đâu? Giọng nhân hoàng trầm thấp. Không thấy được. Đại hoàng tử cũng cảm thấy kỳ lạ. Nếu bọn hắn đều đã đến, tam đệ hẳn là nên xuất hiện mới đúng, mà nếu Kiều gia có vấn đề gì, tam đệ cũng sẽ kịp thời tới bẩm báo. Ngọc thạch không gian của Kiều Vạn Bình thì sao? Cũng không có phản ứng. Vẻ mặt đại hoàng tử càng nghiêm trọng. Kiều gia an tĩnh quỷ dị như vậy, Kiều Vạn Bình hẳn là phải bóp nát ngọc thạch không gian để nhắc nhở, kết quả không phản ứng chút nào. Chỉ có một khả năng, Kiều Vạn Bình đã bị khống chế. Đi mời Thánh Tổ xuất quan. Nhân Hoàng đột nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt Đại Hoàng Tử, các tộc lão hoàng thất, đều đại biến. Xin mời Thánh Tổ, lập tức. Nhân Hoàng dẫm lên thềm đá đi tới cửa phủ Kiều gia. Một vị tộc lão lập tức quay người rời khỏi, không có chạy mấy bước,
khí lãng toàn thân đã cuồn cuộn, phóng lên tận trời, thẳng đến hoàng cung. Xảy ra chuyện gì? Các phương đều rất kinh ngạc. Tộc trưởng các tộc lão cổ hoa, cũng đều đi nhanh mấy bước, theo tới sau lưng nhân hoàng, bồi tiếp đến cửa phủ Kiều gia. Long long long. Nhân hoàng đẩy cửa phủ nặng nề ra, trước mặt là quảng trường rộng rãi, một cái thềm đá từ nơi đó một mực kéo dài đến đỉnh núi 5.000 mét. Yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Chẳng những không có nửa cái bóng người, ngay cả đèn lồng đều dập tắt hơn phân nửa. Người đâu? Tộc trưởng các gia tộc chau mày bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng, nhưng lại không dám nghĩ nhiều. Vào xem. Đông Hoàng Thánh Kiệt và các cường giả âm thầm đề phòng, liên tiếp đi đến cửa lớn Kiều gia. Nhân hoàng dẫm lên thềm đá đi tới đỉnh núi, ý thức cường thịnh càn quét ở ven đường. 10 mét, 30 mét, 100 mét, 300 mét. Đều không có nhìn thấy bất cứ một vật sống gì. Nhân hoàng càng chạy càng nhanh, cuối cùng phóng lên tận trời, thẳng đến đỉnh núi Kiều gia. Bọn người đại hoàng tử theo sát phía sau, liên tiếp bay lên không. Trên quảng trường ở đỉnh núi, hơn 100 cây cột đá tráng kiện đứng thẳng, đỉnh chóp mỗi cây cột đá đều cuốn lấy giải lụa màu trắng, đỉnh chóp có chậu than cháy hừng hực. Ở chính giữa quảng trường có để đó một cái quan tài đá, nắp quan tài đậy một nửa, bên trong giống như có một người đang nằm. Nhân hoàng đi qua, đưa tay mở nắp quan tài lên. Là ai? Tộc trưởng các gia tộc chạy tới xem xét, sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng. Bên trong lại là một cái tượng đất, tuy nhiên mặt tượng đất lại cực kỳ giống nhân hoàng. Đây là đưa tang cho nhân hoàng. Kiều gia điên rồi sao? Quả thực là đại nghịch bất đạo. Đại biểu các nơi liên tiếp đuổi tới đỉnh núi, nhìn thấy tràng diện, tế điện, trước mắt, thể hiện đều trở nên đặc sắc. Kiều gia không có một ai. Kiều gia, đều rời khỏi sao? Vì sao? Đại biểu các tộc phương Bắc không hiểu rõ tình huống, đều cảm thấy không hiểu gì cả. Đã nói dạ yến đâu? Làm sao lại thành tế điện rồi? Khương Phàm vừa mới thay Kiều gia tranh giành quang vinh lớn như vậy, thời điểm này hẳn là nên hưởng thụ phần kiêu ngạo này chứ, làm sao giống như là dọn nhà chạy đi như thế. Kiều gia, chạy. Nhân hoàng ngữ khí bình tĩnh đến mức không nghe ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng tộc trưởng các tộc đều hít vào từng ngụm khí lạnh, bỗng nhiên đã hiểu ra cái gì. Kiều gia, phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa rồi. 9 ngày luyện đan, hoàn toàn chỉ là ngụy trang. Vì sao phải trốn chạy? Chẳng lẽ bàn tay phía sau màn hủy diệt Tô gia, tính toán hoàng thất, thật sự là Kiều gia? Kiều gia biết mình đã bị tập trung vào, sau đó mời Khương Phàm về, lấy đại hội luyện đan hấp dẫn ánh mắt toàn thành, tại thời điểm tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, thắng lợi đại đào vong. Ác nhân cốc, cũng đi. Nhân hoàng khẽ nói, không cần nơi đó báo cáo, cơ bản cũng có thể đoán được. Hết thảy cũng đều rõ ràng. Kiều gia, ác nhân cốc, hai bên liên hợp, trước đó hành động hủy diệt Tô gia. Nhưng, vì sao? Vì sao Kiều gia đối với hoàng thất có oán niệm lớn như vậy? Đến khi bỏ trốn đều muốn để lại quan tài cho bọn hắn. Kiều gia cùng hoàng thất có thủ oán gì? Cái này hoàn toàn không có lý do gì a. Đột nhiên, trong đầu nhân hoàng hiện lên một tia sáng nói rõ hết mọi thứ, nghĩ đến sự kiện bí ẩn nào đó được ghi lại bên trong tư liệu lịch sử. Ngàn năm trước, cổ hoa đã từng muốn hủy diệt Kiều gia, bởi vì bọn hắn đã bị liên lụy đến một sự kiện đặc thù nào đó. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, Kiều gia đã may mắn còn sống sót, từ đó về sau cũng bắt đầu trung thực. Ngàn năm. 1000 năm một mối thù hận, kiềm chế đến bây giờ. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác sao? Đáy mắt nhân hoàng lấp lóe ý lạnh, sát ý dần dần tăng lên. Mặc kệ tại sao Kiều gia phải đi, ở dưới tình huống như vậy. Dùng phương thức này phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa, không khác nào để hắn mất hết thể diện. Các cường tộc phương Bắc vẫn cùng nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bởi vì, bọn hắn bị lợi dụng. Khương Phàm phát khởi sự kiện luyện đan, thật sự là đang lợi dụng bọn hắn, kiềm chế lực chú ý của hoàng thất, hấp dẫn ánh mắt toàn thành, cho Kiều gia tranh thủ cơ hội chạy trốn. Quá ghê tởm, quá làm càn. Khương Phàm hắn là cái thá gì, ở đâu ra lá gan? Lại dám làm con khỉ đùa nghịch với tất cả cường tộc phương Bắc. Các gia tộc cổ hoa nghe lệnh. Nhân hoàng bỗng nhiên quay người, uy thế tăng vọt, thanh trấn đỉnh núi. Thần có mặt. Hoàng phủ gia và các gia chủ thất đại gia cùng tộc trưởng cường tộc cổ hoa khác, còn có thân tộc, các
các tộc lão bọn hắn mang tới, mấy trăm người toàn bộ một gối quỳ xuống, cúi đầu nghe lệnh. Kiều gia phản bội chạy trốn khỏi Cổ Hoa, ác nhân cốc tàn sát Tô gia, tội lỗi đáng chém. Các tộc lập tức hành động, toàn lực lùng bắt, không kể sống chết, ngoài ra, lão nhân bế quan trong gia tộc các ngươi, toàn bộ mời đi ra. Nhân hoàng uy nghiêm tức giận thét lên ra lệnh, truyền khắp đỉnh núi, cũng chấn kinh tất cả mọi người. Kiều gia phản bội chạy trốn rồi. Ác nhân cốc tàn sát Tô gia. Chẳng phải là nói, kịch biến 7 năm trước ở Cổ Hoa, chính là do Kiều gia cùng ác nhân cốc làm. Đại biểu các nơi hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một câu hỏi, vì sao? Tuy nhiên, sau khi kinh ngạc, bọn hắn bỗng nhiên lại hưng phấn. Kiều gia phản bội chạy trốn, đã là tội nhân Cổ Hoa. Nếu như bọn hắn truy sát Kiều gia, thì không phải mạo phạm Cổ Hoa. Trường sinh đan trong tay Kiều gia, cùng số lượng lớn đan dược trong tay Khương Phàm, còn có đỉnh lô đặc biệt kia, tất cả không phải đều là của bọn họ sao? Còn có ác nhân cốc, nếu là bọn hắn tàn sát Tô gia, chẳng phải là cấm nguyên cổ thụ của Tô gia cũng ở trên tay Kiều gia sao? Tìm kiếm. Tộc trưởng các tộc Cổ Hoa lập tức đứng dậy, thét lên ra lệnh bọn thị vệ lùng bắt Kiều gia. Kiều gia không thể nào nghênh ngang rời khỏi, chỉ có thể thông qua mật đạo của bọn hắn. Số lượng lớn thị vệ cường tộc vội vã rời khỏi, chạy tới các nhà báo cáo, xin mời các lão tổ xuất quan. Các tộc phương Bắc cũng kích động lên, phóng tới bốn chỗ, tìm kiếm mật đạo. Không lâu sau đó, trong hoàng thành, sâu trong hoàng cung, một cỗ khí tức kinh người đột nhiên bộc phát, khí lãng vô hình giống như biển động lao nhanh, khuấy động hoàng cung, quét sạch hoàng thành. Mấy ngàn vạn con dân hoàng thành, bất luận là tỉnh dậy, hay còn đang ngủ, bất luận là võ giả cường hãn, hay là con dân bình thường đều bị khí tức đột nhiên thấm vào thần hồn, nhịn không được mà dùng mình một cái. Cường quang ngập trời xua tan đầy trời mây mù, rọi khắp nơi trăm dặm dãy núi. Như một mặt trời đột nhiên rơi xuống trong đêm tối. Một thân ảnh hùng tráng gào thét giữa hoàng cung, tiếng gầm cuồn cuộn, nộ khí cuồn cuộn, phần uy thế kinh khủng kia bao phủ khắp đất trời. Trong hoàng cung, tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Thân ảnh kia bay lên không 3.000 mét, xông về núi Kiều gia. Hắn dậm chân phóng tới, thế như chiều dâng, những nơi đi qua, không gian đều bị đánh rách tả tơi, thánh uy vô tận tràn ngập đất trời cuồn cuộn khắp dãy núi, vô số dân trong thành kinh dị không thôi. Cổ Hoa Thánh Tổ. Cổ Hoa Thánh Tổ thức tỉnh. Đại biểu các nơi nhao nhao, gương mặt đều có phản ứng, đây nhất định là Thánh Tổ Cổ Hoa Hoàng Thất Quy Ẩn, thánh linh cảnh giới chân chính. Thánh Tổ xuất quan. Muốn đích thân lùng bắt Kiều gia. Chuyện đã triệt để làm lớn lên. Là hắn đã bước lên thánh linh cảnh giới. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhận ra thân ảnh tức giận phóng tới kia, là nhân hoàng đương đại, Quy Ẩn đã gần đến trăm năm, lúc ấy vẫn là niết bàn cảnh thất trọng thiên. Oanh! Thánh Tổ giáng lâm, thánh uy kinh khủng tràn ngập trên đỉnh núi. Đó là khí thế có thể làm cho người bình thường hít thở không thông, phảng phất nhịn không được liền muốn quỳ đi xuống. Cung nghênh Thánh Tổ. Nhân hoàng quỳ một chân trên đất. Đây là gia gia của hắn, nhưng tiến vào thánh linh cảnh giới liền thuộc về Thánh Tổ Hoàng Thất, hưởng thụ xưng hô Thánh Tổ. Tộc nhân hoàng thất cùng tộc trưởng các tộc càng quỳ xuống một mảnh, sợ hãi càng kích động, bọn hắn lại nhìn thấy Thánh Tổ. Các cường tộc đến từ phương Bắc cũng khẽ vuốt cằm, biểu thị lấy kính sợ. Thánh linh cảnh giới hoàn toàn siêu thoát khỏi phàm nhân, có được thánh uy chí cao vô thượng, càng có được tuổi thọ 500 năm. Mà xem như có được thiên phẩm linh văn cũng đều chưa hẳn có thể thật bước lên cảnh giới thánh nhân. Đây không chỉ cần phải tài nguyên phi phàm, càng là cần cơ duyên cực lớn hơn. Liền xem như hoàng tộc Cổ Hoa hoàng thành như thế này, số lượng thánh tổ bên trong tổ địa cũng đều cực kỳ có hạn, những thiên phẩm khác chỉ sợ cũng dừng lại tại bán thánh. Mà vị trước mắt này, chính là thánh tổ chân chính. Sỉ nhục, uy thế của thánh tổ như thủy triều, bao phủ khắp thiên địa. Một tiếng sỉ nhục để sắc mặt nhân hoàng tái nhợt, cúi đầu thật sâu, không dám nói lung tung. Thánh tổ quét ý thức qua, sau một khắc liền xuất hiện ở tổ tử phía sau núi. Tất cả tổ tử đều bị phá hủy, bài vị bên trong cũng bị thanh lý sạch sẽ. Ầm ầm, hắn lần lượt lật tung tổ tử Kiều gia, tra xét rõ ràng tình huống bên trong. Kiều gia đột nhiên phản bội chạy trốn, khẳng định là có mưu đồ đã lâu. Nhưng nhìn chung lịch sử mấy trăm năm của Kiều gia, không có thâm thù đại hận gì có thể làm cho bọn hắn mạo hiểm như vậy.
Lấy uy thế cổ hoa hoàng thành như mặt trời ban trưa, Kiều gia rời khỏi càng là tự chịu diệt vong, không có người nào dám thu lưu bọn hắn. Huống chi, Kiều gia còn mang theo nhiều tài nguyên như vậy, tựa như là miếng thịt mỡ trong hoang dã, chẳng mấy chốc sẽ bị đàn sói đói khát vây quanh. Cho nên, Kiều gia sở dĩ phải mạo hiểm, đồng thời hủy đi Tô gia, trọng thương cổ hoa, thù hận duy nhất chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước. Ngàn năm, bọn hắn còn không quên sao? Tại sao lại muốn phản bội chạy trốn tại bây giờ? Bẩm nhân hoàng, phát hiện mật đạo Kiều gia thoát khỏi. Nơi xa truyền đến bọn thị vệ la lên cao vút. Thánh tổ, phát hiện. Nhân hoàng vừa muốn la lên, khí lãng toàn thân thánh tổ đã nổ tung, rời khỏi tổ từ, giáng lâm đến chỗ mật đạo. Tham kiến thánh tổ. Bọn thị vệ lập tức quỳ xuống mảng lớn. Mật đạo là tại đình viện của Kiều Vạn Niên, phía sau núi rừng, nơi đó có bước chân xốc xếch, cũng tàn tật giữ lại số lượng lớn khí tức người sống. Thánh tổ có chút nhắm mắt, sau khi tra xét rõ ràng, quả quyết đập sụp ra mật đạo, nhanh chóng truy đuổi. Xác định, đuổi. Các tộc phương Bắc lập tức liền muốn theo sau, lại bị nhân hoàng ngăn lại. Đây là chuyện nhà cổ hoa chúng ta, còn xin các vị không nên nhúng tay. Đúng vậy, đúng vậy. Các tộc phương Bắc vội vàng đồng ý, tuy nhiên chỉ quay đầu tìm cớ rời khỏi. Bọn hắn không thể đuổi theo từ mật đạo, nhưng có thể đi ra bên ngoài lùng bắt. Trong mắt bọn hắn, Kiều gia cùng ác nhân cốc chính là một miếng thịt mỡ, nếu như không thể nào bổ nhào qua cắn một cái, thực sự có lỗi với việc bọn họ vạn dặm xa xôi tới tham gia náo nhiệt. Đuổi theo thánh tổ, phối hợp thánh tổ, nhớ kỹ, không cần lo chết hay sống, buông ra giết cho ta. Nhân hoàng uy nghiêm thét lên ra lệnh. Lĩnh mệnh, tộc trưởng các gia tộc mang theo thân tộc, tộc lão, còn có đám thân vệ của bọn hắn, toàn bộ đều đi theo. Khương Phàm, người muốn luận võ, còn chưa bắt đầu đâu. Đại hoàng tử hất cẩm bào ra, lộ ra nhuyễn giáp, mặt mũi tràn đầy sát khí đuổi theo các tộc lão hoàng thất. Hắn muốn đích thân truy đuổi Kiều gia, hắn càng phải tự tay bắt lấy Khương Phàm. Đi! Đường Tư Đồ và các đại tân sinh đều lên cơn giận dữ, lại càng sôi trào nhiệt huyết, đều triệu ra vũ khí, vọt vào mật đạo Kiều gia. Nửa giờ sau, các tộc lão hoàng thất bị tỉnh lại đằng đằng sát khí đuổi tới Kiều gia, tập kết tới đỉnh núi. Theo sát phía sau, các lão tổ Đường gia và các tộc cũng liên tiếp xuất hiện, còn mang tới đội ngũ cường đại nhất trong gia tộc. Bọn hắn đều lòng đầy căm phẫn, lên cơn giận dữ. Kiều gia phản bội chạy trốn, không chỉ là sỉ nhục của hoàng thất, càng là toàn bộ sỉ nhục của cổ hoa. Bọn hắn đuổi bắt Kiều gia, nghĩa bất dung từ. Chúng ta chờ đợi điều lệnh. Mấy ngàn người lên tiếng gào thét. Linh văn lấp lóe, sáng lạn như tinh thần, năng lượng mãnh liệt, cuồn cuộn khắp thiên khung. Hơn phân nửa lực lượng cổ hoa hoàng thành, toàn bộ đều tụ tập tại đây. Toàn bộ đến mật đạo, theo ta đuổi bắt Kiều gia. Nhân hoàng đã không thể chờ đợi, không có một câu nói nhảm gì, hắn vung tay lên, quay người xông vào mật thất. Đuổi. Các gia tộc liên tiếp hành động, chen chúc mà vào. Nhưng, tại thời khắc đặc thù này, dưới núi Kiều gia đột nhiên truyền đến bạo tạc mãnh liệt, ngay sau đó cả tòa núi cao đều tại lay động. Dưới mặt đất hơn 3.000 mét, chỗ đám cháy. Sau khi đã mất đi ba tượng đá chân áp, phong ấn nơi này bắt đầu buông lỏng, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Vết nứt một lần nữa sâu chuỗi xuống biển dung nham, lực lượng cường đại bị đè ép nơi đó khiến cho dung nham mãnh liệt lao lên, tiếp tục đánh thẳng vào phong ấn. Tuy nhiên, phong ấn dù sao cũng đã tồn tại 7.000 năm, mặc dù đã mất đi tượng đá chân áp, nhưng vẫn có chút uy lực, sau một lát cũng không lao ra được. Mà, ba vị lão nhân hơn 100 tuổi của Kiều gia hóa thân thành kim kiêu khổng lồ, lấy huyết nhục đứng ngay vị trí tượng đá, gian nan duy trì phong ấn. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi đội ngũ cổ hoa tập kết đợt thứ hai, sau đó cưỡng ép cắt đứt, tạo cơ hội cho gia tộc đã rời khỏi vây giết nhóm truy binh đầu tiên. Đều tới. Đã đến giờ. Ba kim kiêu đang cuộn trào bên trong hồ dung nham mãnh liệt, triển khai hai cánh khổng lồ, bên trong ánh mắt thâm thúy lóe ra cuồng nhiệt cùng kiên định. Chúng ta, cùng tiễn Kiều gia, cùng tiễn thiên tổ. Nguyện, Kiều gia vạn thế vĩnh xương, nguyện thiên tổ, lại nổi danh thương huyền. Chúng ta không có duyên tận mắt thấy ngày thịnh thế phồn hoa, vạn tộc lễ bái kia, nhưng không oán trách cũng không hối hận. Ba kim kiêu ngạo nghễ hét lớn, bi thương, điên cuồng, lại mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Ầm ầm, từ huyết nhục đến linh hồn,
ba lão nhân niết bàn cảnh tứ trọng thiên trăm tuổi dứt khoát tự bạo. Vốn phải là hạch tâm trấn áp pháp trận, giờ phút này lại biến thành đầu nguồn bạo tạc. Pháp trận khổng lồ nơi đáy hồ nhanh chóng sụp đổ, địa tầng lay động, vết nứt lan tràn. Dưới mặt, áp lực kinh khủng bên trong đất biển dung nham trong nháy mắt đã được phóng thích, mấy vết nứt tráng kiện kịch liệt sụp đổ, lan tràn ra vô tận vết nứt, xé rách trọng tầng dày vạn mét. Ầm ầm, địa tầng vạn mét cuồng dã sụp đổ, phạm vi quét sạch hơn 100 dặm, dung nham vô tận giống như thú triều đang gào thét, chôn vùi hết đá vụn, mạnh mẽ đâm tới, cuồng bạo xông ra khỏi thế giới dưới đất. Ầm ầm, ầm ầm, hồ dung nham dưới mặt đất dẫn đầu hủy diệt, ngọn núi hơn 5.000 mét của Kiều Gia lay động mãnh liệt, nhanh chóng tách rời, toàn diện vỡ nát. Nhân hoàng và đám người vừa mới xông vào trong mật đạo, nói cách khác là mới chui được vào trong vùng núi, kết quả năng lượng kinh khủng nương theo dung nham vô biên, hủy diệt ngọn núi, hướng cuồn cuộn tới phía bọn hắn. Giống như là cự long hoang cổ xô ra khỏi địa tầng, một ngụm nuốt bọn hắn vào. Trọn vẹn 3.700 người. Sắc mặt nhân hoàng và đám người kịch biến, không đợi làm ra phản ứng gì đã liền bị dung nham dâng trào cuốn sạch phá tan cả đỉnh núi, vọt lên bầu trời. Hơn 1.000 người đau đớn kêu gào thảm thiết bị đốt thành cho bụi. Mà theo ngọn núi 5.000 mét của Kiều Gia sụp đổ, trăm dặm núi cao và rừng rậm xung quanh cũng bắt đầu lay động mãnh liệt, vết nứt lan tràn, đại địa lún xuống, dung nham vô tận nhanh chóng phun ra ngoài, xen lẫn uy thế hủy diệt, vô tình bao phủ lấy trong trăm dặm núi cao, rừng cây, đường sông, tửu lâu, đình viện. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Biển dung nham dưới mặt đất dung nham không ngừng liên tục phun ra ngoài, không có tầng đất áp chế, bọn chúng càng thêm nóng nảy càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn hỗn tạp cả hỏa linh ngủ say dưới mặt đất, dung nham vòng quanh như con sóng dâng lên vài trăm mét. Giờ khắc này, cổ hoa hoàng thành mênh mông đều đang lay động, thiên khung đều bị nhuộm thành màu đỏ. So với trận phun trào hơn 7.000 năm trước kia không biết kinh khủng hơn bao nhiêu lần. Kiều vạn niên. Nhân hoàng từ trong dung nham tránh thoát ra ngoài, tiếng bi phẫn gào thét vang vọng đất trời. Hai mắt hắn sung huyết, gương mặt dữ tợn, vốn cho rằng Kiều Gia thoát khỏi chính là kết thúc, không nghĩ tới bọn hắn còn để lại một món lễ lớn như thế. Đây là muốn dẫm lên trên mặt mũi hắn chà đạp lên mặt đất. Hắn thật sắp bị lưu danh sách sử. Hắn sắp phải trở thành nhân hoàng khuất nhục nhất ngàn năm qua trong lịch sử cổ hoa. Kiều Gia, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Lão tổ các tộc tức giận đến muốn rách cả mí mắt, quá hung ác, suýt chút nữa đã mai táng bọn hắn ở nơi đó. Chết tiệt, đừng có gào nữa, nhanh trấn áp dung nham. Nơi đó là đám cháy của Kiều Gia, liên tiếp chạm phải biển lửa dưới đất. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi. Có tộc lão hoàng thất kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gào thét. Biển dung nham dưới mặt đất là vô biên vô hạn, nếu như không khống chế kịp thì tuyệt đối có thể bao phủ toàn bộ cổ hoa hoàng thành. Mấy ngàn vạn con dân đều sẽ chết thảm trong đêm nay. Thật ác độc. Các tộc phương Bắc dừng ở phương xa, ngắm nhìn cổ hoa hoàng thành. Dung nham đang nhấc lên mãnh liệt, không ngừng liên tục xông ra khỏi địa tầng, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng cả đất trời, nơi đó cơ hồ đã biến thành địa ngục. Đây là muốn kiềm chế cổ hoa phát khởi đuổi bắt sao? Nhưng, tại sao lại muốn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy? Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được oán hận. Oán hận của Kiều Gia đối với toàn bộ cổ hoa. Tỷ tỷ, đây là chủ ý của Khương Phàm sao? Quá tàn nhẫn, hắn muốn giết mấy chục triệu người tại cổ hoa sao? Đông Hoàng Như Yên che miệng lại, ánh mắt lắc lư, sắc mặt tái nhợt. Dung nham lao nhanh mấy trăm dặm, cơ hồ quét sạch 1/3 cổ hoa hoàng thành, thậm chí tới gần hoàng cung. Qua đêm nay, cổ hoa hoàng thành không chỉ có tổn hại thực lực rất lớn, sẽ còn biến thành trò cười của toàn bộ phương Bắc. Cổ hoa, càng sẽ cùng Kiều Gia không chết không thôi. Phụ thân, rốt cuộc Khương Phàm có bí mật gì? Đông Hoàng Như Ảnh cũng không cách nào bình tĩnh được. Vẻ mặt Đông Hoàng Thánh Kiệt rất nghiêm trọng, không có nhiều lời, nhưng trong đầu đột nhiên nổi lên một suy nghĩ kinh người. Phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa, hoắc loạn cổ hoa, đây quả thực là thâm thù đại hận. Tại sao Kiều Gia lại thù hận cổ hoa? Chẳng lẽ, là do trận bí mật bị phong tồn ngàn năm trước kia? Mặc dù là chuyện ngàn năm trước, nhưng lại bị phong tỏa nghiêm mật, nhưng hắn là cung chủ Cửu Thiên Thần Giáo, thân lại ở cổ hoa, hắn cũng hiểu được chút tình huống. Ngàn năm trước, cổ hoa đã từng bức chết qua một nữ tử của Kiều Gia.
mà nữ tử kia, lại là phi tử của nhân vật truyền thuyết kia. Sắc mặt Đông Hoàng Thánh Kiệt trong nháy mắt đã tái nhợt, vô số suy nghĩ bể bộn lấp lóe ở trong đầu. Trường Sinh Đan, Khương Phàm, Dược Liệu, Địa Ngục, Phó Giáo Chủ tự mình giám sát, Lão Tổ Thần Giáo bí mật chú ý. Thân phận Khương Phàm tại giờ khắc này đột nhiên đã rõ ràng, lại chấn động đến mức hắn đều sôi trào khí huyết, hô hấp không khoái. Đại ca, Đông Hoàng Thánh Thương kỳ quái trước sắc mặt của đại ca. Các ngươi ở lại, toàn bộ ở lại cho ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt đột nhiên quát lớn, không gian xung quanh vặn vẹo, trong nháy mắt đã cuốn hắn đi. Đông Hoàng Thánh Thương và bọn người Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau. Cổ Hoa Thánh Tổ dọc theo con đường dưới lòng đất mạnh mẽ đâm tới, uy thế cường đại chôn vùi tất cả ngăn trở trước mặt. Mặc dù con đường dưới lòng đất bố trí rất nhiều phân nhánh, nhưng hắn là thánh linh cảnh, có thể rõ ràng truy đuổi được khí tức người sống. Nhất là bên trong có khí tức mấy kẻ cao giai linh hồn cảnh, một mực hấp dẫn lấy hắn. Hơn nửa giờ sau, Cổ Hoa Thánh Tổ rốt cuộc cũng cảm nhận được lối ra. Ầm ầm, Cổ Hoa Thánh Tổ đánh sụp ra mặt đất, xông ra ngoài. Xung quanh lại là phiến sa mạc. Sa mạc. Phía nam Cổ Hoa cách đó 1.300 dặm có một phiến sa mạc. Kiều gia lại đào được con đường tới nơi này. Nhưng, ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó thứ đập vào mắt hắn lại là pháp trận. Một mảnh pháp trận khổng lồ dùng liệt diễm phác họa ra tới, bao trùm 3 vạn mét sa mạc. Phức tạp, nồng đậm, liệt hỏa mãnh liệt. 3 tảng đá lớn thủ 3 vị trí. Xung quanh mỗi tượng đá đều có hơn 10 vị lão nhân tóc trắng xóa ngồi xếp bằng. Khi Cổ Hoa Thánh Tổ phá tan con đường ra, một khắc này, toàn bộ bọn hắn đã mở ra hai mắt sáng tỏ, ăn ý vung hai tay lên, triển khai tư thế đều nhịp, dẫn xuất máu tươi của chính mình, vẩy tới bia đá. Trang nghiêm, túc mục, cuồng nhiệt, tuyệt nhiên. Ầm ầm, tượng đá nguy nga, cao tới vài trăm mét, sau khi nhận máu tươi kích thích đã lập tức lắc lư kịch liệt. Giống như hoang cổ cự thú táo bạo, đột nhiên thức tỉnh, lại như là núi lửa cổ lão táo bạo, phun ra dung nham tới tận trời. Bọn chúng trấn áp 7.000 năm bên trong hồ dung nham, cũng hấp thu hỏa nguyên lực cường đại trong 7.000 năm. Giờ phút này giải trừ phong ấn, lập tức phóng xuất ra toàn bộ năng lượng bên trong. Răng rắc, răng rắc, toàn thân Kiều Vô Hối kịch liệt vặn vẹo hài cốt, thân thể già nua nhanh chóng phồng lên, từ lão nhân chết héo. Biến thành tráng niên hùng tráng điêu luyện. Bí thuật cấm kỵ của Bất Diệt Thiên Hoàng, Xá Sinh Thuật. Có thể trong thời gian rất ngắn nghiền ép tiềm lực, phóng xuất ra một kích chí mạng không màng sống chết. Lực lượng cực hạn của một kích này, thậm chí có thể còn mạnh hơn cảnh giới của bản thân. Kiều Vô Hối không nói một lời, toàn thân lại phồng lên, khí thế tăng vọt, liệt diễm sôi trào cuồn cuộn giữa không trung, hình thành một con thiên hoàng tuyệt thế. Dương cánh bay lên, sải cánh che trời 800 mét. Thiên hoàng sinh động như thật, lệ khí cuồn cuộn, liệt diễm phần thiên, giống như hung cầm chân chính đột nhiên giáng lâm, bệ nghệ dân chúng, sát khí nghiêm nghị. Ngươi là cái thứ không biết sống chết nào. Cổ Hoa Thánh Tổ hét lớn, quả quyết muốn khởi xướng trùng kích. Làm thánh linh, tiện tay một kích, liền có thể diệt sát phàm nhân, căn bản không cần vận dụng linh văn của hắn. Nhưng, thời điểm hắn đang khởi xướng trùng kích, đột nhiên có một cảm giác quái dị. Hắn hành động chậm, mà quái nhân ở xa xa kia, cùng cảnh tượng xung quanh, lại tại nhanh chóng thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Cổ Hoa Thánh Tổ nhíu mày. Thời gian. Cấm Nguyên Châu. Cổ Hoa Thánh Tổ lập tức bừng tỉnh, nghĩ đến mấu chốt. Chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng Cấm Nguyên Châu hạn chế hắn hoạt động? Cổ Hoa Thánh Tổ mặc dù kiêu ngạo, nhưng không có chủ quan, trên trán lấp lóe cường quang. Quả quyết kích hoạt linh văn. Linh văn của Hoàng Thất là thú linh văn, nhưng không phải yêu thú với ý nghĩa bình thường, mà là thiên nhân. Là cự linh tộc sinh ra tại thời đại Thái Cổ, danh xưng thiên nhân, đã từng thống trị hơn phân nửa Thương Huyền mấy ngàn năm. Bọn chúng có được cơ thể cường đại không thể địch nổi, có thể nuốt vạn thú, xé rách thiên khung, cường đại đến mức để các tộc Thương Huyền đều kiêng kỵ. Chỉ là sau này bởi vì mưu toan thống nhất Thương Huyền, bị liên hợp rảo sát. Cho đến khi vạn năm trước, thiên nhân, biến mất trong thời gian vô tận, lại lấy tình thế linh văn tái hiện trên thân tổ tiên Cổ Hoa, lập tức chấn động một thời, cũng tại mấy đời cố gắng khai phách ra Cổ Hoa Hoàng Triều. A, Cổ Hoa Thánh Tổ ngẩng đầu lên trời gào thét,
kích hoạt linh văn, huyết mạch thiên nhân bộc phát, hài cốt toàn thân vặn vẹo, hình thể tiếp tục tăng vọt, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt, không gian bị đánh rách tả tơi, càng đảo loạn thời gian giam cầm. Nhưng, xung quanh hắn cũng không chỉ đơn giản là cấm nguyên châu như vậy, mà là pháp trận thời gian phức tạp hơn, cường đại hơn. Kiều gia sau khi đoạt đi cấm nguyên cổ thụ, còn từ Tô gia nơi đó phát hiện được bí thuật chấn tộc. Từ bên trên cấm nguyên cổ thụ rỡ xuống 6 nhánh cây già, 3 cây rễ già, tạo thành dáng vẻ cấm nguyên thụ, sau đó phụ trợ thêm 3 viên cấm nguyên châu. Phóng thích ở trong chớp mắt, có thể tái hiện lực lượng thời gian cường đại của cấm nguyên cổ thụ. Lực lượng thời gian của 3 viên cấm nguyên châu sẽ mượn nhờ cấm nguyên thụ pháp trận, bạo tăng gấp 9 lần, thời gian càng sẽ kéo dài đến mười mấy giây, thậm chí là 20 giây. Cổ Hoa Thánh Tổ rất không may, mới ra đến đã xông vào pháp trận thời gian, bị cưỡng ép giam cầm. Nhưng, hắn vẫn quá cường đại, thiên nhân linh văn chấn động lực lượng kinh khủng, vỡ nát không gian, vặn vẹo thời gian. Thời gian giam cầm gấp 9 lại muốn ép không được hắn. Lẽ ra thời gian giam cầm đạt tới 20 giây, cũng đã nhanh chóng rút ngắn. Thực lực của thánh nhân, chân chính siêu thoát phàm trần. Lão Tổ, nhanh đi! Sắc mặt các tộc lão Kiều gia xung quanh tượng đá trở nên dữ tợn, điên cuồng gào thét. 3 viên cấm nguyên châu phối hợp cấm nguyên pháp trận, vậy mà lại khốn không được hắn. Bọn hắn không có chờ đợi thật có thể vây khốn 20 giây, nhưng một nửa cũng có thể đi, kết quả. Giống! Kiều Vô Hối dữ tợn hét lớn, thanh triều chấn động rung trời, hắn dương cánh bạo kích, đuổi giết Cổ Hoa Thánh Tổ. Vì để tránh cho Cổ Hoa Thánh Tổ nơi đó nổi lên ngoài ý muốn, chính hắn nơi này cũng đã chuẩn bị một viên cấm nguyên châu. Thời gian 7 giây, cho hắn tranh thủ đầy đủ cơ hội. Kiều Vô Hối hoàn toàn hóa thân thành bất diệt thiên hoàng, tuyệt thế sát huy cuồn cuộn khắp đất trời, thực lực bán thánh cảnh tiếp tục trùng kích cảnh giới đỉnh phong, giống như tùy thời có thể bước vào thánh linh cảnh chân chính. Cùng lúc đó, năng lượng cường đại tại 3 tượng đá lắng đọng 7.000 năm tại thời khắc này đều phóng thích toàn diện, không giữ lại chút nào, cuồn cuộn không dứt. Như 3 con hỏa long cổ lão to lớn, gào thét với đất trời, chấn động càn khôn, sôi trào lên ánh lửa vô biên. Giết! 33 vị tộc lão Kiều gia điên cuồng phóng thích năng lượng, cưỡng ép khống chế pháp trận, dẫn dắt đến năng lượng dung nham kinh khủng hội tụ lên bầu trời. Bành bành bành! 9 vị lão tổ vỡ nát tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe. Thảm liệt, bi tráng. Các lão tổ khác miệng mũi đều chảy máu, thân thể vặn vẹo, giống như cũng muốn vỡ vụn toàn bộ. Nhưng, bọn hắn vẫn cuồng loạn gào thét, gắt gao khống chế pháp trận. 3 bia đá thả ra năng lượng va chạm với trời, biển lửa nổ tung như những con sóng chiều dữ dội dâng lên. Sau một khắc, bất diệt thiên hoàng đối diện lao tới, va chạm chiều dâng, cưỡng ép dẫn dắt. Bất diệt, thiên hoàng nhận. Kiều Vô Hối khàn giọng gáy to, sức mạnh bán thánh đỉnh phong cường hãn giam cầm lực lượng bia đá 7.000 năm, trong chớp mắt tạo thành lực lượng thánh linh chân chính. Răng rắc. Hài cốt toàn thân Kiều Vô Hối vặn vẹo, nếu như không phải bởi vì linh văn đặc thù, yêu thể càng là thánh thú, năng lượng tại giờ khắc này cũng đủ để hắn nổ nát vụn. Hắn không sợ hãi, hắn vẫn điên cuồng lao về phía trước. Một thanh tuyệt thế thiên đao ầm vang thành hình. Cao tới 100 mét, liệt diễm cuồn cuộn. Tuyệt thế thiên hoàng vần quanh cự đao, năng lượng dung nham bạo động kịch liệt, cùng nhau ngưng tụ ra uy thế rung động, trong chớp mắt chém chết không gian, vỡ nát hết ngăn trở, thẳng đến Cổ Hoa Thánh Tổ. Cổ Hoa Thánh Tổ đã nhận ra nguy cơ, nhưng, không còn kịp rồi. Thời gian giam cầm xung quanh hắn vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát, Kiều Vô Hối đối diện lại là người khoác lực lượng thời gian giữa bọn hắn đã nhanh chóng rút ngắn. Bỗng nhiên trùng điệp. Cổ Hoa Thánh Tổ vừa muốn tránh thoát, tuyệt thế thiên đao đã ầm vang đánh tới. Răng rắc. Thời khắc sống còn, bất diệt thiên hoàng nổ nát vụn hai cánh, thân thể nhận trùng kích cực lớn. Nhưng, trung quy vẫn kiên trì tới một khắc cuối cùng, bất diệt thiên hoàng nâng lưỡi đao đánh xuống, hung hăng bổ vào trên cổ Cổ Hoa Thánh Tổ. Phốc phốc. Vỗ xuống từ phía bên phải cái cổ, từ xương sườn bên trái nơi đó bổ đi ra. Thánh Tổ đang hóa thân, thiên nhân chiến khu, thì cái đầu khổng lồ cùng cánh tay bên trái đã tách rời, theo thánh huyết tinh hồng phóng lên tận trời. Giống. Hắn hét lớn, trợn mắt trừng trừng, hai tay cuồng dã mở rộng, phân biệt chộp tới thân thể cùng đầu đang tách rời, muốn một lần nữa tổ hợp lại. Đến cảnh giới này, đừng nói chặt đầu,
chặt cánh tay, coi như chỉ còn một nửa thân thể, cũng có thể sống sót. Nhưng, Kiều Vô Hối không ngừng tấn công, tiếp tục đánh thẳng đến cổ Hoa Thánh Tổ. Mặc dù không có hai cánh, nhưng lại bằng vào thân thể mạnh mẽ vẫn có thể rắn chắc đâm vào trên lồng ngực của hắn. Cổ Hoa Thánh Tổ vung hai tay lên đã lập tức thất bại, thân thể bị đâm đến lảo đảo lui lại. Hắn khôi ngô lại mạnh mẽ, mỗi lần bàn chân rơi xuống đất đều giống như muốn chấn vỡ không gian, ngắn ngủi 7 bước, lui về sau hơn 100 mét, hắn cường thế ổn định, lại phải chụp vào đầu. Nhưng, khi chân tay hắn đang ổn định, trong chốc lát, không gian sau lưng lại vặn vẹo. Khương Diễm đã tiềm phục tại nơi này, mang theo chư vị huyết sát, giơ cao giơ 7 cái thạch trụ không gian, hợp thành không gian loạn lưu trận. Đây là pháp trận cường đại ác nhân cốc may mắn lấy được tại hơn 200 năm trước, 7 cái thạch trụ không gian, ẩn chứa 7 nguồn lực lượng không gian, tạo thành pháp trận liền có thể hình thành không gian loạn lưu, mục tiêu cưỡng ép xé rách đến sâu trong hư không. Mặc dù chỉ là di chuyển, không có xác thực mục tiêu, vô cùng hỗn loạn, nhưng lại có thể xé kéo lực lượng phát huy đến cực hạn. Oanh! Không gian vặn vẹo, loạn lưu chợt hiện giống như là một vòng xoáy lỗ đen, bộc phát từ sau lưng cổ Hoa Thánh Tổ, một ngụm cắn, ở đó. Giống! Cổ Hoa Lão Tổ mặc dù không có đầu, nhưng vẫn nóng nảy gào thét, thân hình khổng lồ mãnh liệt giãy giụa, cường thế làm vỡ nát thạch trụ không gian. Cái phần thánh uy thảm liệt kia càng như giang hà, như cuồng chiều khuấy động không dứt. Oa! Bọn người Khương Diễm phun máu, kêu thảm tung bay ra ngoài, có 3 vị huyết sát suýt chút nữa đã bị đánh chết. Tại trước mặt thánh nhân cường đại, bọn hắn như giống như ruồi, không chịu nổi một kích. Nhưng, toàn bộ thạch trụ không gian vỡ nát, ngược lại đã làm uy thế không gian loạn lưu trầm trọng hơn, trong chớp mắt đã nuốt hết thân thể tàn phế của cổ Hoa Thánh Tổ, từ nơi này dịch chuyển không gian đến sâu trong hư không. Bọn phàm nhân các ngươi dám tính toán ta. Cổ Hoa Thánh Tổ để lại cái đầu lâu tức giận gào thét, liên tiếp một nửa cánh tay cuồng dã loạn oanh, chấn động thiên địa. Hắn tức giận không kiềm chế được, từ lúc xuất hiện đến bây giờ, vậy mà lại hoàn toàn lâm vào bị động, còn nhận thời gian ảnh hưởng, hắn giống như chỉ đi ra mấy giây ngắn ngủi mà thôi đã bị trọng thương rồi. Đối với thánh nhân cao ngạo mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm, cổ Hoa Thánh Tổ cuồng nộ. Một cánh tay nắm trong tay năng lượng thiên địa nhanh chóng bạo động lên, tạo thành cuồng phong lôi chiều cùng liệt diễm đất đá, từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, lại muốn tái tạo năng lượng chiến khu. Đùng! Bất Diệt Thiên Hoàng giết tới, móng vuốt to lớn hung hăng chế trụ cái đầu khổng lồ, hai mắt đỏ sáng, đối với cái đầu to lớn phát ra tiếng gáy to chói tai. Giống! Cổ Hoa Thánh Tổ vung lên bàn tay to lớn, bóp lấy cái cổ Bất Diệt Thiên Hoàng, cũng phát ra tiếng gầm thét cuồng bạo. Thiên khung lờ mờ, sa mạc bạo động. Dưới hoàn cảnh hỗn loạn này, Thiên Hoàng đang gáy to với Thánh Tổ lại đang gầm thét đối với Thiên Hoàng, hình ảnh vô cùng rung động, phảng phất muốn vĩnh viễn lạc ấn tại cái bầu trời này. Sau đó, Kiều Vô Hối bỗng nhiên nâng hai cái móng vuốt bắt lấy cánh tay Thánh Tổ, điên cuồng xé rách, đầu dương lên, một ngụm nuốt đầu Thánh Tổ vào. Tràng cảnh rung động lập tức trở nên tàn nhẫn đầy máu. Cổ Hoa Thánh Tổ cuồng nộ. Cánh tay lay động mãnh liệt, không để tâm tới hai cái móng vuốt bén nhọn đang xé rách, cơ hồ muốn bóp nát yết hầu Kiều Vô Hối. Lực lượng thiên nhân chiến khu quá kinh khủng, đó là uy thế có thể xé rách bầu trời, chôn vùi sơn hà, cho dù chỉ còn một cánh tay, cũng cơ hồ muốn xé nát Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối đau đớn lại nóng nảy hơn, vừa kéo lấy cánh tay, đồng thời lại sôi trào lên huyết mạch toàn thân, nhấc lên năng lượng khủng bố. Giống như là ức vạn như lôi đình không ngừng liên tục tuôn ra khỏi lồng ngực, lướt qua yết hầu, bạo tạc cái đầu trong miệng kia. Mặc dù cảnh giới có khoảng cách, nhưng uy lực huyết mạch vẫn đủ cường đại, huống chi lại là do thần huyết của Khương Phàm kích phát. Ầm ầm, phạm vi không gian hơn 10 dặm đều đang kịch liệt chấn động, giống như là chiều cường chập trùng, mãnh liệt cuồn cuộn. Năng lượng thiên địa đang nhận dẫn dắt, không ngừng liên tục hội tụ tới. Sinh tử dây dưa. Dã man, điên cuồng, nóng nảy. Ngươi không chết thì là ta vong. Các tộc lão Kiều gia lo lắng khẩn trương, bọn người Khương Diễm nín thở định thần, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Nếu như cổ Hoa Thánh Tổ bóp chết Kiều Vô Hối trước, tất cả bọn hắn đều sẽ biến thành con mồi. Giống. Cổ Hoa Thánh Tổ không ngừng gầm thét, tiếp tục dẫn dắt năng lượng thiên địa bao phủ Kiều Vô Hối, cánh tay trắng kiện bò đầy đường vân, phóng thích ra uy thế kinh khủng.
nhưng, hắn cuối cùng cũng chỉ là gần nửa đoạn thân thể, mà thứ hắn đối mặt lại càng là người đã từng là thần tử con trai của thần, là hậu đại Chu Tước, bất diệt thiên hoàng. Răng rắc, cùng với âm thanh vỡ nát thảm liệt, cái đầu của cổ hoa thánh tổ ở trong miệng kiều vô hối vỡ nát, cánh tay tráng kiện cuồng dã lay động theo đó mà dừng lại. Tốt, tộc lão kiều gia, bọn người Khương Diễm phấn chấn gào thét, hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy. Giống, bất diệt thiên hoàng dương cánh gáy to, cuồn cuộn liệt diễm đốt cháy thiên khung, mênh mông sa mạc đều chiếu bị ánh giống như ban ngày. Ngoài 30 dặm, Khương Phàm đón lấy cát bụi nồng đậm đập vào mặt, nhìn qua cuộc chiến đấu xa xa. Đó chính là thực lực thánh nhân. Lực lượng cường đại áp đảo phía trên phàm nhân. Lấy cảnh giới bán thánh của Kiều Vô Hối thiêu đốt tiềm lực bắt đầu dùng thiên hoàng bí thuật, phối hợp tượng đá 7.000 năm, hơn 30 vị lão tổ Kiều gia, còn có ác nhân vương và các huyết sát, càng tiêu hao cả cấm nguyên cổ thụ, thạch trụ không gian, vậy mà mới chỉ là lưu đày thánh nhân, mà không phải là giết. Còn là phải phối hợp tinh diệu, liều chết chặn đánh. Khương Phàm yên lặng nhìn qua, cũng dấy lên khát vọng lực lượng đối với thánh nhân. Trước kia, hắn cũng đã từng đạt đến qua cực hạn trong cảnh giới kia. Thánh nhân, thánh vương, thánh hoàng. Hắn từng bước một đi tới đỉnh phong, thẳng đến thần hoàng. Đó chính là thực lực tiên tổ, ngài ấy chém cổ hoa thánh tổ. Giọng Kiều Phương Hoa run rẩy, nói không nên lời là kích động hay là sợ hãi. Kiều Vạn Sơn gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhẹ giọng hỏi đại ca ở bên cạnh. Đều đã đến bây giờ, chúng ta có thể biết thân phận của tiểu tổ chưa? Không phải ta cố ý giấu giếm, mà là can hệ đến trọng đại. Kiều Vạn Niên nhìn bóng lưng Khương Phàm ở trước mặt mình, thanh âm ép đến thấp nhất. Mỗi một thời đại, chắc chắn sẽ có một truyền kỳ hoành không xuất thế, đè ép thiên kiêu một đời. Tại ngàn năm trước, có một truyền kỳ, mang theo một đám truyền kỳ, thay đổi cách cục một thời đại, đưa tới oanh động cho toàn bộ thiên hạ. Người đó chính là thần Hoàng Chu Tước. Người đó khai phách vạn thế thần triều, thành tựu hoàng đạo đầu tiên của Thương Huyền, thay đổi cách cục Thương Huyền, hiệu lệnh 12 hoàng đạo. Tại thời đại kia, người đó chính là chủ nhân Thương Huyền, là thần linh mà ức vạn sinh linh Thương Huyền tôn thờ. Người đó thần võ ngút trời, anh hùng cái thế, vương hầu chiến tướng dưới trướng tính ra đến hàng trăm. Người đó thống ngự thần trước sau 98 lần chinh chiến thiên khải chiến trường. Người đó càng là đại biểu Thương Huyền nghênh chiến bát châu thập tam hải. Người đó là truyền kỳ của Thương Huyền, càng là truyền kỳ của thời đại kia, người đó muốn thay đổi địa vị Thương Huyền, thay đổi cách cục thiên hạ, nhưng, khi người đó quật khởi cuối cùng vẫn mạo phạm lợi ích các phương, khiến cho trong ngoài Thương Huyền liên hợp chống cự. Hơn 1.000 năm trước, đế quân tám phương chứng kiến, hoàng đạo thiên hạ chú mục, phần thiên thần hoàng một mình đi đến đăng thiên kiều, tuyên chiến thương thiên. Nhưng bách tộc nghịch hành, vây bắt thần triều, phần thiên thần hoàng thời khắc sống còn đã nhận quấy nhiễu chí mạng. Cuộc chiến xưng đế, cuối cùng thảm bại. Vạn thế thần triều đi đến hướng tan tác, đoạn lịch sử này, cũng bị các phương liên thủ mai táng. Kiều Vạn Niên nhẹ giọng nói nhỏ, nói lên đoạn sử thi chiến tranh ầm ầm dậy sóng kia. Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa có chút há mồm, ánh mắt lắc lư. Thương Huyền vậy mà lại từng phát sinh qua đoạn lịch sử như thế này một. Mà còn chỉ là ngàn năm trước đó. Vậy mà, bọn hắn đều không biết. Nhưng, tại sao lại muốn nói những này cùng bọn hắn? Kiều Vạn Niên nói. Phần thiên thần hoàng từng có đoạn tình cảm với tổ tiên chúng ta, tổ tiên tên là Kiều Hinh, cũng vì thần hoàng mà có một đứa con. Hai tử kia, chính là tiên tổ mà các ngươi nhìn thấy, Kiều Vô Hối, lại có tên là Khương Thủ Linh. Kiều Hinh, chính là nữ tử trong quan tài thủy tinh ở tổ tư. Kiều gia chúng ta đời đời kiếp kiếp luyện chế đan dược, kỳ thật chính là đang kéo dài sinh mệnh cho bọn họ, chờ đợi thần hoàng luân hồi trùng sinh. Sắc mặt Kiều Vạn Sơn kịch biến, gắt gao tiếp cận Khương Phàm ở trước mặt. Kiều Phương Hoa dùng sức che môi đỏ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động. Ngàn năm trước khi thần hoàng chiến tử, tổ tiên Kiều Hinh đã từng chạy về Kiều gia cầu cứu, kết quả bị cổ hoa hoàng thất cùng các tộc liên hợp trấn áp, sau đó càng buộc nàng tự vẫn. Bây giờ, thần hoàng luân hồi trở về, muốn cứu vớt tổ tiên, cũng muốn báo thù cổ hoa. Cái này, chính là đáp án mà các ngươi chờ đợi. Kiều Vạn Niên nói rất nhẹ, rất chậm, nhưng cảm xúc lại cuồn cuộn, khí huyết sôi trào, hắn nhìn bóng lưng Khương Phàm, nhìn qua bất diệt thiên hoàng đang nổi giận ở nơi xa, một sự hào hùng rung động đến tâm can tuôn ra từ nội tâm.
Từ hôm nay trở đi, Kiều gia bỏ qua tất cả, đi theo tiên tổ nghênh chiến thiên hạ. Đoạn đường này nhất định có gió tanh mưa máu, trận chinh chiến này càng sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng có thể chứng kiến lịch sử, sáng tạo lợi ích, hắn không oán trách không hối hận. Kiều Vô Hối sau khi nhai nát đầu cổ hoa thánh tổ, hắn ngồi vào trong sa mạc, bắt đầu cường thế luyện hóa năng lượng thánh nhân bên trong. Toàn thân hắn bạo động liệt diễm, giống như là lò luyện mãnh liệt, tỏa ra kinh khủng uy thế, không ngừng liên tục khuấy động sa mạc. 5 năm trước, hắn bởi vì huyết mạch chu tước mà được kích phát tiềm lực, tẩm bổ huyết nhục, một lần nữa về tới cảnh giới bán thánh, cũng bởi vì linh văn biến đổi, cùng thân thể đã giải trừ phong ấn toàn diện, thực lực càng ngày càng mạnh. 5 năm qua, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn tu luyện, đang điều trị, đang kích ra tiềm lực chân chính thuộc về bất tử thiên hoàng, khoảng cách tới cảnh giới thánh linh chân chính chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ nuốt sống nửa phần thân thể thánh nhân, thánh huyết đang lao nhanh khắp cơ thể, kích thích huyết mạch thần hồn, thôi động hắn bước lên thánh linh cảnh cường thế chân chính. Oanh! Oanh! Rầm rầm rầm! 36 cái quan tài liên tiếp xông ra sa mạc, phân tán đến xung quanh Kiều Vô Hối. Bên trong là thi hài các đời ác nhân vương cùng huyết sát, phong tồn khí tức, cùng huyết khí nguyên thủy nhất. Giờ khắc này, theo Kiều Vô Hối bắt đầu trùng kích thánh linh cảnh, những đệ tử bọn hắn đây làm ra phụ tá sau cùng, toàn thể tế hiến. Bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Sâu trong hoàng cung cổ hoa. Trong tổ từ mặt an trí một tòa, tế đàn sinh mệnh, cung phụng nguyên hỏa sinh mệnh các nhân vật quan trọng của hoàng thất. Có 5 đại thánh tổ cổ hoa. Có ngũ đại bán thánh cổ hoa, còn có 27 vị tộc lão quan trọng, cùng nhân hoàng và hoàng tử. Khi nguyên hỏa sinh mệnh tượng trưng cho một vị thánh tổ mãnh liệt nhảy lên, tộc lão trấn thủ nơi này lập tức cảnh giác. Nguyên hỏa sinh mệnh sau khi mãnh liệt nhảy lên 5 giây đã nhanh chóng ảm đạm, mà trở nên phiêu hốt. Sắc mặt tộc lão trấn thủ đại biến, đây là nguyên hỏa sinh mệnh của thánh tổ thứ 5, chẳng lẽ ở bên ngoài đã bị phục kích? Ai có thể làm bị thương thánh tổ? Chẳng lẽ bên trong Kiều gia ẩn giấu thánh nhân thật sao? Cho dù là thánh nhân, tuy nhiên cũng chỉ là lão gia ẩn thế mà thôi, làm sao có thể tổn thương đến thánh tổ hoàng tộc bọn hắn được? Trưởng lão trấn thủ vội vã đuổi tới trong tổ từ sâu nhất, cao giọng la lên. Thánh tổ thứ 5 gặp phải nguy cơ sinh tử, xin mời thánh tổ xuất quan viện trợ. Trong tổ từ cổ lão thâm thúy, một vị thánh tổ ngủ say mở ra đôi mắt, mang theo điểm điểm tinh mang, nhanh chóng sáng tỏ. Giống như hai mảnh lôi vân đang cuồn cuộn, phát ra khí thế làm cho người hít thở không thông. Cổ hoa ta, gặp phải chuyện gì rồi? Kiều gia liên hợp ác nhân cốc phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa. Kiều gia có cường giả thần bí tương trợ, thánh tổ thứ 5 tiến đến truy kích, bị trọng thương, nhưng nguyên hỏa sinh mệnh vẫn ổn định, còn sống. Giọng lão tổ trấn thủ như chuông đồng, cao giọng đáp lại thánh tổ thứ 4. Thánh tổ thứ 4 nhanh chóng tỉnh táo, triệt để thanh tỉnh. Hắn rời khỏi tổ từ, ngóng nhìn phương xa. Mặc dù đã hơn 200 tuổi, nhưng vẫn cường thế, dáng vẻ giống như là 30 tuổi. Giờ khắc này, cổ hoa hoàng thành ngay đêm khuya đã triệt để, thức tỉnh, dung nham lao nhanh, liệt diễm ngập trời, hơn 200 dặm sơn lâm bị triệt để hủy diệt. Cổ hoa nhân hoàng, cùng lão tổ các tộc đã thức tỉnh đang lo lắng khống chế tràng diệt, phòng ấn biển dung nham. Một tràng cảnh tai nạn tàn khốc này đã đâm vào trong mắt thánh tổ thứ 4, để hắn vừa mới thức tỉnh hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Thánh tổ thứ 4 cuồng dã gào thét, rung động thiên địa, trong ngoài hoàng cung, vô số thị vệ, tộc nhân như bị sét đánh, hốt hoảng quỳ xuống. Cả tòa hoàng thành đều bị cái âm thanh này đột nhiên làm cho rung động, vừa kinh hãi lại ngạc nhiên nhìn về phía hoàng cung. Thánh tổ, nhân hoàng sợ hãi lại bất an. Lại một vị thánh tổ khác thức tỉnh sao? Chẳng lẽ là bởi vì dung nham dưới mặt đất bạo động? Hay là... Kiều gia, lấn cổ hoa ta quá đáng. Thánh tổ thứ 4 gầm thét oanh minh, như vạn đạo lôi đình, rung động 800 dặm dãy núi. Nhân hoàng, thánh tổ thứ 5 tới chỗ nào? Tộc lão trấn thủ cao giọng quát hỏi, thanh âm già nua lại hùng hậu, truyền tới biển lửa ở bên ngoài mấy trăm dặm. Hướng nam. Sắc mặt nhân hoàng hơi tái nhợt. Quả quyết chỉ về hướng phương nam. Lão tổ các tộc đang bận rộn cũng đều kinh sợ, thánh tổ thứ 5. Người vừa mới rời khỏi kia là thánh tổ thứ 5, hoàng thất cất giấu 5 vị thánh tổ. Tuy nhiên, thánh tổ thứ 5 cũng không giải quyết được Kiều gia sao. Lại có thể động đến thánh tổ khác. Người mạnh nhất các tộc,
toàn thể xuất quan. Thánh tổ thứ tư cao giọng thét lên ra lệnh, không kịp chờ bọn hắn thức tỉnh, dẫn đầu phóng tới phương Nam. Nếu có thể trọng thương thánh tổ thứ năm, Kiều gia khẳng định có cường giả đặc biệt, hắn nhất định phải nhanh tiến đến nghĩ cách cứu viện. Trong tổ tứ các tộc, những người mạnh nhất đang ngủ say liên tiếp thức tỉnh. Bọn hắn tóc trắng xóa, khô gầy, đều là cường giả 200-300 tuổi trong các gia tộc, cũng đều ngủ say rất nhiều năm. Dựa theo quy củ, nếu như gia tộc cần, bọn hắn sẽ thức tỉnh, không tiếc hiến tế sinh mệnh, nếu như không cần, bọn hắn sẽ say giấc nồng yên lặng chờ chết. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cơ hồ đều là phải chết già, dù sao nơi này cũng là cổ hoa hoàng thành, là hoàng tộc trung lập, không nghĩ tới vậy mà bị tỉnh lại. Đây có nghĩ là cổ hoa đã gặp phải đại kiếp. Từ gia tộc Hoàng Phủ, gia tộc Trung Ly, Đường Gia và các đại gia, lại đến tất cả lão tổ cường tộc khác, liên tiếp rời khỏi tổ tư, sau khi nhìn quanh cổ hoa hoàng thành quen thuộc vừa xa lạ đã lập tức theo sát thánh tổ, đuổi tới. Khương Diễm cùng bọn người Chu Bất Dĩ nhanh chóng ăn khá nhiều đan dược, ánh mắt lăng liệt khóa chặt con đường xa xa. Dựa theo ước định, sau khi bọn hắn rời khỏi, ba vị lão tổ ở lại sẽ dẫn biển dung nham dưới mặt đất, kiềm chế cổ hoa hoàng thành đuổi bắt, nhưng ở trước đó hẳn là còn có một số cường giả đã theo cổ hoa thánh tổ giết tới. Bọn hắn nhất định phải xử lý sạch nhóm kẻ theo dõi này, mới có thể an toàn thoát khỏi phương Bắc. Đến rồi! Linh văn trên trán Khương Diễm nở rộ, toàn thân dâng lên nghiệt hỏa tà ác. Đây là thánh hỏa của hắn, Sâm La nghiệt hỏa. Sâm La, có vạn tượng chi ý. Nghiệt hỏa, đối ứng ác cùng tội. Sâm La nghiệt hỏa, danh xưng tù linh chi hỏa, tội nghiệt chi viêm. Người bị Sâm La nghiệt hỏa giết chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn ở trong nghiệt hỏa, trừ khi được nghiệt hỏa tiêu vong, nếu không thì vĩnh thế không được luân hồi. Thân thể Khương Đế tựa như là một cái lồng giam kinh khủng. Cho nên, khi Khương Diễm vừa mới phóng thích nghiệt hỏa, bên trong liền vang lên gào thét tức giận thê lương, lít nha lít nhít, giấy giụa xé rách, hỗn loạn lại táo bạo. Những người này tất cả đều là kẻ địch tự tay hắn giết chết, số lượng không coi là nhiều, 93.872 người mà thôi. Buông ra giết. An Minh Hề sau khi ăn vào đan dược, khí tức hỗn loạn nhanh chóng khôi phục, nàng xinh đẹp cười một tiếng, triệt để thả ra linh văn. Ma văn, huyết chú ma thụ. Ầm ầm. Rễ cây tráng kiện cuồng kích đại địa, điên cuồng lan tràn, giống như hắc mãng tà ác, thanh thế kinh người. Ma thụ xen lẫn dây leo, quay quanh dâng thẳng lên trời, như là một cơn lốc thẳng tới 300 mét. Ngay sau đó từ rễ già đến thân cây lại đến chạc cây, lan tràn chảy máu như những đường vân, thẳng đến đỉnh chóp chạc cây. Một đóa huyết hoa to lớn nở rộ, phun ra ra bụi hoa đầy trời. Chu Bất Dĩ dần dần làm nhạt cơ thể, cho đến hoàn toàn biến mất. Hắn là ám ảnh, linh văn quỷ bí, có thể hoàn mỹ dung nhập bóng đêm, càng có thể điều khiển bóng đêm, giam cầm bóng đêm. Tại trong màn đêm, thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ không có gì sánh kịp. Làm huyết sát đứng vị trí đầu tiên của ác nhân cốc, ngay cả Khương Diễm cũng không nguyện ý chém giết cùng hắn trong bóng đêm. Bốn vị huyết sát khác, còn có hơn 20 vị lão tổ kiều gia liên tiếp thể hiện ra linh văn phi phàm mà đặc biệt của bọn hắn, khóa chặt con đường xa xa, vận sức chờ phát động. Răng rắc. Khương Phàm dùng sức vặn vẹo cổ, hoạt động thân thể, các khớp xương đều phát ra tiếng ma sát thanh thúy. Chuẩn bị xong. Khương Phàm quay đầu, nhìn hơn 200 vị cường giả của kiều gia, sát thủ của ác nhân cốc tụ tập ở phía sau hắn. Toàn bộ đều là cao giai linh hồn cảnh cùng niết bàn cảnh. Rốt cuộc cũng huyết chiến. Kiều Vạn Niên lên tiếng gào thét. Rốt cuộc cũng huyết chiến. Hơn 200 vị cường giả cùng hô to lên, chiến ý như thủy triều, đằng đằng sát khí. Giết! Toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, hóa thành chu tước yêu thể, kích xạ thiên khung. Hơn 200 vị cường giả toàn bộ kích phát linh văn, hiện ra võ pháp, theo sát Khương Phàm lao thẳng đến phương xa. Tại con đường dưới lòng đất kết nối với cổ hoa hoàng triều. Đại hoàng tử đã kích hoạt linh văn, hóa thân thiên nhân chiến khu, mạnh mẽ đâm tới cực kỳ nóng nảy, theo sát dấu vết thánh tổ để lại, hắn phóng tới phía trước. Năm vị tộc lão hoàng thất theo sát phía sau, còn có hoàng phủ thừa viễn và tộc trưởng thất đại gia tộc, 15 tộc trưởng các cường tộc của cổ hoa, cùng thân tộc và cận vệ của bọn hắn. Số lượng đạt tới hơn 300 người. Bọn hắn đều đã triệt để tức giận. Thì ra tất cả hỗn loạn phát sinh những năm này nguồn gốc đều là từ kiều gia.
Cái gia tộc nhìn an phận này, vậy mà lại cất giấu dã tâm táo bạo như vậy, dám tính toán hoàng thất, vận trù hoàng thành, tạo thành 5 năm hỗn loạn giết chóc, đều mang đến cho các tộc tổn thất thật lớn. Mà cho tới hôm nay, sau khi Kiều gia cướp đoạt hơn phân nửa phương Bắc tài nguyên, còn muốn là hung hăng làm nhục Cổ Hoa bọn hắn ở trước mặt tất cả thế lực. Ghê tởm nhất chính là, hôm nay bọn hắn còn mặc trang phục lộng lẫy, ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười đi đến Kiều gia tham gia tiệc tối. Kết quả lại bị chơi xỏ. Bị triệt để đem ra đùa nghịch. Bọn hắn sống đến bây giờ, chưa từng cảm thấy khuất nhục qua như thế này. Phía trước chính là lối ra, mau cùng lên, tuyệt đối không thể để bất cứ người nào chạy trốn. Khương Phàm là của ta, ai cũng chớ đoạt với ta. Đại hoàng tử oanh mở lối ra con đường đã sụp đổ, cường thế xuất hiện trong sa mạc hoang vu. Nhưng, tình cảnh trước mắt so với những gì hắn mong muốn lại hoàn toàn khác biệt. Nếu thánh tổ đuổi theo, không phải còn không có đuổi tới, hay đã đi xa thì chính là đã ở bên ngoài đánh giết. Nhưng hắn không thấy được thánh tổ, càng không nhìn thấy chiến tranh, ngược lại còn thấy được số lượng lớn người của Kiều gia, người của ác nhân cốc, mà lại đang vây quanh tới phía hắn. Đây là chuyện gì? Thánh tổ đâu? Đại hoàng tử, yến hội luận võ đêm nay do ngươi và ta tiến hành. Toàn thân Khương Phàm sôi trào kim viêm, đối diện giết tới. Tiếng gáy to chói tai, vang vọng trên sa mạc. Chiến ý như thủy triều, chấn động thiên địa. Móng vuốt bén nhọn to như cả một căn phòng, sắc bén lại cứng rắn hơn, khuấy động năng lượng bạo động, lao thẳng đến chỗ đại hoàng tử. Đại hoàng tử bỗng nhiên bừng tỉnh, đáy mắt tinh mang như điện, hai tay mãnh liệt kéo căng, nhấc lên cuồng phong, phun trào cương khí, uy lực thiên nhân khuấy động cánh tay, ngang nhiên nghênh kích. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang động khắp trời. Giống như thiên thần rèn sắt, vang vọng trên sa mạc. Năng lượng bạo tạc nương theo khí lãng cuồn cuộn, lấy hai người làm trung tâm mà kéo ra hơn 3.000 mét. Đại hoàng tử hùng tráng uy mãnh có thể phá vỡ núi bây giờ lại bị ngửa mặt đánh bay ra ngoài, Chu Tước Bác Thiên thuật suýt chút nữa khiến cho hai tay hắn vỡ nát. Hô! Khương Phàm nhấc lên cuồng phong, nhanh chóng truy kích, xuất hiện ở phía trên đại hoàng tử. Trong chớp mắt, nhanh chóng xoay chuyển, hai cánh căng cứng. Thế như thiên đao, giao thoa phách trảm. Toàn thân đại hoàng tử hiển hiện đường vân thần bí, huyết mạch hài cốt sôi trào lên năng lượng mãnh liệt, trong thời gian rất ngắn đã trùng kích đường vân, hình thành một nguồn năng lượng hủy diệt giống như tự bạo, ngang nhiên vén lui Khương Phàm. Khương Phàm giống như đột nhiên bị ném vào bên trong sóng to gió lớn, toàn thân mất khống chế, bay thẳng lên vài trăm mét. Oanh! Đại hoàng tử cường thế ổn định thân thể, ầm vang rơi xuống đất, chấn động sa mạc. Hắn cao tới 30 mét, hùng tráng khổng lồ, hai mắt phát ra ánh sáng giống như mặt trời. Tiếng gầm giận dữ, cả phiến thiên địa cũng vì đó mà chấn động, năng lượng vô hình tràn ngập đất trời hội tụ về phía hắn. Thiên nhân linh văn, hóa thân thành thiên nhân chiến khu. Có thể cùng cộng minh với đất trời, càng có thể mượn thuế lực dân chúng. Oa a a, đại hoàng tử giữ tợn gầm thét, khí thế tăng vọt, nhất cử nhất động đều phảng phất cùng thiên địa giao hòa. Phát ra uy thế khủng bố không có gì sánh kịp. Đây chính là sự cường đại cùng phi phàm của thiên linh văn. Khương Phàm ở trên không ổn định, linh văn đã thăng hoa, huyết mạch đã thức tỉnh, nguồn gốc từ lực lượng Chu Tước cường đại tràn ngập khắp đất trời, thẩm thấu không gian. Hắn giống như tuyệt thế hung thú, lệ khí vô biên, hai cánh đánh một kích, rách tả tơi bầu trời, ngang nhiên giết qua đại hoàng tử. Khương Phàm, hôm nay không phải luận võ, là sinh tử chiến. Mệnh của ngươi, ta tới lấy. Cơ thể đại hoàng tử phồng lên, lực lượng thiên nhân chiến khu cường đại triệt để kích phát, cảnh giới tại thất trọng thiên đỉnh phong yên lặng 3 năm, như đã muốn bước lên bát trọng thiên. Hắn dậm chân phóng tới, từng bước lao lên trời, nhấc lên nắm đấm như sóng to gió lớn, đánh tới Khương Phàm. Móng vuốt Khương Phàm như câu, hai cánh như đao, đối diện mà tới, toàn thân đều là vũ khí chiến tranh, cùng đại hoàng tử điên cuồng giết tới một chỗ. Bên ngoài có đánh nhau. Tộc lão hoàng thất và bọn người hoàng phủ thừa viễn theo sát phía sau lập tức giật mình, quả quyết kích phát linh văn, cường thế lật tung địa tầng, cùng với đá vụn cát bụi đầy trời cường thế giết ra. Nhưng, giết, Khương Diễm tà ác tàn nhẫn, xâm la nghiệt hỏa được phóng thích toàn diện, năng lượng của hơn 9 vạn linh hồn bị kích phát, mãnh liệt lao về phía trước, ngưng tụ thành một cây giáo nghiệt hỏa. Cây giáo bạo kích, ác hồn rít gào. Giữa thiên địa nhiệt độ đều nhanh chóng hạ xuống, phảng phất địa ngục giáng lâm.
Các cường giả cổ hoa vừa mới giết ra tới còn không có thấy rõ ràng tình huống, liền bị cây giáo vô tình oanh sát thảm liệt. Phốc phốc phốc, cây giáo hoành hành, sát ý kinh khủng, liên tiếp quán xuyên 5 vị cường giả niết bàn cảnh, bắt đi linh hồn, để lại nhiệt hỏa thảm liệt điên cuồng đốt cháy thân thể của bọn hắn. Giết! Kiều Vạn Niên, lão tổ Kiều gia, bọn người Chu Bất Dĩ, từ 4 phương 8 hướng giết tới, tất cả năng lượng, võ pháp vận sức chờ phát động đều được phóng thích ngay giờ khắc này, tràn ngập đất trời che mất bọn hắn. Sa mạc phạm vi hơn 30 dặm kịch liệt sụp đổ, lâm vào bên trong năng lượng vô tận như thủy triều, số lượng lớn cường giả cổ hoa mất mạng tại chỗ. Triệu Lê Minh, Khương Diễm sau khi oanh sát 5 đại niết bàn, đột nhiên tiếp cận một thân ảnh đang bộc phát trong hỗn loạn. A, tặc tử Kiều gia, về hoàng thành chịu chết cho ta. Một tộc lão hoàng thất tóc dài bay loạn, giống như điên cuồng, toàn thân hắn bạo động khí lãng, hài cốt vặn vẹo, thể hiện ra thiên nhân chiến khu, cao tới 100 mét, khôi ngô cường tráng, uy thế giống như đại dương cuồn cuộn. Số lượng lớn cường giả cổ hoa đều bị khí lãng đẩy lui, không cách nào khống chế bay ra hơn 1000 mét. Tuy nhiên, sau khi bọn hắn thấy rõ ràng bộ dáng lão nhân, tất cả đều phấn chấn đến sôi trào nhiệt huyết, nóng nảy gào thét. Triệu Lê Minh, đệ đệ cùng phụ thân cùng phụ mẫu thân của nhân hoàng tiền nhiệm, lúc trước thức tỉnh chính là Chí Tôn Thánh Văn. Thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh nóng nảy, đã từng là nhân vật phong vân của cổ hoa. Theo tiền nhiệm nhân hoàng thoái vị, số lớn cùng thế hệ đã quy ẩn tổ địa, chỉ có hắn ở lại hiệp trợ nhân hoàng, trấn thủ hoàng cung. Đêm nay hắn ngụy trang thành tộc lão bình thường, bồi tiếp nhân hoàng bái phỏng Kiều gia, ý muốn ban đầu là âm thầm tìm những lão gia hỏa Kiều Anh Tung kia nói chuyện, xác định rốt cuộc Kiều gia có mục đích gì. Không nghĩ tới lại gặp phải sự kiện đột phát này. Sau khi hắn theo đội ngũ xuất phát, cũng trốn ở phía sau, tỉnh táo quan sát, chuẩn bị tìm cơ hội săn giết nhân vật quan trọng của Kiều gia, nhưng còn không có rời khỏi con đường liền lọt vào phục kích. Chuyện này cũng đã triệt để chọc giận hắn. Giết! Hai mắt Triệu Lê Minh phát sáng, hét lớn như sấm, cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên. Trong chớp mắt khí tức huyết mạch toàn thân vì đó mà sôi trào, trùng kích tay phải, năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên bạo động, tràn ngập đất trời hội tụ về phía hắn. Uy thế kinh khủng, rung động toàn trường. Triệu Lê Minh giơ cao tay phải bỗng nhiên vỗ một cái, trong không gian phạm vi 30 đến 50 mét đều bị khống chế, toàn diện bạo động, kịch liệt sụp đổ. Trong chớp mắt, số lượng lớn cường giả của Kiều gia và ác nhân cốc đều bị dìm ngập, như muốn bị vô tình xoắn nát. Triệu Lê Minh, bây giờ đã không còn là thời đại của ngươi nữa rồi. Khương Diễm nắm chặt cây giáo, mãnh liệt chấn kích, cây giáo vỡ nát, hóa thành nhiệt hỏa vô biên sôi trào giữa đất trời, cưỡng bức lấp kín không gian bị giam cầm của Triệu Lê Minh. Hơn 9 vạn vong hồn bên trong nhiệt hỏa rít gào, bạo động hỗn loạn, giống như có vô số người khoác nhiệt hỏa ác linh, điên cuồng đảo loạn không gian. Phá cho ta! Khương Diễm giận dữ hét lên, đưa tay chấn chỉ Triệu Lê Minh. Hơn 9 vạn vong hồn toàn thể bạo tẩu, giống như chiến binh cuồng tướng thật lớn, kéo lấy nhiệt hỏa, hoắc loạn thiên địa, cường thế bá đạo giải trừ nguy cơ. Ác nhân vương, ta coi thường ngươi. Triệu Lê Minh dâng cao chiến ý, đạp trên không gian bay lên không, chiến khu 100 mét sôi trào chiến uy vô biên, ngang nhiên lao đến Khương Diễm. Lão già, qua đêm nay, ngươi chính là ác hồn mạnh nhất của ta, làm việc cho ta. Khương Diễm hào tình vạn trượng, sát ý vô biên. Sau một tiếng thét ra lệnh, hơn 9 vạn vong hồn toàn bộ vặn vẹo thay đổi, đều bày biện ra bộ dáng Khương Diễm. Xâm La Thiên Chú. Khương Diễm giống như tuyệt thế chiến tướng, pháp lệnh vong hồn. Trong chớp mắt, tất cả vong hồn vung lên xiềng xích nhiệt hỏa dày đặc, tràn ngập đất trời quăng về phía Triệu Lê Minh. Triệu Lê Minh dã man phóng tới, đạp tan trời cao, chấn động nhiệt hỏa, dễ như trở bàn tay xung kích về đằng trước. Nhưng, hơn 9 vạn đạo tỏa liên, số lượng quá mức khủng bố, không chờ hắn xông ra bao xa liền bị quấn chặt lại, giam cầm ở giữa khung trời. 30.000 vong hồn khống chế xiềng xích, 60.000 vong hồn tiến lên phóng tới Triệu Lê Minh, chui vào trong thân thể, giam cầm linh hồn của hắn. Giống. Triệu Lê Minh bị cưỡng bức cố định ở nơi đó, từ thân thể đến linh hồn, khó mà dung chuyển được chút nào. Giống cái rắm, chết đi cho ta. Khương Diễm sôi trào nhiệt hỏa khắp người, ngưng tụ xâm la sát đao, đâm thẳng lên 300 mét, liệt diễm như gió lốc vần quanh, đao thể giống như núi lớn rơi xuống.
mây đen trên bầu trời đều đang kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất trao đổi với u minh địa ngục vô tận. Trong mây đen, mờ lôi cuồn cuộn, minh hỏa cuồn cuộn. Nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ, khí lạnh thấu xương thấm vào mảnh không gian này. Chém! Khương Diễm hét lớn, Xâm La sát đao sôi trào lên nhiệt hỏa, vờn quanh mờ lôi, giống như sát sinh đao giáng lâm từ địa ngục, mang theo uy thế vô biên trừng trị dân chúng, hung hăng bổ về phía Triệu Lê Minh xa xa. Cơ thể Triệu Lê Minh mãnh liệt phồng lên, khí tức huyết mạch khuấy động toàn thân, dâng lên lít nha lít nhít đường vân. Trong chớp mắt, thực lực của hắn đã tăng vọt. Một ác nhân vương nho nhỏ cũng xứng giết hoàng tộc. Triệu Lê Minh chấn động mãnh liệt, làm vỡ nát tất cả xiềng xích, linh hồn, ác phong đều tung bay ra ngoài, hai cánh tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, thế như phá vỡ trời, chính diện đón nhận Xâm La sát đao. Ầm ầm, thiên địa cuồn cuộn, năng lượng sôi trào. Tiếng nổ mạnh kinh khủng chấn động ra trăm dặm, nhấc lên vô biên cát bụi vô tận. Tất cả cường giả toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài. Triệu Lê Minh run rẩy, bị cưỡng bức đánh lui 3.000 mét, nhiệt hỏa thảm liệt dính đầy toàn thân, điên cuồng đốt cháy hắn. Nhưng, không chờ hắn ổn định, phía sau lưng đột nhiên tê dần, một cây giáo vong linh xuyên thủng thân thể, từ ngực ló ra. Lúc nào? Triệu Lê Minh không thể tin nổi, vừa rồi rõ ràng đã xua tán đi toàn bộ vong hồn, từ lúc nào mà bọn chúng lại lần nữa ngưng tụ thành cây giáo? Ngay vừa rồi sao? Nát cho ta! Khương Diễm ở phía xa thét lên ra lệnh, cây giáo tráng kiện bạo tạc mãnh liệt, tất cả vong hồn mang theo nhiệt hỏa bao phủ hoàn toàn Triệu Lê Minh. Triệu Lê Minh kêu la đầy thê lương thảm thiết, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng, thiên nhân chiến khu quá cường đại, năng lượng toàn thân lại bạo động, xua tan nhiệt hỏa, đoàn tụ chiến khu, hắn hét thét lên lao thẳng đến Khương Diễm. Hắn bị chọc giận. Thiên nhân chiến khu cao ngạo, làm sao có thể thua với một tên bất nhập lưu. Theo hai đại cường giả giết tới, các cường giả của Kiều gia, ác nhân cốc cùng Cổ Hoa cũng đều điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Cường giả Cổ Hoa lên cơn giận dữ, hận không thể xé sống người của Kiều gia và ác nhân cốc, ít nhất phải cuốn lấy bọn hắn, chờ đợi đợt viện quân thứ hai đuổi tới, sau đó một mẻ hốt gọn. Kiều gia và ác nhân cốc thì phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải nhanh chóng giải quyết đám người này, trước khi đợt viện quân thứ hai đuổi tới, phải toàn diện rút lui. Bên ngoài mấy chục dặm, Khương Phàm cùng đại hoàng tử không quan tâm đến trận chiến bên kia, các thức chiêu thức cứ liên tục va chạm kịch liệt. Mặc dù chỉ là linh hồn cảnh thất trọng thiên, nhưng lại bởi vì là thiên phẩm linh văn nên chiêu thức vẫn thể hiện ra sự cường đại kinh thế hãi tục. Ầm ầm, cùng với những trận va chạm mãnh liệt, Khương Phàm tháo chạy vài trăm mét. Hai chân đại hoàng tử đè sát sa mạc, cũng trượt ra vài trăm mét, nhưng khí lãng toàn thân hắn vẫn cuồn cuộn. Không gian dưới chân vỡ nát, cưỡng bức phanh người lại. Khương Phàm, người cũng không phải đối thủ của ta. Đại hoàng tử nhấc lên tia sáng đầy trời, một bàn tay to lớn đưa về phía trước, một nguồn năng lượng vô hình quét sạch thiên địa, cường thế cầm giữ không gian phạm vi 5.000 mét. Khương Phàm lập tức giống như dừng lại tại đó, không gian, thời gian, đều như chịu phải ảnh hưởng. À, đại hoàng tử gào thét cuồng dã, không có nửa phần tôn quý như bình thường. Trở nên cường thế mà dũng mãnh không gì sánh được, cánh tay hắn phồng lên, một bàn tay to lớn đánh về phía trước, điên cuồng giam cấm không gian. Đây là truyền thừa cường đại của thiên nhân chiến khu, có thể giam cầm thiên địa, càng có thể điều khiển thiên địa. Chỉ bằng cái này, còn chưa đủ. Khương Phàm kịch liệt gáy to, liệt diễm toàn thân hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, trong chớp mắt đã phun ra uy lực hoắc loạn kinh khủng, kéo về phía bầu trời sa mạc, dung chuyển không gian. Nhưng, khi Khương Phàm tránh thoát, đại hoàng tử đã đồng thời khống chế không gian sụp đổ toàn diện. Vừa vặn mượn uy lực hoắc loạn do Khương Phàm thả ra, sau đó làm trầm trọng thế công của mình hơn. Khương Phàm giống như đột nhiên lâm vào trong sóng to gió lớn, muốn bị sống sờ sờ hủy diệt. Nhưng, hắn phát ra chiến ý tuyệt luân, vẫn phá tan không gian hỗn loạn, giống như thần điểu đang vật lộn giữa đất trời, dễ như trở bàn tay xuyên thủng hết thảy mọi thứ, cường thế giết ra. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Phàm hét lớn trong lòng, sát ý tăng vọt, liệt diễm lệ khí cuồn cuộn khắp nơi, móng vuốt hắn căng cứng, uy lực mạnh mẽ lao thẳng đến đại hoàng tử. Máu trong toàn thân đại hoàng tử dần hiện ra vô số điểm sáng, nhanh chóng phóng đại, lao ra khỏi cơ thể, hình thành lít nha lít nhít, huyết chuông va chạm giao hòa, trong nháy mắt đã hóa thành chuông lớn khổng lồ,
bao phủ thiên nhân chiến khu của hắn, càng cùng vùng thiên địa này hình thành cộng minh. Ầm ầm, bạo tạc mãnh liệt rung chuyển sa mạc, chu tước bác thiên thuật của Khương Phàm giống như đụng phải vào vùng thiên địa này. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu, vô cùng mênh mông, không thể phá vỡ. Tuy nhiên, Khương Phàm trung quy vẫn chu tước yêu thể, sau khi bác thiên thuật toàn diện thăng hoa, đủ để phá vỡ được. Cho nên, ầm ầm, chuông lớn sụp đổ, thiên địa hỗn loạn, hình thành không cách nào nói rõ chiều dâng quét sạch bốn phương tám hướng. Bên trong phạm vi mấy ngàn mét, đều giống như đại mạc chập trùng lên xuống. Đại hoàng tử kinh ngạc, nhưng không có chút do dự nào, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Mái tóc dài của hắn bay loạn, tay phải nhanh chóng to ra, đủ để vượt qua nửa cơ thể của hắn, đường vân toàn thân đều hội tụ về lòng bàn tay, nơi đó phun ra cường quang giống như mặt trời, càng có năng lượng táo bạo hơn chấn áp. Đây là thiên nhân bí thuật, chấn áp dân chúng. Thiên nhân chiến khu lấy dân chúng ngưng tụ mà thành, nhưng cũng tạo thành uy lực chấn áp đối với dân chúng. Loại thực lực này chỉ có thể hiện ra tại thiên phẩm linh văn, mà đại hoàng tử nơi này lại phát huy vô cùng tinh tế. Đại hoàng tử hét lớn, kéo căng tay phải dài đến hơn 10 mét, hung hăng chụp về phía Khương Phàm đang giết đến. Khương Phàm cũng không phải người lương thiện, hai cánh kéo căng lấy, bác thiên chi thuật, móng vuốt sau khi xé mở chuông lớn, hai cánh lại như thiên đao hung hăng chém qua. Ầm ầm, hai cánh cùng cự trưởng va chạm, phát ra thanh âm rung động kịch liệt như kim loại, theo không gian đang hoác loạn dâng lên như chiều cường, khuấy động thiên địa, truyền khắp hơn 10 dặm. Ngay cả cường giả các phương đang chém giết đều quăng ánh mắt tới nhìn lại. Hai đại thiên văn giao phong, nếu như không phải bọn hắn đều đang chém giết sinh tử thì thật muốn thưởng thức. Khương Phàm cùng đại hoàng tử lần nữa tháo chạy, lùi lại hơn 500 mét. Thế lực ngang nhau, lại đều kích thích lên mênh mông chiến ý. Giết! Khí tức đại hoàng tử bộc phát như lũ quét, so với trước đó lại càng mạnh hơn, gào thét lao đến Khương Phàm. Huyết khí toàn thân thiêu đốt, trùng kích hoa văn phức tạp hình thành ánh sáng đáng sợ. Thân cao hơn 30 mét, bước chân rơi xuống đất, không gian vỡ nát, chiến ý vô địch. Hắn đã nổi điên. Hắn là thiên nhân chiến khu, là chiến khu cường đại tại thời đại Thái Cổ suýt chút nữa nhất thống Thương Huyền, mặc dù đến bọn hắn nơi này chỉ là hình thái linh văn, nhưng vẫn cường đại vô địch như cũ, vẫn có thể uy hiếp được phương Bắc. Hắn làm sao có thể ngay cả một tên biến đổi thiên văn đều không ép được. Khương Phàm tăng vọt chiến ý, hai mắt dâng lên cường quan. Đây là từ khi tiến vào thiên linh văn đến nay, lần đầu tiên chân chính quyết chiến thiên linh văn. Lại còn là thiên linh văn sở hữu bởi chủ nhân của hoàng tộc, loại chiến đấu này đã để hắn chờ mong, càng làm cho hắn cuồng nhiệt. Oanh! Đại hoàng tử tới gần Khương Phàm trong chớp mắt, khí tức kịch biến, năng lượng phun trào, toàn bộ mái tóc như là thác nước trút xuống, còn người lập lòe ngân quang. Cả người hình thành trận vực vô hình, quét sạch hơn 5.000 mét, vùng thiên địa này đã triệt để đặt vào khống chế. Đây là một khí tức kinh người, tựa như một thiên nhân chân chính. Vượt qua Thái Cổ mà đến, bế nghễ nhân gian. Oanh một tiếng, đại hoàng tử đưa tay, kỳ quang như sấm, năng lượng lao nhanh, bóp ra một cái ấn quyết phức tạp, ở giữa hai tay ngưng tụ thành bóng dáng một thiên nhân. Bóng người này mơ hồ vặn vẹo, lại cuồng bá vô địch, tản ra khí tức càng là kinh người. Giống như là thiên nhân chân chính, ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông. Đây là thiên nhân ấn. Một trong những lực lượng cấm kỵ mạnh nhất của thiên nhân chiến khu. Thời kỳ Thái Cổ, thiên nhân chiến khu hoành hành thiên hạ, thiên nhân ấn vừa ra, vạn tộc hồi hộp. Ngươi lấy cái gì để so cùng ta? Ánh mắt đại hoàng tử giá lạnh vô tình, khống chế thiên nhân ấn đánh về phía Khương Phàm. Khí thế Khương Phàm hung hăng, huyết mạch sôi trào, trong liệt diễm đầy trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh mông lung mơ hồ. Như một bức tranh vạn cầm, miêu tả tất cả linh cầm từ hoang cổ đến nay. Có phượng hoàng bay lên, uy hiếp tám phương. Có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có loan điểu vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại mãnh cầm, từng loại hiển hiện, cùng nhau thi triển hung uy. Nhưng, trên đỉnh cao nhất của bức tranh, lại có một thân ảnh đáng sợ đốt cháy thiên khung, Chu Tước. Chu Tước phục thiên thuật. Đây là khi Khương Phàm hấp thu huyền hoàng thạch, kích phát tiềm lực huyết mạch, thức tỉnh Chu Tước truyền thừa thứ ba. Có thể ở trong chớp mắt kích phát ra lực lượng Chu Tước tổ mạch, hình thành thần uy tuyệt thế chấn nhiếp vạn cầm, phục sát vạn linh. Giờ khắc này, Khương Phàm như đang tái hiện uy lực Chu Tước thần tổ,
ngao khiếu đỉnh mây, săn giết dân chúng. Ầm ầm, thiên nhân ấn va chạm, khủng bố ngập trời. Khương Phàm chấn kích hai cánh, bao quanh lực lượng cường đại săn giết dân chúng, tấn công trực diện. Giờ khắc này, bất luận là Khương Phàm hay là Đại Hoàng Tử, toàn thân đều tỏa ra tia sáng vô tận, thể hiện ra uy thế cường đại kinh thế hãi tục. Chiến trường cứ việc giết tới sôi trào, cường giả các nơi cứ việc đều là niết bàn, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại thành tiêu điểm của toàn bộ chiến trường, trở thành duy nhất ở giữa thiên địa. Ầm ầm, trận bạo tạc thảm liệt, lần nữa lay động đất trời. Khương Phàm ngang nhiên đánh hai cánh về phía trước, bổ ra hư ảnh thiên nhân mơ hồ kia, hung hăng đánh vào hai tay Đại Hoàng Tử đang nhấc ngang lên. Phốc phốc, hai cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, Đại Hoàng Tử bị khí tức hủy diệt đập vào mặt đánh tung bay. Nhưng, sau khi thiên nhân ấn bị bổ ra lại đã tạo thành năng lượng kinh người, đối diện bao phủ Khương Phàm. Lông vũ phất phới, máu tươi vẩy ra. Khương Phàm giống như thiểm điện bị đánh bay ra vài trăm mét, nhưng rất nhanh đã cưỡng ép ổn định, hai cánh mở ra, liệt diễm ngập trời, sát uy cuồn cuộn. Không thể nào, sao ngươi có thể chống đỡ được thiên nhân ấn của ta? Đại Hoàng Tử chật vật ổn định, bả vai đổ đầy máu, chật vật không chịu nổi. Xa xa, bọn người Đường Tư Đồ sau khi nghe được động tĩnh liền nhanh chóng nhìn quanh về nơi này, cũng lập tức hít vào từng ngụm khí lạnh, thực sự không dám tin những gì ở trước mắt mình. Khương Phàm lại có thể cùng Đại Hoàng Tử giết tới trình độ này. Đây chính là Đại Hoàng Tử, tồn tại trong lòng bọn họ giống như người vô địch, mà người đó còn đã lắng đọng tại linh hồn cảnh thất trọng thiên 3 năm, triển khai toàn bộ thực lực, hoàn toàn có thể tương đương với nửa bước bát trọng thiên. Thậm chí thánh phẩm linh văn bát trọng thiên đều có thể bị hắn hoàn ngược. Khương Phàm chỉ là lột xác thành thiên văn mà thôi, sao lại có thể trọng thương Đại Hoàng Tử được? Giết! Đại Hoàng Tử tuyệt đối không nhận thua, hắn hấp thu huyết khí toàn thân, một lần nữa ngưng tụ ra hai tay, hét lớn lao đến Khương Phàm, khí tức toàn thân tăng vọt, lần nữa ngưng tụ lại thiên nhân ấn. Lần này so với lần trước lại càng mạnh hơn. Vừa rồi hắn đã nghĩ là nếu thiên nhân ấn vừa ra, Khương Phàm chắc chắn sẽ thua, cho nên không dùng toàn lực, thoáng có chỗ giữ lại. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, cứ phóng thích toàn diện. Mà trong nhẫn không gian ở hai tay còn không ngừng liên tục phóng thích ra năng lượng cường đại. Trong này phong tồn bảo cốt dùng di cốt tộc lão hoàng thất rèn luyện, tình huống bình thường là khi gặp phải uy hiếp thì dùng máu tươi kích phát, trực tiếp ném ra làm tấm thuẫn, giờ phút này toàn bộ đều bị hắn ép năng lượng, hội tụ đến bên trong thiên nhân ấn. Ầm ầm, khí tức đáng sợ tràn ngập, một hư ảnh thiên nhân lần nữa ngưng tụ, mơ hồ mà mông lung, sức chấn động kia làm cho tim tất cả mọi người đều phải đập nhanh. Có một cảm giác kiềm chế khó tả, muốn thần phục. Giết, giết giết giết. Đại Hoàng Tử hét lớn, hai tay giam cấm thiên nhân ấn, xông giết về trước. Toàn thân hắn đang cùng thiên địa giao hòa, cùng không gian cộng minh, thời khắc này, lực trùng kích đã nhấc lên không gian vô tận, tràng diện rung động lòng người. Khương Phàm không có vội vã, mà dừng ở nơi xa, hai cánh chỉ lên trời, không ngừng liên tục phóng thích ra liệt diễm, huyết khí, hồn khí. Một thanh cự kiếm màu tím nhanh chóng ngưng tụ. Tàn đao tam thức, thức thứ hai, khai thiên thức. Kích phát cơ thể, linh hồn, cùng linh văn cường đại, nghiền ép tất cả tiềm lực, cường thế dung hợp, hình thành phóng thích cực hạn, diễn dịch một kích đỉnh phong. Ba cái càng mạnh, uy lực của khai thiên thức càng khủng bố hơn. Bây giờ, Khương Phàm đã thức tỉnh huyết mạch, linh văn thăng hoa, thể chất càng là không phải như người bình thường, mấu chốt nhất là... Mắt phải của hắn chính là thần nhãn chân chính. Giờ khắc này phóng thích ra, uy lực bá tuyệt toàn trường. Đại đao xé rách càn khôn, theo Khương Phàm dương cánh gáy to, quét ngang về phía trước. Nơi xa, số lượng lớn cường giả đều thầm run rẩy trong lòng, đã nhận ra một khí tức để bọn hắn kinh hãi. Ầm ầm, tiếng oanh minh điếc tai, năng lượng ngút trời, phảng phất có vầng thái dương nổ tung tại sa mạc, cường quang chiếu thấu không gian. Quá mãnh liệt, trực tiếp lan đến gần chiến trường thảm liệt xung quanh. Thực lực thiên nhân ấn đã tăng nhiều, nhưng lại bị cường thế bổ ra lần nữa. Đao thế kinh khủng mang theo tiềm lực toàn thân Khương Phàm, nhất là năng lượng bên trong thần nhãn kia, vô tình bổ vào trên thân Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử mặc chiến trụ cường đại, trong chớp mắt đã phát sáng, dâng lên kỳ quang, giống như làn khói bao trùm cả người hắn. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng, đinh tai nhức óc. Lần nữa khuấy động sa mạc.
Đại hoàng tử đổ đầy máu trên người, thân thể hơn 30 mét bay ngang ra ngoài.